Bạch tiền bối có khách nhân, hắn không phải mới từ cái kia phong bế không gian bên trong đi ra sao? Tống Thư Hàng một mặt nghi hoặc, không phải khách không mời mà đến đi. Hắn đang muốn hỏi thăm, nhưng Bạch tiền bối đã cúp xong điện thoại. Lúc này, Bạch tiền bối ánh mắt nhìn qua nơi xa bốn chiếc máy phi hành. Máy phi hành song song mà đi, xếp thành hàng ngang, chỉnh tề. Tuy rằng không biết đối phương là lai lịch gì, bất quá nhìn qua người đến không có ý tốt. Rất xa liền cảm ứng được máy phi hành bên trong truyền ra trận trận sát ý. Mỗi một chiếc máy phi hành bên trong, đều có trên 30 vị ngũ phẩm tu luyện giả. Có trời mới biết nho nhỏ máy phi hành bên trong như thế nào nhét xuống nhiều người như vậy. Bạch tiền bối đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ bên người lưu tinh kiếm vừa vặn thử xem bản thân lưu tinh kiếm mới uy lực. Đang lúc bạch tiền bối suy tư thời điểm, nơi xa bốn chiếc máy phi hành rồi lại cải biến quỹ đạo, vượt qua thân ảnh của hắn, hướng cách đó không xa lan tây đảo bay đi. Bạch tiền bối mở chừng hai mắt, mục tiêu của bọn nó không phải ta. Nguyên lai là một trận hiểu lầm. Lúc này, thiên nhân máy phi hành bên trong. Thiên nhân nhóm đang dùng bản thân ngôn ngữ trao đổi. Dọa sợ hết hồn, giữa không trung làm sao đột nhiên nhảy ra vị tu chân đại lão. Vượt qua không gian mà ra, là cửu phẩm kiếp tiên sao? Ta còn coi là vị này đại lão là muốn tới đây bóp chết chúng ta. Xem ra đối phương là đi ngang qua, ta cũng thế, ta vừa rồi nhìn hắn vuốt phi kiếm thời gian, còn tưởng rằng hắn sẽ đối chúng ta xuất thủ. Sợ hãi, ta hiện tại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vị này không phải kiếp tiên, là nghìn năm đệ lục thánh bạch thánh nói tóm lại, là so với kiếp tiên còn muốn đáng sợ tồn tại. Các ngươi cẩn thận nhớ lại lời nói có thể phát hiện, rõ ràng là nhân loại tu sĩ, nhưng dung mạo của hắn phân biệt độ cực độ. Nhìn thoáng qua về sau, cũng sẽ không đưa hắn quên. Coi như là tại chúng ta thiên nhân tộc bên trong, cũng có rất nhiều hắn thầm mến người, nhân khí so với kia vị nghìn năm đệ nhất thánh cao hơn. May mà hắn không có muốn đối phó chúng ta ý định, tốt rồi, tăng tốc đi tới. Mục tiêu, lan tây đảo cái kia người mang bốn viên kim đan người biến dị loại hình tu sĩ. Tốc độ phải nhanh, hiệu suất cao hơn. Nghìn năm đệ lục thánh bạch thánh đang ở phụ cận, không muốn dây dưa dài dòng, miễn cho thêm phiền toái. Mở ra ẩn hình thuật pháp, bạch thánh tại phụ cận lời nói, ngàn vạn không nên quấy rầy đến nhân loại bình thường. Tóm vị kia bốn viên kim đan biến dị tu sĩ thời gian, cũng muốn tránh cho lớn hỗn loạn. Tốt nhất có thể tại trong nháy mắt đem đối phương chấn áp, tóm. Kỳ thật mọi người không cần quá lo lắng. Liên quan tới nghìn năm đệ lục thánh bạch thánh còn có một cái rất đặc thù truyền thuyết. Truyền thuyết hắn là phúc thần, kỳ thật có thể gặp được hắn là kiện chuyện rất may mắn. Nếu như thật tâm hướng hắn cầu nguyện lời nói, còn sẽ có tâm tưởng sự thành ngạc nhiên hiệu quả. Ta tuy rằng không phải bạch thánh dạy tín đồ, bất quá bao nhiêu tin một chút, dù sao không cần tiền. Còn có nói như vậy, cái kia thừa dịp bạch thánh thân ảnh còn không có biến mất phía trước ước cái nguyện. Cầu nguyện bạch thánh, để cho chúng ta lần này tóm bốn hạt nhân tu sĩ kim đan có thể thuận thuận lợi lợi, không muốn thêm phiền toái. Cầu nguyện bạch thánh, để cho chúng ta có thể chỉnh tề tới đây, cũng chỉnh tề trở về. Xa xa, bạch tiền bối nhéo nhéo cái mũi, nhìn qua đi xa bốn chiếc phi thuyền, trong lòng có loại nói không nên lời không hiểu thấu cảm giác. Bạch tiền bối lại lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tống Thư Hàng gọi điện thoại. Bạch tiền bối, sự tình giải quyết xong. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Là ta đã hiểu lầm, ta còn coi là những thứ này đạo hữu khí thế hung hăng, là tới tìm ta, không nghĩ tới bọn hắn chỉ là vượt qua ta, rất xa bay mất. Nhìn qua, cũng không phải nhằm vào ta. Bạch tiền bối nói, trong thanh âm mang theo một chút xíu tiểu tiếc nuối. Ta cảm giác nếu như bọn hắn thật sự là muốn tìm bạch tiền bối lời nói không chừng đã nguội. Tống Thư Hàng trêu ghẹo nói. Không nói việc này, phân thân của ngươi ở đâu? Ta đi trước tìm ngươi phân thân, nếu như thời gian rồi rào lời nói, chúng ta thuận đường đi ta phân thân xông qua được động phủ đi xem. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng, phân thân của ta tại Lan Tây đảo một nhà hàng bên trong, bạch tiền bối ngươi đợi xuống, ta đưa điện thoại di động giao cho phân thân, lại để cho hắn phát cái tọa độ cho ngươi. Được, mặt khác, có kiện sự tình ta nghĩ để cho ngươi giúp ta. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng, tốt, chuyện gì? Gặp mặt rồi hãy nói. Bạch tiền bối nói. Theo phong bế không gian bên trong đi ra về sau, hắn lại càng tới đây càng nghĩ gặp Tống Thư Hàng trong miệng cái khác bạch bạch một mặt. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc,
cảm giác tại nhìn thấy Bạch về sau, có thể nhận đến đáp án. Được, Tống Thư Hàng nói. Nói xong, đem hắn điện thoại thông qua hạch tâm thế giới chuyển rời đến phân thân trong tay. Lan Tây Đảo, trong nhà ăn. Tống Thư Hàng phân thân đang vì đệ tử của mình Sở Sở trợ thủ. Sở Sở tại tu luyện tiên chủ kỹ năng. Hiện tại nàng là sơ học người, không thể trực tiếp dùng thiên tài địa bảo, dùng ăn hình linh thú, tiên chân tài tố chất tới đây lãng phí. Tống Thư Hàng phân thân theo trên thị trường mua sắm đại lượng nguyên liệu nấu ăn, cung cấp Sở Sở luyện tập trù nghệ, thuận tiện hiệp trợ rửa cái đồ ăn cái gì. Rửa rau đồng thời, Tống Thư Hàng trong đầu đứng đắn suy tư về muốn cho Biệt Tuyết Tiên Cơ mở cửa sau, hắn tốt đem Sở Sở đưa qua, du học đào tạo sâu tiên chủ thuật pháp. Bất quá tại đưa Sở Sở đi đào tạo sâu phía trước, tốt nhất trước đem tu vi của nàng tăng lên tới tam phẩm trở lên hoặc là tứ phẩm trở lên. Tứ phẩm trở lên mới có ngự kiếm phi hành năng lực, cũng thuận tiện Sở Sở hành động. Lúc này, Tống Thư Hàng bản thể đưa điện thoại di động truyền tới. Phân thân ném đi trên tay giọt nước, tiếp nhận điện thoại, cho Bạch Tiền Bối thua bản thân tọa độ. Tọa độ gửi đi về sau, Bạch Tiền Bối trở về cái ok thủ thế. Sau một khắc, Tống Thư Hàng phân thân bên cạnh truyền đến không gian chấn động, Bạch Tiền Bối lợi dụng không gian thiên phú trực tiếp vượt qua không gian mà đến. Ồ, rất thơm hương vị, người đang làm cái gì? Bạch Tiền Bối hít hà. Tống Thư Hàng cười nói, là Sở Sở đang luyện tập tiên chủ bí pháp, tài nấu nướng của nàng tăng lên thật nhanh. Bạch Tiền Bối, ngài khỏe. Sở Sở vừa vặn vì Tống Thư Hàng phân thân bưng lên một phần bò bít tết phân thân không cần thu hút đồ ăn. Bất quá nhấm nháp một chút Sở Sở thức ăn hương vị, bình phẩm một chút còn là không thành vấn đề. Bò bít tết là phổ thông tài liệu, bất quá, phối liệu phương diện Sở Sở án lấy tiên chủ bí pháp bên trên ghi chép, thử phối trí một ít. Bởi vì trong tay tài liệu có hạn, nàng chỉ xứng ra mấy loại phối liệu. Bạch Tiền Bối đưa tay tiếp nhận phần này bò bít tết, lại tiếp nhận dao nĩa, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Ừ, hương vị có thể. Hơn nữa từng khối bò bít tết. Xếp đặt chỉnh tề, nhìn xem liền thoải mái. Bạch Tiền Bối bình phẩm nói. Đối với bắt buộc người người bệnh mà nói, chỉnh tề là rất bổng đồ vật. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiền Bối tay đột nhiên có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, hướng phòng ăn nóc nhà nhìn lại. Tống Thư Hàng, Sở Sở đồng dạng ngẩng đầu, hướng lên nhìn lại. Sở Sở, tiến hạch tâm thế giới của ta. Tống Thư Hàng nói khẽ. Là, sư phụ. Sở Sở đáp, nàng phối hợp với Tống Thư Hàng, tránh vào hạch tâm thế giới. Tiến nhập hạch tâm thế giới về sau, Sở Sở nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Thực lực của nàng quá yếu, loại tình huống này, hoàn toàn không cách nào giúp đỡ sư phụ. Hy vọng tiên chủ chi đạo có thể cùng ta vừa vặn phối, tăng lên ta tấn cấp tốc độ. Sở Sở nói khẽ, nàng cũng không muốn mỗi lần phát sinh nguy hiểm, đều tránh vào hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng phòng ăn bên ngoài. Bốn chiếc thiên nhân máy phi hành đáp xuống. Máy phi hành hiện lên hình tứ phương tập trung Tống Thư Hàng phòng ăn, có hào quang hạ xuống tới, hình thành cường lực kết giới cùng huyễn thuật trận pháp. Kết giới cùng huyễn thuật trận pháp, đem chọn cái phòng ăn cùng Lan Tây Đảo ngăn cách ra, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người bình thường. Càng trọng yếu chính là, có thể tránh cho vị kia bốn hạt nhân kim đan biến dị tu sĩ đào tẩu. Không có sai. Tin tức là thật, ta đã cảm ứng được cái loại này đặc thù kim đan mùi. Chậc chậc, bốn hạt nhân biến dị hạch tâm, chỉ cần đưa hắn săn bắn, chúng ta liền là năm nay săn bắn lớn nhất người thắng. Đừng lãng phí thời gian, mau ra tay, đừng quên vị kia nghìn năm đệ lục thánh Bạch Thánh còn đang ở phụ cận. Tốc độ phải nhanh, động tác gọn gàng. Ra, một vị ngũ phẩm thiên nhân xuất thủ, lăng không ấn xuống hướng khôi lỗi tiên tử phòng ăn, nhẹ nhàng một chảo. Phòng ăn nóc nhà. Phảng phất như là xếp gỗ, bị một đạo vô hình lực lượng nhấc lên. Sau một khắc, thiên nhân nhóm thấy trong nhà ăn hai đạo thân ảnh. Một vị là tóc ngắn nam tử, theo hắn khí tức trên thân cùng bề ngoài đến xem, đúng là vị kia người mang biến dị bốn hạt nhân nội đan tu sĩ. Hơn nữa lại để cho thiên nhân nhóm cảm giác được kinh hỉ chính là, vị này bốn hạt nhân tu sĩ lại biến dị một lần, trên người hắn hiện tại tựa hồ có năm hạt nhân năng lượng chấn động. Một đạo khác thân ảnh. Mang cho thiên nhân nhóm càng lớn kinh hỉ. Đây là một vị như thần tiên chói mắt thân ảnh, tóc dài màu đen một mực rủ xuống đến phần lưng, một thân màu trắng trang phục, thoải mái hợp thể. Con mắt như tinh thần chói mắt, khí chất xuất trần, giống như không thuộc về nhân gian đồ vật.
bạch, bạch, bạch thánh, một tay xốc lên nóc phòng cái vị kia thiên nhân run rẩy dùng thiên nhân ngôn ngữ thì thầm. Vì sao bạch thánh sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vừa mới chúng nó điều khiển lấy máy phi hành từ đằng xa bay đến Lan Tây đảo lúc, không phải vừa mới cùng bạch thánh sát bên người mà qua sao? Khi đó, bạch thánh cũng không có hướng Lan Tây đảo tiến lên. Vì sao hắn hiện tại ở chỗ này? Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng con mắt đảo qua bọn người kia, trong nội tâm đã có số thiên nhân, số lượng tại 120 đầu trở lên, toàn bộ là ngũ phẩm. Bạch Tiền Bối con mắt, đồng dạng đảo qua cái kia thiên nhân cùng cái kia 4 chiếc thiên nhân máy phi hành. Hắn đưa tay nhẹ nhàng một gõ bàn tay của mình, ta hiểu được, nguyên lai mục tiêu của bọn nó là ngươi nha, Thư Hàng. Khó trách, Tống Thư Hàng, cái gì khó trách, ta lúc trước cùng ngươi trò chuyện lúc, không phải nói có một đống khách nhân khí thế hung hăng cùng ta sát bên người mà qua nha. Ta coi là chúng nó là tới tìm ta phiền toái, bất quá chúng nó về sau vừa vội vội vàng vượt qua ta. Không nghĩ tới vòng một vòng, chúng nó còn là đã tìm tới cửa. Bạch Tiền Bối cười ha hả nói. Duyên phận thứ này, có đôi khi thật sự có loại đã định trước cảm giác. Bảy quẹo tám rẽ về sau, muốn tới đúng là vẫn còn sẽ đến, muốn gặp mặt chung quy hay là muốn gặp mặt. Chít chít đấy oa oa rồi vị kia nhấc lên nóc phòng thiên nhân chặp lại hai bàn tay, nhanh chóng đem phòng ăn nóc nhà một lần nữa đắp lên. Ha 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 ha, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Khách nhân chạy đâu, miễn cho đạo hữu khác nói ta bá tống tiếp khách không chu toàn. Tống Thư Hàng phát ra một chuỗi cởi mở tiếng cười. Tiếng cười kèm theo sư tử hống hiệu quả, đinh tai nhức óc. Dưới tình huống bình thường, đối mặt 120 tôn trở lên ngũ phẩm thiên nhân thời gian, Tống Thư Hàng có thể sẽ lựa chọn sợ trốn. Một hơi đánh 120 vị ngũ phẩm thiên nhân, cũng muốn đem nhiều như vậy số lượng thiên nhân bắt sống, thật sự quá khó khăn. Độ khó rất cao, hơn nữa cố hết sức không lấy lòng. Một cái không cẩn thận, còn có thể sẽ bị đối diện phản đánh một sóng. Còn nếu là mượn nhờ Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, một đao lớn uy lực phần thiên hỏa diễm đao xuống dưới, thiên nhân cặn bã cũng sẽ không còn lại, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính xác phương pháp là trước tránh địch phong mang, đằng sau hậu trường dùng công đức xà mỹ nhân tập trung địch nhân. Tiếp đó bản thể đi hô bằng hữu gọi bạn bè, triệu tập đánh, cuối cùng lại đem 120 vị thiên nhân một hơi ăn, tù binh đối mặt địch nhân muốn giống như mùa đông rét lạnh, có thể hai cái đánh một cái thời gian, tuyệt đối không muốn một mình lên. Hiện tại, đối mặt lớn sóng thiên nhân, Tống Thư Hàng như trước có thể cười như vậy phóng khoáng, là bởi vì Bạch Tiền Bối tại bên người. Có Bạch Tiền Bối tại, nhóm này thiên nhân một cái cũng đừng nghĩ chạy. Chỉnh tề biến thành linh thạch cùng điểm tích lũy là chúng nó duy nhất kết cục. Tống Thư Hàng trong lòng dự cảm, cái kia bộ phận trảm tiên tam đao ngự đao đao pháp, đã là hắn tống mỗ người vật trong bàn tay. Ngưng cười về sau, Tống Thư Hàng đại thủ chặn lại, kim đan cấp linh lực hiện lên. Linh lực nhẹ nhàng quét qua, liền đem phòng ăn nóc phòng một lần nữa quét ra dù sao đã bị hư, đến lúc đó lại để cho khôi lỗi tiên tử một lần nữa tu bổ một chút liền tốt. Không chung, cái kia hơn 100 cái thiên nhân đã toàn bộ trốn vào đến máy phi hành bên trong, chuẩn bị chạy thoát thân. Chúng nó lui lại hiệu suất đặc biệt cao. Dù sao rút lui chậm lời nói, liền mạng nhỏ đều không còn. Khách nhân chờ một chốc, Tống Thư Hàng đưa tay hét lớn, Bạch Tiền Bối, mời giúp ta đưa bọn họ cản lại. Tống, kỹ năng đến thời gian sử dụng mới hận ít, Thư Hàng. Ngoại trừ nhìn là mang thai cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên ngoài, hắn trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra có thể đem thiên nhân máy phi hành ngăn lại phương pháp. Mà nhìn là mang thai cần có thánh nhân chi nhãn cùng với tổ hợp pháp khí, đều tại bản thể trên thân. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, khôi lỗi tiên tử phòng ăn hoàn cảnh biến hóa. Phòng ăn hóa thành cái kia phiến mênh mông bát ngát sa mạc, bầu không khí đều biến nóng bỏng lên. Đã lâu Bạch Tiền Bối chân thực ảo giác nhiệt tình sa mạc. Tại đây chân thực ảo giác bên trong, thiên nhân vô luận như thế nào bay, đều mơ tưởng bay ra cái mảnh này sa mạc vị trí. Thiên nhân máy phi hành cứng ngắc tạm dừng tại trong hư không. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng phân thân sau lưng truyền tới một không gian chấn động. Hắn bản thể thông qua hạch tâm thế giới đi nhanh bước ra, tiến nhập nhiệt tình trong sa mạc. Bạch Tiền Bối quay đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng bản thể, lại chơi ba đầu sáu tay. Lúc này, Tống Thư Hàng trên vai trái mọc ra công đức xà mỹ nhân đầu,
trên vai phải mọc ra tạo hóa tiên tử đầu. Mà trên đỉnh đầu của hắn, dựng thẳng lấy xích tiêu kiếm tiền bối. Lần này không phải ta nghĩ chơi ba đầu sáu tay, là hai người bọn họ tại trừng mắt trò chơi. Tống Thư Hàng thở dài, tiền bối, đợi ta giải quyết nhóm này thiên nhân. Ngươi một mình không có vấn đề. Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Còn phải mời bạch tiền bối tại bên cạnh thay ta hộ pháp, để ngừa ngộ nhỡ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Bạch tiền bối gật đầu nói, tốt, có bạch tiền bối hộ pháp, Tống Thư Hàng tâm đại định. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn hướng cái kia bốn chiếc thiên nhân máy phi hành, đi ra. Trong hư không, có bốn bức vương giả bức tường lăng không hiển hiện, đè hướng cái kia bốn cái máy phi hành. Máy phi hành tránh né không kịp, bị đè rơi xuống. Trong đó tất cả ngũ phẩm thiên nhân, chỉ có buông tha máy phi hành, trốn tránh đi ra. Quanh thiên nhân máy phi hành bị vương giả bức tường ép vào sa mạc, bạo khởi một hồi cát bụi. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Đã đi ra, khiến cho các ngươi nếm thử ta gần nhất tu luyện thiên sư chính pháp lôi pháp thiên dẫn lôi thuật uy lực. Hai tay của hắn giơ lên cao cao, con mắt tỏa sáng. Như thế nào là hiếu thuật? Như thế nào là yêu thương? Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Không đúng, không phải cái này, mau dừng lại ngay, Tống Thư Hàng kêu lên. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử, một sướng một quát, đem nho ra thánh nhân mang thai tam liên hỏi cho hát đi ra. Đang chuẩn bị thi triển dẫn lôi thuật Tống Thư Hàng, không hiểu tâm nhét, kết quả lôi pháp thi triển đã thất bại. Ngũ phẩm năm hạt nhân năm sao linh hoàng Tống Thư Hàng, thi triển dẫn lôi thuật nhất lôi thất bại. Quá đặc biệt, mã thật xấu hổ chết người ta rồi. Bạch tiền bối, không chung, thiên nhân một mặt nghi hoặc, chúng nó nhìn xem Tống Thư Hàng hai tay giơ lên cao, nhưng không có thi triển kỹ năng. Đây là ở làm gì vậy? Hai vị tiên tử, ta kỹ năng lại không chỉ có nhìn là mang thai, ngẫu nhiên ta cũng muốn dùng khác kỹ năng bắt đầu. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, mở chừng hai mắt. A Lạp Tác A Tống. Tạo hóa tiên tử khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng ngâm nga bài hát. Tống Thư Hàng, hắn thở dài, cả hai tay còn cao dơ cao lên đã thi pháp thất bại, lôi pháp trước hết để một bên. Như cũ, đánh trước kích một sóng thiên nhân sĩ khí. Xuất hiện đi, bá Tống Thánh Ấn cùng bá Nho Ma Ấn. Thiên hạ đệ nhất thánh uy danh, dùng để dọa người cộng đả kích sĩ khí, nhất là hữu hiệu. Trên bầu trời khách nhân. Các ngươi lại yêu thích ta tay trái bá Tống Thánh Ấn đây. Còn lại yêu thích ta tay phải bá Nho Ma Ấn. Hay hoặc là hai người các ngươi đều ưa thích. Nhìn thấy Tống Thư Hàng mang ra Thánh Ấn thời gian, công đức xà mỹ nhân lập tức nhãn tình sáng lên. Gọi ta ba ba, nàng trong miệng phát ra tiếng những lời này, là nàng theo Tống Thư Hàng cùng sở các chủ tạm biệt thời gian, ghi đi xuống. Càng trọng yếu chính là, câu này lời kịch, chỉ có nàng có ghi. Tạo hóa tiên tử chỗ đó không có lưu trữ, nàng đoạt không được bản thân lời kịch, ít nhất lúc này đây đoạt không được. Trên bầu trời, thiên nhân nhóm thấy vị này năm hạt nhân kim đan biến dị tu sĩ đột nhiên tay trái tay phải tất cả tế ra một cái thánh ấn, tim đập đều chậm nửa nhịp. Bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Ma Thánh, là hắn, thiên hạ đệ nhất thánh, bá Tống, bá Nho, hơn 120 vị ngũ phẩm thiên nhân. Run rẩy kêu gọi ra hai cái này thánh hào. Bạch tiền bối nhìn qua Tống Thư Hàng trên bờ vai công đức xà mỹ nhân. Tiên tử cái này phối âm, phối không hiểu hợp phách. Tống Thư Hàng, ta bây giờ còn có thể nói cái gì đó. Ta cái gì đều không cần nói, tiên tử cùng tạo hóa tiên tử, liền sẽ đem trong nội tâm của ta muốn giảng lời kịch toàn bộ nói xong. Hiện tại Tống Thư Hàng duy nhất may mắn đúng là, hai vị tiên tử không có đọc tâm thuật. Bằng không mà nói. Hắn Tống Thư Hàng về sau một câu lời kịch cũng bị mất. Bất quá nói tóm lại, song thánh ấn chấn nhiếp hiệu quả phi thường tốt. Trên bầu trời thiên nhân đã tuyệt vọng. Thiên hạ đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh cộng thiên hạ đệ lục thánh Bạch Thánh. Kẻ săn thú cùng con mồi thân phận, trong nháy mắt chuyển đổi. Kết thúc, lúc này, Tống Thư Hàng giơ lên cao cao tay phải, nhẹ nhàng vung lên. 3333 trên bầu trời ngũ phẩm thiên nhân. Giống như xuống sủi cảo từ không trung rớt xuống. Chúng nó rơi xuống tại trên sa mạc, toàn bộ cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, miệng sùi bọt mép, xếp đặt chỉnh tề. Tựa hồ là chúng kịch độc bộ dạng. Bạch tiền bối ngẩng đầu, ngắm nhìn hư không chỗ đó, có một đám vô hình kiếm cổ, đứng đắn sung sướng bay múa. Ừ, là hắn vô hình kiếm cổ.
Vạn kiếm quy tông, Tống Thư Hàng nói. Hắn thật tốt qua một thanh kiếm tu nghiện, tuy rằng ta sẽ không bất kỳ kiếm pháp, thế nhưng ta hạch tâm thế giới có rất nhiều vô hình kiếm cổ. Nhiều như vậy kiếm cổ lôi ra tới đây, kết thành kiếm trận uy lực, hoàn toàn không kém phổ thông ngũ phẩm kiếm trận kém. Duy nhất tiếc nuối đúng là vô hình kiếm cổ phổ thông tu sĩ nhìn không tới, bức cách chưa đủ. Bạch tiền bối, Xích Tiêu kiếm, Thư Hàng oa nhi này hết thuốc chữa, đã tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng đao đạo thiên phú rất không tồi, thật tốt luyện đao không phải rất tốt sao? Nhất định muốn suy nghĩ luyện cái gì kiếm, bọn người kia là lai lịch gì? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Nói qua, hắn đi vào một vị thiên nhân trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn qua đối phương. Thiên nhân ở vào tê liệt trạng thái, cứng ngắc nhìn qua bạch tiền bối. Sau đó, chỉ thấy bạch tiền bối móc ra một cái điện thoại di động, đối với thiên nhân cái trán cái kia cùng loại mã hai chiều ấn ký quét xuống. Không phản ứng chút nào. Tống Thư Hàng, ồ, ta còn cho là mã hai chiều, nguyên lai không phải a. Bạch tiền bối nói. Bọn người kia là thiên nhân, là chư thiên vạn giới thiên nhân giới chủng tộc. Bọn họ sở thích là săn bắn ngũ phẩm linh hoàng kim đan cùng yêu tu yêu đan. Chúng nó trên đầu mã hai chiều không thể quét, tựa hồ là dùng để hình chiếu dùng. Tống Thư Hàng lên tiếng giới thiệu nói. À, nguyên lai là bọn hắn, ta có ấn tượng. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, lại hỏi, nhóm này thiên nhân, người muốn xử lý như thế nào? Có muốn hay không ta đem chúng nó gửi đi đến hằng tinh bên trong đây? Đối với bạch tiền bối mà nói, thiên nhân hoàn toàn không có tác dụng gì, tù binh đến còn phải nuôi. Nuôi chúng nó còn không bằng nuôi linh thú, vì vậy còn không bằng đem chúng nó phóng ra đến hằng tinh bên trong đi. Không không không, bạch tiền bối, nhóm này thiên nhân quá đáng giá. Tống Thư Hàng vội vàng nói, năm nay tu sĩ liên minh tổ chức hàng năm hoạt động liền là phản săn bắn thiên nhân. Tứ phẩm trở lên thiên nhân cũng có thể cầm lấy đi đổi linh thạch, đổi tài nguyên. Ta vừa vặn có một quyển ngự đao đao pháp muốn đổi. À, lại đến hàng năm thời gian này. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, hắn đối với tu sĩ liên minh hoạt động không thế nào cảm thấy hứng thú. Mỗi lần hoạt động phần thưởng còn không bằng chính hắn tùy tiện đào được bảo vật thú vị. Lúc ban đầu chơi đùa mấy lần, nhưng hàng năm hoạt động đều là hắn bá bảng, về sau liền có chút ngượng ngùng tham gia nữa. Nghe nói hoạt động còn sẽ có bảng danh sách, điểm tích lũy cao tu sĩ còn sẽ có thêm vào ban thưởng. Tống Thư Hàng nói cùng bạch tiền bối khác nhau, hắn là lần đầu tiên tham gia loại này tu sĩ hàng năm hoạt động. Càng trọng yếu chính là, hắn nghèo. Ừ, hàng năm đều có bảng danh sách cùng ban thưởng. Ta cũng không tham dự, người thật tốt chơi. Bạch tiền bối cười ha hả nói. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, ồ, bạch tiền bối đối với loại hoạt động này không có hứng thú. Hắn cảm thấy lấy bạch tiền bối tính cách, có lẽ đối với loại này náo nhiệt hàng năm hoạt động cảm thấy rất hứng thú mới đúng chứ. Sớm nhất lúc đã tham gia mấy lần, về sau cũng cảm giác không có ý nghĩa, cho nên vẫn là đem cơ hội nhường cho đạo hữu khác đi. Bạch tiền bối bay bổng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, bạch tiền bối là chơi chán. Hay hoặc là, hoạt động mới không mang theo hắn chơi. Đúng rồi, bạch tiền bối. Nhóm này thiên nhân đến lúc đó ban thưởng chúng ta một nửa chia đi. Tống Thư Hàng nói mỗi lần cùng bạch tiền bối tổ hợp, gặp được bảo vật về sau, bạch tiền bối đều cho bên người đạo hữu chia một bộ phận. Vì vậy Tống Thư Hàng suy nghĩ, những phần thưởng này đến lúc đó cũng cho bạch tiền bối chia một nửa. Hắn đưa tay, đem trên mặt đất sắp xếp chỉnh tề thiên nhân, toàn bộ chuyển rời đến hạch tâm thế giới, nhốt vào đến đông điện bên trong. Lại đem cái kia 4 chiếc thiên nhân máy phi hành thu tốt. Thiên nhân máy phi hành lời nói, bạch tiền bối có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Một nửa chia, tại sao phải một nửa chia? Bạch tiền bối nghi ngờ nói, đây không phải chiến lợi phẩm của ngươi sao? Bạch tiền bối chính ngươi không đều là làm như vậy sao? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Đây chẳng qua là ta ưa thích cá nhân, mỗi lần đào được nhiều như vậy bảo vật, ta nhiều như vậy bảo khố đều nhanh không bỏ xuống được, đương nhiên phải hiện trường chia một ít cho đạo hữu, mọi người cùng nhau vui vẻ. Hơn nữa ta bao nhiêu vẫn có chút tự mình biết rõ, mỗi lần cùng ta đi ra cỗ tầm bảo lúc, bên cạnh đạo hữu đều vô cùng vất vả, ừ, vất vả. Trong nhóm đạo hữu đều nói cùng ta tầm bảo là cầu phú quý trong nguy hiểm. Vì vậy ta hứng thú này sở thích ngươi cũng không cần học được. Bạch tiền bối vui mừng nói. Bạch tiền bối còn có câu nói không nói ra trong nhóm đạo hữu đối với cùng hắn đi ra cỗ tầm bảo đánh giá là cầu phú quý trong nguy hiểm,
mà trong nhóm đạo hữu đối với cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ tổ đội mạo hiểm, Tầm Bảo đánh giá là phú quý cùng hưởng, gặp nạn Thư Hàng chống đỡ. Nhân hình hút cướp máy bay, Thư Hàng tiểu hữu kèm theo đối với các loại tai nạn trào phúng cộng 100 quầng sáng. Những lời này nói ra, quá ghim tâm. Vì vậy, Bạch Tiền Bối rất thiện lương đem những lời này chôn ở trong nội tâm. Tóm lại, chiến lợi phẩm của ngươi bản thân thu tốt là được. Ta cái gì cũng không thiếu, bất quá, ngươi còn là nhiều tích lũy linh thạch, dù sao ngươi còn thiếu ta một pháp khí không gian cao phẩm cấp linh thạch. Bạch Tiền Bối vỗ nhẹ nhẹ Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối mượn Tống Thư Hàng cái kia một pháp khí không gian linh thạch, toàn bộ là bát, cửu phẩm. Tống Thư Hàng trước kia đối với linh thạch không có quá lớn khái niệm, hiện tại theo thực lực của hắn tăng cường, đối với tu chân giới thưởng thức càng phát ra lý giải. Hôm nay, hắn đối với cái kia một pháp khí không gian bát, cửu phẩm linh thạch đã có tương đối nguyên vẹn khái niệm. Liền lấy hiện tại săn bắn thiên nhân hoạt động để đổi linh thạch tới đây tính toán, hắn săn bắn cả đời thiên nhân, cũng còn không nổi Bạch Tiền Bối cái kia một pháp khí không gian cao cấp linh thạch. Một cái vui vẻ ngũ phẩm thiên nhân, linh thạch giá trị mới tương đương không? 9 khối 9 linh thạch. Bất quá, cái giá này giá trị không có bao gồm điểm tích lũy. Theo đổi liệt biểu đến xem, điểm tích lũy giá trị, có lẽ nếu so với linh thạch quý giá. Dù sao điểm tích lũy có thể đổi một ít bình thường không cách nào dùng linh thạch mua đến bảo vật. Đúng rồi, cái kia ma lực máy nạp tiền ở đây sao? Bạch Tiền Bối lại hỏi. Phân thân của hắn phản hồi về tới đây trong trí nhớ, bao gồm thăm dò một cái hỗn loạn chi hải động phủ di tích, cuối cùng theo di tích bên trong mang ra một cái ma lực máy nạp tiền. Tại đây, Tống Thư Hàng móc ra cái kia ma lực máy nạp tiền, đưa cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối bên trên xuống đánh giá thứ này, nói, thứ này ta nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đem nó chế tác nguyên lý cho biết rõ ràng, lại toàn bộ phỏng chế đi ra. Án lấy Tống Thư Hàng giới thiệu, thứ này thông qua nạp tiền ma lực lưu lượng có thể trực tiếp sử dụng pháp thuật, rất là tiện lợi. Đem cái này ma lực máy nạp tiền thu hồi về sau, Bạch Tiền Bối lại nói, Thư Hàng, còn có vị sự tình. Ngươi bây giờ có thể liên hệ với vị kia cửu u thế giới thỏ trắng sao? Ta nghĩ gặp hắn một lần. Bạch Tiền Bối đã sớm hẹn rồi muốn cùng Bạch gặp một mặt, hắn cảm giác hôm nay liền là lúc. Ta liên hệ xuống thử xem. Tống Thư Hàng trả lời. Lần trước, Bạch Tiền Bối cũng đã đáp ứng, cùng với Bạch Tiền Bối gặp một mặt. Liền là Bạch cho mượn một chuôi duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối 001 bản thời gian, đã đáp ứng cùng Bạch Tiền Bối gặp mặt yêu cầu. Bất quá Bạch Tiền Bối gần nhất bề bộn nhiều việc, không biết có thể hay không thuận lợi liên hệ với. Tống Thư Hàng nói, lần trước liên hệ với Bạch thời gian, là hắn nổ quả cầu kim loại lỏng, cho Tống Thư Hàng nhìn trực tiếp. Tống Thư Hàng thần thức lẻn vào hạch tâm thế giới, lại thông qua hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới thông đạo, đem thần thức đưa vào tà liên thế giới bên trong. Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, có ở đấy không? Tống Thư Hàng kêu lên, vội vàng đây. Ta không phải đã nói, cũng không có việc gì đều đừng gọi ta sao. Gần nhất ta siêu cấp bận bịu, mẹ chứng, cái này bắp đùi bản lắp không lên. Bạch Tiền Bối thanh âm truyền đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thư Hàng, chuyện gì, cho ngươi 10 giây. Bạch Tiền Bối lại nói. Tống Thư Hàng, ta tại hiện thế cái khác Bạch Tiền Bối muốn gặp ngươi. Ha 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 ha, tới tốt lắm. Bạch Tiền Bối phát ra quỷ dị tiếng cười. Ta cũng muốn nhìn xem, hắn năm đó như thế nào đem chân của ta cho cắt xuống tới đây, cái này chân lại muốn làm sao dung hợp. Lật trời đây là, còn để ta mang theo chân về nhà mau chóng dung hợp, ta dung hợp nhiều ngày như vậy, cũng không có cái đầu mối. Tất 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 Tống Thư Hàng, cái kia, Bạch Tiền Bối, hiện thế Bạch Tiền Bối cùng thiên đạo Bạch không phải một mình a. Đến đi, lại để cho hắn đến người hạch tâm thế giới, lại đến tà liên thế giới. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, ta đây kéo người a, các ngươi đến lúc đó nhất định phải ở chung hòa thuận. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng ý thức quay lại hiện thế. Lúc này, Bạch Tiền Bối đã đem chân thực ảo giác giải trừ, phòng ăn khôi phục nguyên trạng. Phòng ăn nóc nhà cũng bị Bạch Tiền Bối thả trở về chỗ cũ. Bất quá còn có lưu to lớn kẽ nứt, đến lúc đó cần khôi lỗi tiên tử qua xong tới đây chữa trị. Có liên lạc sao? Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Bạch Tiền Bối, người đi theo ta. Phân thân tiếp tục giữ lại trong tiệm. Tống Thư Hàng bản thể mang theo Bạch Tiền Bối,
tiến nhập hạch tâm thế giới, lại lấy hạch tâm thế giới vì trung chuyển, tiến nhập đến tà liên thế giới. Tà liên thế giới bên trong, Bạch Tiền Bối sớm là ở chỗ đó chờ. Hơn nữa, là Bạch Tiền Bối là bản thể tới. Cái kia làm cho người nhìn quen mắt kén lớn, bị nhìn gỗ con hổ xấu xí lưng, bỏ vào tà liên thế giới cửa vào vào. Bạch Tiền Bối nhìn kén lớn liếc, lại nhìn gỗ con hổ xấu xí, cái này đầu mèo lớn, tuy rằng xấu, nhưng xấu vô cùng rất khác biệt. Đúng đúng đúng, còn là vị đạo hữu này ngươi thật tinh mắt. Ta tuy rằng cùng xuất sắc vô duyên, nhưng ta xấu không giống người thường. Thà rằng xấu rất khác biệt, không muốn xuất sắc phụ họa. Cái này là nhân sinh của ta lời răn, con hổ xấu xí vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, Bạch đạo hữu, ta nghĩ cùng ngươi gặp một mặt, tiếp đó ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Bạch Tiền Bối đối với kén lớn nói. Tống Thư Hàng ngươi là chết thỏ. Bạch cắn răng nói bạch cái ngoại hiệu này, là Tống Thư Hàng lấy. Tống Thư Hàng, ta một câu cũng không có nói a. Ta cũng thấy chúng ta là lúc gặp một mặt, Bạch Tiền Bối nói. Đang khi nói chuyện, kén lớn trên có một đạo khe hở mở ra. Bạch Tiền Bối phá kén mà ra. Hai vị Bạch Tiền Bối, cách không đối mặt. Đồng dạng tuấn mỹ vô song, đồng dạng tóc dài tới lưng, đồng dạng khí chất thoát trần. Lúc hai người đứng ở một chỗ thời gian, trong thiên địa tất cả sự vật đều ảm đạm biến sắc, thành phụ trợ. Đây là hai vị Bạch Tiền Bối, song phương đều thanh tỉnh dưới tình huống, lần đầu tiên gặp nhau. Lúc trước, Bạch đều có ý thức tại tránh đi Bạch, cũng không cùng Bạch đồng thời xuất hiện ở Tống Thư Hàng bên người. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, hắn phát hiện một cái hoa điểm. Hai vị Bạch Tiền Bối tóc, cũng chỉ là tới lưng chiều dài, khoảng cách đến eo còn có một đoạn rất rõ ràng khoảng cách. Hiện thế Bạch Tiền Bối tóc, ban đầu nhanh đến eo. Bất quá lần trước tại độ huyền thánh kiếp lúc, tại bị thiên kiếp bỏng một đoạn, liền lại biến trở về tới lưng tóc dài. Cửu U Bạch Tiền Bối tóc, làm sao vẫn là chỉ là tới lưng mức độ. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, ta cùng tiền nhiệm thiên đạo có quan hệ gì? Chuyện cho tới bây giờ, cũng giấu giếm không được ngươi rồi. Bạch Tiền Bối khẽ ngẩng đầu, một mặt thổn thức nói, trên thực tế, ngươi là ta lúc tuổi còn trẻ tại hiện thế lưu lại huyết mạch. Chuyện này, ban đầu ta không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Đây cũng là ta không dám đối mặt với ngươi nguyên nhân. Tống Thư Hàng, không hổ là cửu u chúa tể, nói lung tung kỹ năng đã max level. Như vậy rõ ràng nói lung tung, bước lên tới đây như trước mặt không đổi sắc. Bạch Tiền Bối sờ sờ cằm, ấn bản thân tiết tấu tiếp tục nói, ta có thể rất rõ ràng cảm giác được, ta không phải chuyển thế chi thân cũng không phải là phục sinh thân thể. Thế nhưng, ta tại phong bế không gian bên trong tìm được manh mối, ta cùng tiền nhiệm thiên đạo tầm đó, có rất một lần nữa nhân quả. Ngươi biết quá nhiều, Bạch Tiền Bối nói. Bạch Tiền Bối tiếp tục nói, tóm lại, ta đối với thân phận của mình rất tốt ngạc nhiên, cảm giác rất thú vị, giống như là giải mê trò chơi. Bất quá bây giờ, ta cũng cần càng nhiều nữa manh mối, tới đây tiếp tục phá giải đáp án không biết. Vì vậy, ta nghĩ đến cùng ngươi gặp một mặt, tính cách của ngươi, một chút cũng không giống ta. Bạch Tiền Bối nói, đồng dạng là Bạch ngươi có lẽ giống như ta, yêu nhã hào phóng, đừng cả ngày chỉ muốn làm đại tin tức. Ngươi sống lấy, là quan trọng nhất liền là vui vẻ. Tống Thư Hàng, cửu u béo cầu đại lão tỏ vẻ không phục. Với ta mà nói, giải mê trò chơi vốn chính là rất vui vẻ sự tình, ta rất ưa thích. Vì vậy, ta nghĩ biết càng nhiều nữa manh mối. Với tư cách giao dịch, ta có thể đem trong tay mình manh mối cùng ngươi chia sẻ. Bạch Tiền Bối trả lời. Được rồi, ngươi đã động ta, giao dịch thành lập. Kỳ thật, trong tay của ta manh mối cũng không phải là rất nhiều. Ngươi cũng biết, ta đối ứng vị kia thật rất không đáng tin cậy. Hắn tại làm thiên đạo những năm kia. Cái gì kế hoạch cũng không có cùng ta nhấp lên qua. Hơn nữa, cái kia ngu ngốc có một lần lặng lẽ đến, đem một cái chân của ta cho cắt đứt, ta đến bây giờ cũng còn lắc không lên. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, có phải hay không muốn trước đem Bạch Tiền Bối ngươi bây giờ chân cắt, lại đem nguyên bản thuộc về chân của ngươi lắp trở về? Ngươi cho rằng ta chưa thử qua, ta đều cắt nhiều lần, đúng rồi, tư vị này siêu thoải mái, lần tới để cho ngươi cũng thử xem. Bạch Tiền Bối mắt trợn trắng. Tống Thư Hàng vội vàng lắc đầu, cảm ơn, ta không cần. Bạch Tiền Bối tiếp tục nói, trước tiên nói một chút về trong tay của ta manh mối đi. Ta đối ứng vị kia nhấp lên qua,
Bạch đạo hữu ngươi có thể là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Khả năng này nhìn qua lớn nhất, nhưng trên thực tế, ta cảm giác ngươi không phải chân chính chuẩn bị ở sau. Nếu như là ta mà nói, bố trí chuẩn bị ở sau tuyệt đối sẽ không như vậy rõ ràng. Trừ phi cái này chuẩn bị ở sau là bày ở bên ngoài, hấp dẫn người ánh mắt. Chân chính chuẩn bị ở sau, thì giấu ở bên ngoài chuẩn bị ở sau phía dưới. Mà phù hợp điều kiện này người, đã rất rõ ràng. Nói đến đây, Bạch nhìn về phía Tống Thư Hàng, không có sai, chính là ngươi, Tống Thư Hàng. Nếu có che giấu chuẩn bị ở sau, không phải ngươi không ai có thể hơn. Ta một mực đằng sau hậu trường quan sát đến ngươi cùng Bạch đạo hữu, phát hiện hắn đối với ngươi chiếu cố có thừa, ấn tượng tốt cũng soát đặc biệt nhanh. Như vậy xem ra, vị này Bạch đạo hữu là bên ngoài, hấp dẫn người ánh mắt hiểm hộ, mà Tống Thư Hàng ngươi mới thật sự là che giấu chuẩn bị ở sau. Ha ha, Tống Thư Hàng chỉ bản thân, tại sao lại kéo đến trên đầu ta, cái kia, nói lên đối với ta chiếu cố có thừa lời nói, ta ngược lại cảm giác các tiền bối đều rất chiếu cố ta đấy. Bạch tiền bối chính ngươi không phải giúp ta rất nhiều sao? Bạch tiền bối, ngươi là muốn biểu đạt bản thân rất được hoan nghênh, mỗi người đều đối với ngươi rất chiếu cố sao? Ta đã nói với ngươi, chờ ngươi phục sinh CD vừa đến, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, một mực cắm ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu xích tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói, nếu như ấn cái này logic tới đây phỏng đoán lời nói, ta cảm giác Tống Thư Hàng tiểu hữu đồng dạng quá gây họa. Có lẽ hắn là nhị trọng bên ngoài chuẩn bị ở sau chân chính chuẩn bị ở sau yên lặng giấu ở Tống Thư Hàng bên người. Tỷ như, ta cảm giác, Thư Hàng tiểu hữu trong tay cái kia gốc hành yêu, càng có thể là chuẩn bị ở sau. Dù sao cái kia hành tinh, thế nhưng là có trở thành thiên đạo tiềm chất. Xích tiêu kiếm cảm giác đi theo Tống Thư Hàng bên người, quá là kích thích. Hôm nay cắm ở Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu, không cẩn thận lại cọ đến đại tin tức. Thiên đạo tư chất thông nương. Tin tức này làm cho người rất chấn kinh rồi, liền hai vị bạch tiền bối đều lộ ra không dám tin thần sắc. Thông nương có trở thành thiên đạo tiềm chất, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức nếu như lời này không phải xích tiêu kiếm tiền bối nói, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là hắn trong đời nghe được cực kỳ có thú vị chuyện cười. Ồ, ngươi một mực không biết, ta không có cùng ngươi nhấp lên qua việc này sao? Xích tiêu kiếm nói, năm đó xích tiêu tử đem thông nương gieo xuống lúc, trong lòng đã từng có loại dự cảm mãnh liệt. Hắn cảm thấy thông nương một ngày kia sẽ quân lâm thiên hạ, chấn áp chư thiên vạn giới, leo lên thiên đạo vị trí, chứng đạo bất hủ. Vậy là đem hắn thông nương tìm cái phong thủy bảo địa loại xuống dưới, trả lại cho nàng bố trí cái rửa tư chất trận pháp. Thông nương tu luyện tư chất kỳ thật đặc biệt nghịch thiên. Tuy rằng ta đến bây giờ còn không có hiểu rõ, vì sao hơn 300 năm qua đi, nàng còn là một cây phế hành. Tu luyện của nàng tư chất có bao nhiêu tốt? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đơn thuần luận tư chất không nói số mệnh lời nói, một cái thông nương chắc là tương đương 4-5 cái Tống Thư Hàng, nàng thế nhưng là tập nhân loại tu sĩ, yêu tu, tinh linh từng cái chủng tộc ưu thế tại một thân. Nàng vừa một thành tinh, có thể ngưng tụ ra nhân loại hình thái. Nàng chỗ cắm dễ chôn lấy quý giá hỏa tinh, lại tại cái kia củng cố trong trận pháp ngây người mấy trăm năm. Xích tiêu tử đối với nàng định ra mục tiêu, thế nhưng là lấy trong truyền thuyết nho gia thánh nhân vì khuôn mẫu. Xích tiêu kiếm nói, Tống Thư Hàng trợn mắt há hốc mồm. Ta vậy mà chỉ bằng 2,9 thông nương. Không được, không có khả năng lại để cho cái này gốc ngốc hành lại như vậy lãng phí thiên phú đi xuống. Cái này có thể là có tư cách trở thành thiên đạo hành yêu. Chờ quay đầu lại, mà bắt đầu đốc thúc tu luyện của nàng. Còn có mặt khác manh mối sao? Hiện thế bạch tiền bối lần nữa lên tiếng hỏi. Chuẩn bị ở sau khả năng này nghe là tiếp cận nhất chân tướng khả năng, nhưng bạch tiền bối trực giác cảm giác cùng thế hệ như vậy. Mê đáy khẳng định còn che giấu càng sâu. Ừ, còn có mặt khác một cái manh mối, nhưng nghe đồng dạng rất không đáng tin cậy. Cửu U Bạch nói, khác một loại khả năng, ngươi là tiểu bạch. Chờ ngươi tóc dài tới eo chính là cái kia tiểu bạch. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Sau một khắc, Tống Thư Hàng liền đã bay. Ni mã. Nhanh mồm nhanh miệng thật là một cái tật xấu. Tống Thư Hàng lấy mũi khoan xoay tròn phương thức, bị đưa vào đến tà liên thế giới ở chỗ sâu trong. Chuyển động tốc độ quá nhanh, vượt ra khỏi Tống Thư Hàng hôm nay thân thể có thể thừa nhận cực hạn coi như là 5 sao 5 hạt nhân ngũ phẩm linh hoàng, coi như là người mang hai đại đứng đầu thối thể phương pháp cộng biến dị thối thể phương pháp. Nhưng thân thể của hắn chung quy vẫn có một cái cực hạn. Vượt qua thân thể có thể thừa nhận cực hạn về sau.
hắn còn là sẽ nghĩ nôn, đầu váng mắt hoa. Còn sống không phải rất tốt sao? Xích Tiêu kiếm tiền bối tại hắn đỉnh đầu lên tiếng nói, nó là kiếp tiên thần binh, loại trình độ này xoay tròn đối với nó mà nói chút lòng thành. Quệ kỳ thật ta chỉ là cảm giác hai vị bạch tiền bối ở giữa bầu không khí quá ngưng trọng, muốn làm dịu bầu không khí trầm lắng. Tống Thư Hàng truyền âm nói, hắn hiện tại đều không phát ra được thanh âm nào, há miệng ra phát ra chỉ có ô ô ô tiếng kêu kỳ quái. Ông, Tống Thư Hàng cuối cùng đụng vào đến một mảnh vách núi bên trong. Bởi vì Tống Thư Hàng đang tại tốc độ cao xoay tròn lấy, hay bởi vì trên đỉnh đầu của hắn cắm Xích Tiêu kiếm tiền bối. Vậy là, Tống, đệ nhất thiên hạ đâm, Thư Hàng, đơn giản liền đem vách núi chui cái động, chui vào. Vách núi bên trong là ánh sáng, bên trong có cái sơn động. Trong động, có đạo thân ảnh đứng đắn một mặt ngưng trọng đứng ở tấm gương trước mặt, trên người hắn khoác một cái xinh đẹp cái mền, nhìn qua tấm gương ngẩn người. Nghe được ầm ầm nổ mạnh về sau, đạo này thân ảnh xoay đầu lại, hướng về phía sau nhìn lại. Tiếp đó, hắn liền phát hiện Tống Thư Hàng như đỉnh đầu Xích Tiêu kiếm, xoay tròn lấy hướng eo của hắn đánh tới. Năm thảo, đạo này thân ảnh dọa sợ hết hồn. Coi như là thực lực của hắn cao cường, thể chất vô cùng cường đại, cũng không có tin tưởng ngăn trở một chuôi kiếp tiên thần binh máy khoan điện công kích a. Cái này khoác cái mền thân ảnh nhảy lên thật cao. Sau đó, hắn đưa tay tại máy khoan điện xoay tròn Tống Thư Hàng trên thân nhẹ nhàng vỗ, tan mất Tống Thư Hàng trên thân xoay tròn lực đạo. Oanh, Tống Thư Hàng một đầu cắm vào sơn động trên thạch bích. Xích Tiêu kiếm tiền bối, người còn tốt đó chứ? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ta thế nhưng là kiếp tiên thần binh, đừng đem ta nghĩ quá yếu ớt. Xích Tiêu kiếm tiền bối đắc ý nói. Tống Thư Hàng, thế nhưng là ta thật không tốt, ta cảm giác kiếm của ngươi chui khả năng chọc vào đến ta sọ não trong đi, đau nhức. Xích Tiêu kiếm, Tống Thư Hàng thật vất vả đem bản thân theo trên thạch bích kéo xuống, quay người nhìn về phía sau lưng thay hắn tan mất xoay tròn lực đạo tiền bối, cảm ơn tiền bối xuất thủ tương trợ. Ồ, cái gì cũng có thể bán đại lão. Ha ha. Cái gì cũng có thể bán mắt liếc Tống Thư Hàng, lộ ra một cái ghét bỏ cười lạnh. Đã lâu không gặp, cái gì cũng có thể bán đại lão ngươi còn được không? Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Ta thật không tốt, lúc ấy không phải ước định, ta chỉ muốn tránh thoát 3 ngày, cũng sẽ không bắt ta. Nhưng hiện tại đây, ta còn là bị đã nắm tới. Cái gì cũng có thể bán đại lão nói hắn cảm giác bá Tống Huyền Thánh cùng hắn bát tự không hợp, hắn đã đem bá Tống Huyền Thánh cho vào sổ đen danh sách. Tống Thư Hàng, thực xin lỗi, đúng rồi, cái gì cũng có thể bán đại lão, người cái này còn có bán phục sinh pháp khí sao? Phục sinh kim tệ mặc dù có một bộ, nhưng phục sinh có CD. Vì vậy, Tống Thư Hàng hy vọng có thể tái nhập tay một mai phục sinh pháp khí, tại phục sinh kim tệ CD trong lúc, có thể cho đến hỏa hoãn tác dụng. Đương nhiên là có, đủ loại phục sinh pháp khí, ta đều có hàng hóa. Lại để cho khách hàng nhận đến bản thân nhu cầu đồ vật. Lại để cho khách hàng thỏa mãn liền là mục tiêu của ta. Cái gì cũng có thể bán đại lão mãnh liệt quay đầu, lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhưng ngay sau đó, cái gì cũng có thể bán đại lão dáng tươi cười cứng đờ. Ni mã, chết tiệt bệnh nghề nghiệp. Xích Tiêu kiếm tiền bối lấy một loại thương cảm tâm tính chú ý Tống Thư Hàng. Gia hỏa này, trong tay một bộ phục sinh kim tệ còn không có sử dụng hết, bên này vậy mà vừa muốn mua mới phục sinh đạo cụ. Hắn đến bây giờ còn không có phát hiện bản thân cái kia kỳ quái nhân quả thuộc tính sao. Cái kia tuyệt đối không lãng phí một mai phục sinh pháp khí thuộc tính. Có lẽ, là vì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng nguyên nhân. Phải nhắc nhở một chút Tống Thư Hàng sao. Còn là từ bỏ, dù sao loại này ngươi mua phục sinh pháp khí liền sẽ chết khuyên can, nghe có chút nguyền rủa người hương vị. Tống Thư Hàng nghe xong sẽ rất khiêm tâm. Xích Tiêu kiếm tiền bối rất thiện lương đem phát hiện này vùi giấu ở đáy lòng ở chỗ sâu trong. Bên này, phạm vào bệnh nghề nghiệp cái gì cũng có thể bán đại lão, cười cũng không được, không cười cũng không được. Cuối cùng hắn cười khan một tiếng, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi muốn cái gì phục sinh pháp khí? Lần trước đưa cho ngươi phục sinh thập tự giá dùng xong. Đúng vậy a, sớm đã dùng rất, phục sinh thập tự giá tiêu hao sau đó, còn dùng một mai phục sinh kim tệ. Tống Thư Hàng yếu ớt thở dài. Phục sinh kim tệ, cái gì cũng có thể bán đại lão trong lòng khẽ động nhật, ngay cả ta đệ tử cái gì hàng hóa đều có thể tiến cũng nhận được bá Tống Huyền Thánh độc hại. Bất quá nghe vào,
bá Tống Huyền Thánh gần đây bên trong một hơi dùng hai quả phục sinh pháp khí. Hay a, khụ, vậy ngươi hôm nay nghĩ muốn cái gì loại hình phục sinh pháp khí? Cái gì cũng có thể bán, đại lão nói, chỉ cần ngươi trả lên linh thạch, trên người ta hiện tại có 10 loại phục sinh pháp khí, tùy ngươi chọn chọn. Tuy rằng thấy bá Tống liền tâm nhét, nhưng sinh ý vẫn phải làm. Đúng rồi, cái gì cũng có thể bán, đại lão, có thể ký sổ không? Trong tay của ta thiên nhân còn chưa tới kịp đi đổi thành linh thạch, chờ ta đổi đến linh thạch sau lại trả tiền có thể chứ? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cái gì cũng có thể bán, đại lão lập tức liền trở mặt, không có tiền. Một bên mát mẻ đi, đại lão trong nội tâm lập tức thoải mái, bởi như vậy, hắn có thể không cần phiền não có muốn hay không làm bá Tống sinh ý sự tình. Dù sao hắn không có tiền, sinh ý cũng làm không thành. Tống Thư Hàng, ta đây đem thiên nhân bán ngươi, lại đổi thành linh thạch. Ta mua nhiều thiên nhân như vậy làm gì vậy, ta lại không phải kẻ buôn người. Cái gì cũng có thể bán, đại lão mắt trợn trắng, chờ ngươi lúc nào có linh thạch rồi hãy tới tìm ta. Thế nhưng ngươi mơ tưởng tìm được ta, lần tới ta sẽ trốn tránh ngươi, vĩnh biệt, bá Tống. Sổ đen còn muốn to thêm còn bày ra. Tuyệt đối không gặp lại. Cái gì cũng có thể bán, đại lão ngài thực thực dụng. Tống Thư Hàng đậu đen rau má nói, đúng rồi, cửu u bạch tiền bối đem cái mền trả lại ngươi. Ừ, cái gì cũng có thể bán, đại lão nhẹ gật đầu. Nói thật, bị cửu u chúa tể cướp đi đồ vật, cuối cùng vậy mà sẽ trả cho hắn, thật để hắn có loại lệ rơi đầy mặt không hiểu kích động cảm giác. Dù sao đối phương là cửu u chúa tể a, thế gian vô cùng hung, vô cùng ác, kỳ lạ nhất tồn tại. Vậy là tốt rồi. Lần trước cửu u bạch tiền bối sau đó lại đem tiền bối ngươi bắt đi, còn đem cái mền cướp đi. Ta còn rất lo lắng hắn không đem cái mền trả lại ngươi, vẫn cùng hắn nhấp lên qua việc này. Bất quá bạch tiền bối nói hắn chỉ là nghiên cứu một chút cái này cái mền, nghiên cứu tốt rồi liền trả lại ngươi. Ở phương diện này, cửu u bạch tiền bối còn là rất coi trọng chữ tín. Tống Thư Hàng nói, cái gì cũng có thể bán, đại lão, coi trọng chữ tín cửu u chúa tể. Nói ra chỉ sợ là thiên hạ buồn cười nhất chê cười, nhưng trên thực tế, đây cũng là chuyện thật. Đúng rồi, cái gì cũng có thể bán, đại lão, bạch tiền bối còn không có thả ngươi rời đi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cái gì cũng có thể bán, đại lão, tại ngươi từ phía sau đột nhiên toát ra ghim ta thận lúc trước, ta đã tự do. Ta đứng đắn soi gương, sửa sang lại dung nhan, chuẩn bị rời đi nơi đây. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cái kia tiền bối gặp lại. Bạch tiền bối chịu thả cái gì cũng có thể bán, đại lão rời đi, Tống Thư Hàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, cái gì cũng có thể bán, đại lão bị bắt, có một phần của hắn nồi. Hắn trong lòng vẫn là có chút áy náy. Đi, về sau có duyên phận gặp lại, cái gì cũng có thể bán, đại lão che kín bản thân cái mền, mở ra bên cạnh một cánh cửa không gian, đây là bạch tiền bối lưu cho hắn, rời đi tà liên thế giới thông đạo. Cái gì cũng có thể bán, đại lão vừa mở ra cánh cửa không gian về sau, tà liên thế giới cùng với hiện thế liên thông. Ngay sau đó, cái gì cũng có thể bán, đại lão trên thân truyền ra điện thoại tiếng vang, điện thoại cũng có tín hiệu. Xiết 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 xiết, bất trung người, xiết xiết xiết, bất hiếu người, xiết xiết xiết, một hồi làm cho người ta tan vỡ gào thét kiểu tiếng ca vang lên. Tạo hóa tiền bối thất sát ca. Năm thảo. Cái gì cũng có thể bán, đại lão dĩ nhiên là tạo hóa pháp phương mê ca nhạc. Đại lão lấy điện thoại cầm tay ra, giải khóa. Hắn nhìn đến Tống Thư Hàng một mặt bộ dáng khiếp sợ, có thể đoán ra Tống Thư Hàng trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Cái gì cũng có thể bán, đại lão ha ha cười một tiếng, nói, bài hát này, tại các ngươi trong tai nghe tới, nhất định là khó nghe, nghe đều cảm giác lỗ tai muốn sảy thai đi. Cũng đúng, dù sao các ngươi đều không có thưởng thức năng lực. Cũng chỉ có giống như ta vậy chân chính hiểu âm nhạc người, mới có thể từ nơi này trong bài hát nghe ra ẩn núp thiên lại chi âm. Tống Thư Hàng, thời điểm này, hắn thật là muốn đem tạo hóa tiên tử móc ra, lại để cho cái gì cũng có thể bán, đại lão nghe một chút chân chính thiên lại chi âm. Cái gì cũng có thể bán, đại lão đã kết nối điện thoại nói, cái gì hàng hóa đều có thể tiến, tìm ta có chuyện gì. Nguyên lai là đệ tử của hắn gọi điện thoại tới. Sư tôn, ngươi mấy ngày nay đi đâu đi? Làm sao tìm khắp không đến ngươi, ta chiêu bài đều nhanh muốn đập chết. Ta đây có vài kiện hàng hóa muốn, cái gì hàng hóa đều có thể tiến, tiên tử nhanh chóng nói. Cái gì cũng có thể bán, đại lão, đem ngươi muốn hàng hóa báo đến, ta cho ngươi thu xếp một chút. La sát kiếm phôi, thiên luân khăn,
còn có cái khách nhân muốn lục nguyên là cái gì quỷ đồ vật. Còn có võ thần khôi lỗi, cái gì hàng hóa đều có thể tiến tiên tử nhanh chóng ra một nhóm lớn tên. Mấy thứ này ta đây đều có, một lát cho ngươi giao hàng. Cái gì cũng có thể bán, đại lão bình tĩnh nói. Khí độ này, không hổ là cái gì cũng có thể bán. Thiên hạ này, chỉ cần là thế gian tồn tại đồ vật, giống như sẽ không có hắn không thể bán. Đúng rồi sư tôn, còn có một kiện đồ vật, kêu đao ý thông huyền hạt sen, vật này là cái gì? Ta biết đao ý thông huyền thảo, nhưng đao ý thông huyền hạt sen là nơi nào đi ra? Ta tra xét rất nhiều tư liệu, đều không có tìm được loại hàng này. Nhưng người mua nhất định muốn đao ý thông huyền hạt sen, trên thế giới này có loại hàng này sao? Cái gì hàng hóa đều có thể tiến tiên tử nói. Tống thư hàng lỗ tai lập tức dựng thẳng lên. Thứ này, ta cũng là lần đầu tiên nghe được qua. Ngươi đợi xuống, ta tra một chút, cái gì cũng có thể bán, đại lão nói. Sau một khắc, theo đại lão trên thân hiển hiện nồng đậm công đức ánh sáng. Tống thư hàng thấy cái gì cũng có thể bán, đại lão thông qua công đức ánh sáng, tiến nhập đến một cái khổng lồ internet bên trong, bắt đầu tiến nhập trong đó, điều tra tư liệu. Công đức internet, Tống thư hàng kinh ngạc nói. Liền là kình thánh cật qua thánh quân hiện tại ngao du chính là cái kia thần bí công đức internet, nghi là đại năng tạo vật, trong đó thậm chí lưu lại một cái trường sinh chi đạo kỹ càng công lược. Tống thư hàng đã từng mượn công đức xà mỹ nhân, cũng tiếp xúc qua cái này internet. Cái gì cũng có thể bán, đại lão chẳng lẽ là công đức internet người sáng lập. Thật là có liên quan tới đạo ý thông huyền hạt sen ghi chép, tựa hồ là năm nay vừa bị người nghiên cứu ra tới đây đồ vật. Cùng nho ra có chút quan hệ. Cụ thể tin tức không có ghi chép. Ngươi chờ một chút, ta đi nho ra tìm bằng hữu hỏi một chút. Cái gì cũng có thể bán, đại lão nói. Cái kia, đại lão, liên quan tới đạo ý thông huyền hạt sen sự tình, ta biết. Tống thư hàng nói. Cái gì cũng có thể bán, đại lão xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tống thư hàng, trùng hợp như vậy. Cái kia tiểu hữu có thể cùng ta giới thiệu thứ này sao? Ừ, thứ này chính là ta nghiên cứu ra tới đây. Tống thư hàng cười một tiếng, lộ ra trắng noãn hai hàng hàm răng, trước mắt tạm thời còn là ta độc nhất vô nhị có được, đại lão ngươi có thể theo ta đây biên tiến hóa a. Cái gì cũng có thể bán, đại lão lập tức cảm giác dạ dày đau quá, từng đợt co rút đau đớn. Đặc biệt là nghe được độc nhất vô nhị có được bốn chữ về sau, hắn không chỉ có là dạ dày, lá gan cũng theo sát bắt đầu co rút đau đớn. Tiểu hữu đao ý thông huyền hạt sen, bán không? Cái gì cũng có thể bán, đại lão lộ ra nghề nghiệp hóa dáng tươi cười. Ừ, đương nhiên bán đi. Bất quá ta không muốn linh thạch, Tống thư hàng nói. Ta biết, phục sinh pháp khí, chúng ta ước định cái giá cả đi. Cái gì cũng có thể bán, đại lão mặt mỉm cười. Tống thư hàng đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, tiền bối ngài nơi này có tiền sao? Liền là phổ thông tiền, nếu như là nhân dân tệ lời nói tốt nhất. Ban đầu hắn còn chuẩn bị đi tuyết lang tiền bối cái kia đổi kim sa à. Cái gì cũng có thể bán, đại lão. Tống thư hàng, không có sao. Kỳ thật không có cũng không sao cả, hắn đến thời gian lại đi đổi kim sa liền tốt. Có, làm sao có thể sẽ không có. Cái gì cũng có thể bán, đại lão tiếp tục mặt mỉm cười. Tống thư hàng trong tay có một tiểu dương đao ý thông huyền hạt sen. Lúc ấy bạch tiền bối cho hắn một dương tổng cộng 5 vạn căn đao ý thông huyền thảo. Đổi hắn 1 vạn tấm đao ý thông huyền hạt sen. Tống thư hàng phân thân hiện tại có rảnh lúc, liền biết chế tác một đống đao ý thông huyền hạt sen, tranh thủ nhanh chóng gom đủ hạt sen, cho bạch tiền bối giao hàng. Cuối cùng, Tống thư hàng dùng 50 tấm đao ý thông huyền hạt sen theo cái gì cũng có thể bán, đại lão cái kia đổi đến 1 mai đan dược cùng 1 dương lớn tiền mặt. Viên thuốc này là đại lão vì Tống thư hàng đề cử. Nó không phải phục sinh pháp khí. Nhưng có được cùng loại phục sinh pháp khí hiệu quả. Trọng sinh đan nuốt xuống dưới về sau, có thể có một lần huyết nhục trùng sinh cơ hội. Dù là bị người đánh thành vỡ nát, chỉ cần còn bảo lưu lấy một bộ phận huyết nhục mảnh vụn, có thể một lần nữa ngưng tụ, huyết nhục gây dựng lại. Bởi vì không phải phục sinh pháp khí, vì vậy dù là không cẩn thận chết mất về sau, sử dụng trước phục sinh pháp khí, ngay sau đó lại bị người đánh chết bầm thây, trọng sinh đan còn có thể triển khai hiệu quả. Đứng đắn thích hợp bây giờ Tống thư hàng. Đương nhiên, nếu như một hơi bị người đánh bạo đến liền cặn bã cũng không có còn lại, cái kia trọng sinh đan liền không có bất kỳ hiệu quả. Giao dịch xong về sau, tâm nhét cái gì cũng có thể bán, đại lão cũng không quay đầu lại,
chui vào cánh cửa không gian biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng đưa tay đem trọng sinh đan nuốt xuống. Đã có trọng sinh đan, nội tâm của hắn lập tức lại nặng trịch ổn. Tính toán thời gian, Bạch Tiền Bối bọn hắn có lẽ nói không sai biệt lắm đi. Lúc trước bọn hắn đang nói tự ẩn sự tình thời gian, luôn cảm giác ngốc ở bên cạnh không tốt lắm. Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái, chân hắn dẫm lên hư không, theo trong động chui ra đi, dọc theo đường cũ hướng hai vị Bạch Tiền Bối chỗ đó bay đi. Tà liên thế giới cửa vào hai vị Bạch Tiền Bối còn không có chấm dứt giao lưu. Bạch Tiền Bối, vì vậy, người còn có thể chú ý một chút bản thân bên người nữ tính nhân vật. Nói không chừng, chân chính chuẩn bị ở sau liền giấu ở giữa các nàng. Thậm chí, ấn ta cẩn thận tính cách, chuẩn bị ở sau nói không chừng còn có mấy cái. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Lần trước hắn cùng Thiên Đạo Bạch vượt qua thời gian tiếp xúc, hay nói giỡn nói ra bản thân muốn cái muội muội yêu cầu. Nói không chừng Thiên Đạo Bạch não co lại, thật cho hắn cứ vậy mà làm cái muội muội. Lúc này, Tống Thư Hàng đang từ xa xa chậm rãi bay trở về. Hắn cố ý chậm gì gì bay lên, cho Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối càng nhiều nữa tư nhân thời gian giao lưu. Dù sao có đôi khi, một ít tương đối tư nhân chủ đề có bên thứ ba tại bên cạnh lời nói, cũng không tốt giảng. Tống Thư Hàng, lúc này, cách đó không xa có một thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng quay đầu, liền thấy một vị thân ảnh quen thuộc. Chuột hamster tà ma điều khiển lấy nó chuôi này cây tăm kiếm, nó mặc xinh đẹp màu trắng hiệp khách áo choàng, đứng đắn kinh ngạc nhìn qua Tống Thư Hàng ra hỏa này làm sao chạy đến tà liên thế giới tới. À, lão thiết, đã lâu không gặp, Tống Thư Hàng hướng phía chuột hamster tà ma phất phất tay, tiếp đó lại thuận tiện chú ý xuống cảnh giới của nó chuột hamster tà ma thật lâu phía trước liền nói muốn tấn chức ngũ phẩm, tiếp đó treo lên đánh hắn. Tính toán thời gian lời nói, nó có lẽ đã sớm tấn chức thành công đi. Nhưng kỳ quái chính là, chuột hamster tà ma cảnh giới, còn kẹt tại tứ phẩm cấp độ. Phi, người nào cùng ngươi là lão thiết? Chuột hamster tà ma cắn răng nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, cảnh giới của ngươi, làm sao còn là tứ phẩm? Ai cần ngươi lo? Chuột hamster tà ma xù lông, tại trên phi kiếm dùng sức nhảy lấy, một bộ muốn nhảy dựng lên đánh Tống Thư Hàng đầu gối biểu lộ. Tự ngươi nói qua, muốn tấn chức ngũ phẩm, tiếp đó tới đây treo lên đánh ta. Ta một mực chờ ngươi ngũ phẩm đây, Tống Thư Hàng cười nói. Chuột hamster tà ma, ngươi có phải hay không độ kiếp đã thất bại? Tống Thư Hàng lại hỏi. Bất quá, nơi này là cửu u thế giới. Chuột hamster tà ma lại là Bạch Tiền Bối sủng vật, không có đạo lý độ kiếp thất bại đi. Ta đang tại chuẩn bị một mạch trùng thiên. Chuột hamster tà ma cao lạnh nhạt nói. Vậy ta chờ ngươi à? Tống Thư Hàng cười nói, đúng rồi. Cho ngươi nhìn ta cảnh giới không? Ta đã là ngũ phẩm cảnh giới. Ta sớm biết như vậy. Chuột hamster tà ma nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới Tống Thư Hàng so với nó còn sớm một bước tấn chức ngũ phẩm, nó liền đau bụng. Vậy ngươi biết ta hiện tại 5 hạt nhân kim đan, gấp 5 lần động lực chuyện. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, vì vậy, ngươi muốn cố lên a? Chuột hamster tà ma, hoàn toàn không có cách nào khác nói chuyện phiếm, mới hàn huyên vài câu, câu chuyện này đã hỏng. Tống Thư Hàng cười ha hả nhìn qua một mặt xoắn suýt chuột hamster tà ma, tiểu hamster đặc biệt đáng yêu, hơn nữa nó biểu lộ rất phong phú, vì vậy trêu chọc nó chơi thời gian đặc biệt có cảm giác thành tựu. Khó trách Bạch Tiền Bối sẽ thu một cái tứ phẩm tà ma làm sủng vật. Tống Thư Hàng cùng chuột hamster tà ma tiếp tục song song hướng tà liên thế giới cửa vào vị trí bay đi. Người bay chậm như vậy làm gì vậy? Chuột hamster tà ma nghi hoặc lên tiếng hỏi. Lúc này Tống Thư Hàng không có ngự đao phi hành, hắn chỉ là dựa vào ngũ phẩm linh hoàng đạp không mà đi năng lực, lơ lửng ở tại trong hư không, tiếp đó giống như bơi lội, lấy cá ướp muối kiểu chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Ta tự cấp Bạch Tiền Bối cùng một vị khác Bạch Tiền Bối chế tạo một chỗ thời gian, bọn hắn tại trò chuyện chuyện rất trọng yếu, chúng ta không tiện đi lên quấy rầy. Vì vậy, bay chậm một chút tốt nhất, Tống Thư Hàng nói. Chuột hamster tà ma ngoài ý muốn ngắm nhìn Tống Thư Hàng ra hỏa này, vậy mà cũng có quan tâm lúc. Mặt khác, ta phát hiện loại này trên không trung bơi lội cảm giác vô cùng bổng. Tống Thư Hàng nói, trước kia ta cũng không phát hiện loại này cách chơi. Chờ quay đầu lại về sau, ta cho Bạch Tiền Bối sách cái đề nghị. Bạch Tiền Bối đề cập tới chuẩn bị trong tương lai tìm cách một lần tu sĩ Thế vận hội Olympic nhìn xem đến thời gian có thể hay không cắm vào một cái không trung bơi lội so tài hạng mục. Đúng rồi,
người có muốn thử một chút hay không? Loại này trên không trung bơi lội cảm giác rất tuyệt. À, ta quên mất, người mới tứ phẩm, không có đạp không mà đi năng lực. Tống Thư Hằng nói, thuận tiện lại ghim một sóng chuột hamster tà ma tâm. Chuột hamster tà ma, nhật ngài, chờ ta thần công đại thành về sau, ta nhất định muốn nhật ngài. Tống Thư Hằng cùng chuột hamster tà ma chậm rãi bay đến tà liên thế giới cửa vào lúc, liền thấy hai vị bạch tiền bối đứng đắn ngồi đối mặt nhau. Hai người đã đình chỉ giao lưu, tựa hồ đứng đắn lâm vào trong trầm tư. Xem ra hai vị bạch tiền bối giao lưu kết thúc, chúng ta đi xuống đi. Tống Thư Hằng nói. Ngươi đi xuống đi, chuột hamster tà ma cười ha hả nói, ta lưu lại không trung liền tốt. Nhanh đi xuống đi, ta trên không trung chờ ngươi. Tống Thư Hằng, ngươi vẻ mặt này rõ ràng liền là muốn bịp ta. Chuột hamster tà ma gặp Tống Thư Hằng không đi xuống, liền chậm rãi nói, ta chủ đang trầm tư, ngẩn người lúc, rất nguy hiểm. Ngẩn người lúc, ngẩn người lúc bạch tiền bối quả thực rất nguy hiểm, là địa đồ pháo. Vậy là, chuột hamster tà ma ngự kiếm lưu lại không trung, Tống Thư Hằng thì tại nó bên người một vòng bơi lội, chờ phía dưới hai vị bạch tiền bối theo ngẩn người trong trạng thái khôi phục. Lúc này, cửu u bạch tiền bối đột nhiên mở miệng, người còn nhớ kỹ bản thân khi còn bé sự tình sao? Rất mơ hồ, nhớ không rõ, quá lâu quá lâu. Bạch tiền bối nhẹ giọng trả lời. Là có hơi lâu, cái kia liên quan tới cái kia phiến sa mạc, con ngựa trắng thanh sam thiếu niên cùng với tiểu bạch trí nhớ, là lúc nào trí nhớ? Bạch tiền bối lại lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối nhớ lại nói, là ta khi còn bé trí nhớ, còn rất nhỏ. Lúc trước chúng ta cho tới nơi đây lúc, chủ đề bị Tống tìm đường chết đã cắt đứt, vì vậy chúng ta không có tiếp tục thảo luận xuống dưới. Nhưng hiện tại, ta đột nhiên muốn xác nhận một sự kiện. Bạch tiền bối chân thành nói. Bạch tiền bối khẽ gật đầu, chỉ vô bất ngôn không biết không nói, ngôn vô bất tận biết gì nói nấy. Tống Thư Hằng, Tống tìm đường chết là cái gì quỷ nha, ta không nhớ rõ ta có dạng này ngoại hiệu. Tại đây đoạn trong trí nhớ, ngươi là ai? Bạch tiền bối nhìn chằm chằm vào Bạch. Bạch tiền bối dừng lại một chút, nói, đương nhiên là Bạch đi, cái này không phải thân phận của chúng ta sao? Không, lúc này, Bạch tiền bối đột nhiên đứng lên. Hắn bày ra kim kê độc lập cộng bạch hạc lưỡng xí tư thế, ta là con ngựa trắng. Bạch tiền bối, không trung Tống Thư Hằng, a phì, bị mang tiết tấu. Bạch tiền bối dùng sức lắc lắc tay, một lần nữa nói, không, ở đằng kia trong trí nhớ, ta là thiếu niên kia. Quả nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nơi đây. Bạch tiền bối cẩn thận nhìn chằm chằm vào Bạch tại hắn xa xôi trong trí nhớ, mình là cái kia ưa thích nắm con ngựa trắng. Đang mặc thanh sam, mỗi ngày tìm luyện không công thanh sam thiếu niên. Mà trước mắt vị này hiện thế Bạch, trong ký ức của hắn, hắn là tiểu Bạch thân phận. Không trung, Tống Thư Hằng hai mắt sáng lên. Hắn ngửi thấy bát quái khí tức. Rõ ràng đều là Bạch tiền bối. Vì sao một cái là tiểu Bạch một cái là con ngựa trắng thanh sam thiếu niên? Chân tướng chỉ có một cái. Bạch tiền bối kỳ thật tinh phân ra đúng hay không? Tống Thư Hằng nhớ lại bản thân trải qua Bạch tiền bối chân thực ảo giác nội dung cốt truyện. Tại cái đó nội dung cốt truyện bên trong, con ngựa trắng thanh sam thiếu niên mỗi ngày đều đang tìm kiếm thần bí tiểu Bạch luyện công, chỉ bảo tiểu Bạch tu luyện, nhân sinh của hắn còn sống niềm vui thú tựa hồ liền là tiểu Bạch. Nội dung cốt truyện bên trong tiểu Bạch thương cảm, mỗi lần lúc tu luyện, đều là bị đối phương cưỡng ép mang theo tu luyện. Cuối cùng, tại một ngày nào đó, con ngựa trắng thanh sam thiếu niên rốt cuộc nhìn không được, phát ra từ nội tâm nói ra câu kia tiểu Bạch, chờ ngươi tóc dài tới eo đáng sợ lời kịch. Mặt khác Tống Thư Hằng phát hiện, tại Bạch tiền bối chân thực ảo giác bên trong, vị kia con ngựa trắng thanh sam thiếu niên, cùng bây giờ Bạch tiền bối có hai phần tương tự. Chính là bởi vì điểm này, Tống Thư Hằng đến bây giờ đều không thể xác định, tại cái đó chân thực ảo giác bên trong, đến cùng tiểu Bạch là Bạch tiền bối. Hay hoặc là con ngựa trắng thanh sam thiếu niên mới là Bạch tiền bối. Tống Thư Hằng trong lòng rất ngạc nhiên chuyện này, nhưng lại không cách nào ở trước mặt hỏi thăm Bạch tiền bối. Mỗi lần hắn cùng Bạch tiền bối nhấp lên cái đề tài này thời gian, cũng sẽ bị Bạch tiền bối lấy đủ loại tư thế bay. Cũng có lẽ là hắn nhấp lên đề tài này tư thế không đúng, mỗi lần đều là lấy tiểu Bạch, chờ ngươi tóc dài tới eo làm dẫn, nhấp lên việc này. Tống Thư Hằng cảm giác, Bạch tiền bối cùng Bạch tiền bối, từ loại nào mức độ đi lên giảng, hẳn là đồng nhất mẫu mã, đến từ chính cùng một cái bản nguyên mới đúng. Vì vậy,
một cái cho là mình là tiểu bạch, một cái cho là mình là con ngựa trắng thanh sam thiếu niên, cái kia còn phải nói gì nữa sao? Tự nhiên là hoàn mỹ phân chia. Bất quá lần này, Tống Thư Hàng gắt gao bao ở miệng của mình. Nhanh mồm nhanh miệng là một cái tật xấu, muốn sửa. Vì vậy có một số việc, trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt, không muốn nói ra tới đây. Nói ra, liền xong đời. Có thể nhịn được liền đại biểu cho bản thân có tiến bộ, còn có cứu. Tống, cảm giác mình còn có thể lại cấp cứu một chút, đỡ ta còn có thể cứu chữa. Thư Hàng. Lúc này, Bạch Tiền Bối đột nhiên đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chờ ta với, trên trời tên này nội tâm đùa giỡn quá nhiều, cợt nhả lời nói hết bài này đến bài khác. Ta trước đem hắn bay. Tống Thư Hàng chỉ bản thân, Bạch Tiền Bối, ngươi nói là ta sao? Muốn làm sao bay, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Đọc tâm thuật thứ này, đối với hắn quá không hữu hảo. Ta chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút, đều cố nén không có nói ra, vẫn bị Bạch Tiền Bối đọc tâm. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, tự ta bay có thể chứ? Cho ngươi 10 giây, chọn một bay đi tư thế. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Xem ra, bị piu bay đi đã không cách nào tránh khỏi. Đã dù sao đều bay. Vậy hắn tại bay lúc trước, ít nhất phải trở về cái bản. Bạch Tiền Bối, ta cảm giác chân tướng chỉ có một cái. Hoàn mỹ phân chia, nhất định là hoàn mỹ phân chia. Vì vậy, các ngươi mới chính là con ngựa trắng thanh sam thiếu niên lại là tiểu bạch. Trên thực tế, hai cái đều là các ngươi. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, lời của ta nói xong. Ta lựa chọn đinh ốc bay, nếu như có thể mà nói, tốc độ có thể chậm một chút sao? Chuột hamster tà ma có chút kính nể nhìn qua hắn. Tống Thư Hàng quả nhiên không giống người thường. Theo hắn có trí nhớ đến nay, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người, dám cùng chủ nhân như vậy hay nói giỡn. Thân là cửu u chúa tể, Bạch Tiền Bối chỉ là đứng ở nơi đó, tự sẽ khiến người cảm giác được núi thây biển máu, thế giới hủy diệt, thế gian vô cùng ác các loại cảm giác áp bách. Coi như là hắn âu yếm sủng vật, đối mặt Bạch Tiền Bối thời gian, đồng dạng sẽ cảm giác được cùng loại cảm giác áp bách. Dạng này điều kiện tiên quyết, coi như là ái sủng, cũng không dám lái qua chia vui đùa. Coi như là biết Bạch Tiền Bối sẽ không tức giận, chúng nó cũng không dám. Chuột hamster tà ma rất muốn biết, Tống Thư Hàng rút cuộc là như thế nào chủ nhân cái loại này kinh khủng uy áp xuống, còn có thể thỏa thích càn rỡ hay nói giỡn. Thần kinh của hắn rốt cuộc muốn thô tới trình độ nào. Ừ, nói xong liền tốt, nói xong cũng không bay. Bạch Tiền Bối mỉm cười, nói, muốn cái chết kiểu này đi, muốn chết như thế nào. Tống Thư Hàng, cho ngươi 10 giây, muốn cái chết kiểu này. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, thoải mái. Thoải mái đến chết, Bạch Tiền Bối, giờ khắc này, hắn thật muốn đem Tống Thư Hàng cho giết chết, triệt để cái chủng loại kia, không cho phục sinh cơ hội. Thấy Bạch Tiền Bối sắc mặt đại biến, Tống Thư Hàng biết bản thân đương nhiên muốn tự cứu một chút, nếu không vừa ăn trọng sinh đan khả năng muốn trước giờ phát lên công dụng. Chờ, Bạch Tiền Bối, ta xin phép lập công chuộc tội. Tống Thư Hàng đột nhiên linh quang lóe lên, nói, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bạch Tiền Bối các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta ở một bên dự thính. Nói không chừng ta đây cái ở ngoài đứng xem có thể theo các ngươi giao lưu bên trong, nhận đến một ít chính các ngươi không cách nào chú ý tới chi tiết. Tỷ như, Bạch Tiền Bối nheo mắt lại. Tống Thư Hàng chân thành nói, tỷ như, đối chiếu hai vị Bạch Tiền Bối nói chuyện phiếm nội dung về sau, trong nội tâm của ta có cái nghi hoặc con ngựa trắng thanh sam thiếu niên, hắn gọi cái gì? Bạch Tiền Bối cái kia chân thực ảo giác bên trong, con ngựa trắng thanh sam thiếu niên xuất hiện rất nhiều lần, thế nhưng tên của hắn nhưng không có xuất hiện. Mà hắn chú ý tới, dù cho tự xưng là con ngựa trắng thanh sam thiếu niên Bạch Tiền Bối, từ đầu tới đuôi cũng không đề cập qua thiếu niên tên. Tên, Bạch Tiền Bối cau mày, rơi vào trầm tư. Bạch Tiền Bối nói khẽ, tên đã không còn, ta vứt bỏ bản thân cũ tên, theo bắt đầu từ ngày đó, ta chính là Bạch. Vì vậy, đã không có cũ tên. Tống Thư Hàng sững sờ, cái này nghe, làm sao cùng Thiên Hà Tô Thị Thiên Tài con số đạo hiệu thành viên, vứt bỏ bản thân tên. Không, nổi danh, Bạch Tiền Bối nói khẽ, cũng là Bạch cùng ta cũng là Bạch. Vì vậy, tại trong trí nhớ, ta một mực được xưng là Tiểu Bạch. Tống Thư Hàng nghe được Tiểu Bạch cái từ này thời gian, trong lòng lại dục dịch ngóc đầu dậy.
câu kia lời kịch hầu như muốn bản năng hiển hiện. May mà lần này, hắn cưỡng ép phanh lại. Tống, ta còn trẻ tuổi không muốn chết, Thư Hàng. Tại cường đại ý chí ảnh hưởng, hắn cưỡng ép đứt đi bản thân trong đầu nổi lên ý niệm trong đầu. Nói như thế nào cũng là tu sĩ, có nhiều thứ chỉ cần dùng cứng như sắt thép ý chí khắc chế một chút, không tha tung suy nghĩ của mình, vẫn có thể làm được. Bất quá, hai cái đều là bạch quả nhiên còn là hoàn mỹ. Khắc chế. Như vậy nơi đây lại có một vấn đề. Tống Thư Hàng thu xếp ý nghĩ của mình, nói, cửu U Bạch tiền bối, ngươi đã là con ngựa trắng thanh sam thiếu niên vậy ngươi tại sao phải vứt bỏ bản thân cũ tên, kế thừa bạch cái tên này? Trong đó, chuyện gì xảy ra? Bạch tiền bối ngắm nhìn cái khác bạch, nói khẽ, tại trong ký ức của ta, một ngày nào đó, tiểu bạch bắt đầu biến mất. Bắt đầu biến mất, bị người làm thương tổn. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, khi còn nhỏ bạch tiền bối khả ái như vậy, mị lực vô song, ai có thể đối với hắn hạ tử thủ. Bạch tiền bối yên lặng ngắm nhìn Tống Thư Hàng, tiếp đó móc ra một quyển bút ký nhỏ, ở phía trên làm cái ký hiệu. Không, không phải là bị người giết. Trên thực tế, ta đến cuối cùng mới phát hiện, tiểu bạch hắn cùng không phải nhân loại. Hắn kỳ thật là cái kia phiến sa mạc, ngưng tụ ra tới đây đặc thù thể, là cùng loại khí linh tồn tại. Về sau có một ngày, cái kia phiến sa mạc phát sinh biến hóa, bởi vì sa mạc biến hóa rất lớn, ỷ lại sa mạc tồn tại tiểu bạch không cách nào nữa duy trì bản thân, hắn tồn tại lại đột nhiên bắt đầu tan vỡ. Bạch tiền bối chậm rãi nói, vì vậy, ta lựa chọn luyện hóa cái kia phiến sa mạc, theo cái ngày đó lên, ta chính là bạch. Bạch tiền bối là sa mạc, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Nhưng một lát sau, hắn lại sờ sờ cằm. Ừ, tại đây ngân phiếu cùng thạch đầu đều có thể tu luyện thành hình thế giới, sa mạc ngưng tụ ra hình người, không có lông bệnh. Một bên suy tư về, Tống Thư Hàng lại nhìn hướng bạch tiền bối, cái kia bạch tiền bối, người bên kia có cùng loại trí nhớ sao? Nói thí dụ như, người có chính mình đã từng biến mất qua một lần trí nhớ, hoặc là bị luyện hóa qua một lần trí nhớ sao? Ừ, vấn đề quả nhiên ra ở chỗ này. Trên thực tế, ta cũng có liên quan tới cái này một bộ phận trí nhớ. Bất quá, rồi lại cùng thỏ trắng đạo hữu trí nhớ phân biệt đừng. Bạch tiền bối bình tĩnh nói. Bạch tiền bối xoay đầu lại, phẫn nộ trợn trừng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, ta lần này nội tâm không có cợt nhả lời nói a, vì sao bạch tiền bối lại tức giận? Chỉ có thể nói không hổ là cửu U chúa tể, vì vậy tính cách cũng sẽ biến hóa thất thường. Chờ, dừng lại, ta còn có thể cấp cứu một chút. Theo trong trí nhớ của ta có đoạn thời gian, quả thực một mực sinh hoạt trong sa mạc. Tiếp đó, gặp được con ngựa trắng thanh sam cách ăn mặc đại bạch cùng hắn gặp nhau, quen biết. Nếu như trí nhớ của ta không có phạm sai lầm, là hắn chỉ bảo ta đánh rớt xuống tu luyện nền tảng, tiếp xúc đến tu chân thế giới. Bạch tiền bối bình tĩnh kể rõ. Phía trước nội dung cốt truyện, không có vấn đề. Về sau có một ngày, đại bạch hắn đã chết, bạch tiền bối nói. Bạch tiền bối, chết như thế nào? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi lần này hắn không có lại não bổ các loại nội dung cốt truyện. Ừ, là thiên kiếp. Hắn độ kiếp đã thất bại. Hắn độ kiếp lúc, ta đang tại bế quan. Mà chờ ta trong lòng rất bất an, phá quan mà ra lúc, hắn đã kiếp hỏa đốt người, chỉ còn lại một hơi tại. Ta liền tìm kiếm chữa trị thiên kiếp thương thế bảo vật thời gian đều không có. Bạch tiền bối tiếp tục nói. Về sau đây, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đại bạch tại trước khi lâm chung, hy vọng ta có thể thay thế hắn chiếu cố người nhà của hắn. Hắn là một cái tu chân thế gia vọng tộc đệ tử, có rất ưu tú tu luyện thiên phú. Nhưng hắn có một vị không có tu luyện tư chất đệ đệ. Hắn hy vọng ta có thể hỗ trợ chiếu cố đệ đệ của hắn, lại để cho đệ đệ của hắn có thể bình an vượt qua một đời. Bạch tiền bối tiếp tục nói. Tiếp đó, ta hẳn là sử dụng một cái thiên phú năng lực. Cụ thể là cái gì thiên phú, ta nhớ không lớn rõ ràng. Ta biến thành đại bạch bộ dáng, lấy thân phận của hắn về tới gia tộc của hắn, dùng thân phận của hắn sống hơn 70 năm, một mực chiếu cố đến đệ đệ của hắn bình an qua đời. Sau đó, ta rời đi đại bạch gia tộc, bắt đầu một mình ở bên ngoài mạo hiểm. Bạch tiền bối tiếp tục bằng phẳng nói. Cái kia sa mạc đây, luyện hóa sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, sa mạc tựa hồ là cái mấu chốt. Ta sử dụng cái kia đặc thù thiên phú lúc, đại giới tựa hồ liền là cắn nuốt hơn phân nửa sa mạc. Bạch tiền bối cố gắng nhớ lại nói. Hai vị bạch tiền bối, hai cái khác nhau trải qua. Hơn nữa, bất kể là cái nào bạch,
tại đối phương trải qua bên trong, đều chết hết. Vì vậy, duy nhất không chết, chính là kia con ngựa trắng. Tống Thư Hàng phát hiện hoa điểm. Chân tướng chỉ có một cái, kỳ thật Bạch Tiền Bối, các ngươi liền là con ngựa trắng. Tống Thư Hàng kim kê độc lập cộng Bạch Hạc lưỡng xí. Cái tư thế này đặc biệt mang cảm giác, xem qua một lần về sau, liền không tự chủ được bày ra tới đây. Mà tại Tống Thư Hàng bày ra cái tư thế này thời gian, tại hắn sau lưng, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử con mắt, gắt gao nhìn thẳng hắn hai cặp đôi mắt đẹp lóng lánh. Bạch Tiền Bối, có thể đừng bày tư thế đáng chết này sao? Quả nhiên, lại để cho Tống Thư Hàng ngốc ở bên cạnh, ngoại trừ cho bọn hắn thêm phiền bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Trên thực tế lấy hắn cùng hiện thế một vị khác bạch sức mạnh cảnh giới, căn bản không cần cái gì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê loại vật này. Bởi vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường loại sự tình này, căn bản không tồn tại ở trên người bọn họ. Quả nhiên còn là đưa hắn bay đi, hoặc là dứt khoát lại để cho hắn chết trước đó lần thứ nhất. Tống Thư Hàng thấy Bạch Tiền Bối biểu lộ lại bắt đầu ngưng trọng lên, liền hiểu bản thân lại cần cấp cứu. May mà, lần này hắn sớm đã có làm cho chuẩn bị, liên quan tới giải quyết hai vị Bạch Tiền Bối thân phận nghi hoặc vấn đề, hắn nắm giữ trong tay lấy một loại rất tiện lợi năng lực đặc thù. Kỳ thật, Bạch Tiền Bối các người muốn biết vấn đề, có lẽ ta có phương pháp, có thể xác định một chút tin tức. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch Tiền Bối, nói một chút coi, ta cái kia giám định bí thuật. Tống Thư Hàng nói, chỉ cần hai vị Bạch Tiền Bối phối hợp ta, ta có lẽ có thể sử dụng giám định bí thuật nhận đến một ít hữu dụng manh mối. Dùng giám định bí pháp đi giám định cửu u chúa tể cùng thần bí Bạch Tiền Bối, ngẫm lại cảm giác kích thích. Nếu như trước kia, Tống Thư Hàng khẳng định không dám làm như vậy, dùng ngón chân muốn đều có thể đoán ra, giám định Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối muốn trả giá cao, nhất định là hắn không cách nào thừa nhận, 100% sẽ bạo thể mà chết. Nhưng hiện tại, Tống Thư Hàng đối với giám định bí pháp khống chế càng ngày càng thuần thục, hắn có thể đem giám định bí pháp đại giới khống chế tại điểm tới hạn. Lúc giám định bí pháp cần thiết trả giá cao, đạt tới một cái điểm tới hạn thời gian, hắn có thể cưỡng ép đem giám định bí pháp cho dừng lại. Chỉ cần cẩn thận một chút, đứt không nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa, chỉ cần hai vị Bạch Tiền Bối chủ động phối hợp hắn, giám định bí thuật cần thiết trả giá cao sẽ giảm bớt. Tăng thêm hắn hiện tại đã nắm giữ rất nhiều hai vị Bạch Tiền Bối tin tức, đã nắm giữ tin tức không cần lặp lại trả giá thật nhiều, đại giới lại yếu bớt. Lại thêm hắn chỉ cần giám định một bộ phận tin tức, mục tiêu rõ ràng, giám định phạm vi thu nhỏ, đại giới lại yếu bớt. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại có yếu hóa giả bất hủ xương mù hình thức, cái này hình thức quả thực là giám định bí pháp bắc, đã có nó, Tống Thư Hàng thi triển giám định bí pháp thời gian, càng thêm không kiêng nể gì cả. Dạng này tổng hợp dưới tình huống, nói không chừng dựa vào giám định bí pháp thật có thể giám định ít đồ đi ra. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối. Tống Thư Hàng từ khi nuốt vào cái kia tấm phục sinh đan về sau, toàn bộ người giống như thăng hoa. Có loại quá phận phóng túng tự mình. Giám định cửu u chúa tể loại chuyện này, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ, Tống Thư Hàng ra hỏa này rồi lại một mặt dục dịch biểu lộ. Cái kia trước theo ta bắt đầu đi. Hiện thế Bạch Tiền Bối lên tiếng nói, ta toàn lực phối hợp ngươi. Hắn đối với Tống Thư Hàng cái kia thần bí giám định bí thuật có nhất định được lý giải, biết đó là một cái sẽ làm Tống Thư Hàng lớn phun máu nhưng quả thực rất thực dụng pháp thuật. Bạch Tiền Bối kéo lên tay áo, đưa tay đưa về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hít sâu. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn giám định Bạch Tiền Bối, nhưng loại chuyện này không có Bạch Tiền Bối bản thân đồng ý, tuyệt đối là tìm đường chết. Nhưng có Bạch Tiền Bối bản thân sau khi đồng ý, liền không giống nhau. Bạch Tiền Bối bản thân sau khi gật đầu, liền đại biểu cho hắn bản thân nhận thức. Tống Thư Hàng kế tiếp giám định hành động, liền sẽ phải chịu Bạch Tiền Bối thần bí số mệnh gia trì. Kế tiếp giờ khắc này, chính là Tống Thư Hàng nhân sinh vận may đỉnh phong mấy cái thời gian điểm. Giả bất hủ xương mù hình thức, Tống Thư Hàng mở ra 7 màu yêu đan bên trên kỹ năng này. Tiếp đó, trên tay hắn nghịch kình vũ sĩ quyền sáo ngón tay bộ phận mở ra, ngón tay của hắn khoác lên Bạch Tiền Bối trên cánh tay. Trong đầu hắn làm thức tỉnh 88.888 cái thanh âm, giám định bí thuật thi triển ra. Tống Thư Hàng suy đoán không có sai. Tại hắn ngón tay dựng lên Bạch Tiền Bối cổ tay trong nháy mắt, vận may của hắn giá trị liền có được gia trì cùng củng cố. Ngón tay cùng cổ tay chạm nhau trong nháy mắt,
Tống Thư Hàng trên người có rất nhiều thứ phát sinh biến hóa. Trong hạch tâm thế giới, đã gieo xuống thật lâu, rồi lại chậm chạp không có kết quả, hai quả nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thì kết xuất hạt giống, trong nháy mắt nở hoa kết quả. Quả thứ nhất hạt giống, là ẩn chứa viễn cổ thiên đình nhà ăn số 111 hạt giống. Tại hạt giống kết quả trong nháy mắt, viễn cổ thiên đình nhà ăn bị sinh xuống dưới, vừa ra đời về sau, viễn cổ thiên đình nhà ăn số 111, liền trực tiếp cùng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới dung hợp, kết làm nhất thể. Đồng thời, thiên đình nhà ăn cùng hạch tâm thế giới kết hợp, trở thành hạch tâm thế giới tiến hóa cuối cùng một phần lực lượng. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Sau một khắc, hạch tâm thế giới tiến nhập tiến hóa giai đoạn. Đây là Tống Thư Hàng chờ mong đã lâu tiến hóa, có thể khẳng định là, lần này tiến hóa về sau, hạch tâm thế giới sẽ diễn hóa xuất mới công năng, hơn nữa. Tương lai hạch tâm thế giới chắc chắn sẽ không giống như bây giờ, sợ nhanh như vậy. May mắn cực kỳ. Sau đó là quả thứ hai hạt giống, theo lục phẩm thiên nhân trên thân kết xuất hạt giống, bên trong ẩn chứa một chút cổ vu thần huyết, cái này giọt cổ vu thần huyết nguyên bản chính là ngũ phẩm kim đan hạch tâm cấp những vật khác. Trong đó nguyền rủa bộc phát, hấp thu 55 cái thiên nhân năng lượng về sau, nó phẩm chất lần nữa nhận đến tăng lên. Cùng thiên đình nhà ăn, cổ vu thần huyết tại bị sinh sau khi xuống tới, liền trải qua tịnh hóa, biến tinh khiết vô cùng, nó yên tĩnh lơ lửng tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, thụ yêu mễ lộ lộ cành mầm bên cạnh. Hai quả hạt giống nảy mầm về sau, thụ yêu mễ lộ lộ cành mầm cũng không cam chịu yếu thế, gốc rễ của nó giống như đánh cho thúc đẩy sinh trưởng cây kim. Không ngừng kéo dài ra, đâm vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới ở chỗ sâu trong. Đồng thời, lại có vài miếng xanh biếc lá cây, sinh trưởng. Không chỉ như vậy, theo mễ lộ lộ cành mầm bên trên, mơ hồ toát ra một loại mừng rỡ tâm tình. Tuy rằng còn rất yếu ớt, hầu như rất khó phát hiện. Nhưng điều này đại biểu lấy, mễ lộ lộ mới cành mầm, bắt đầu sinh ra thuộc về nàng ý thức của mình. Đây là một cái khởi đầu tốt, điều này đại biểu lấy nàng mới cành mầm. Có một lần nữa hóa thành thụ yêu tiềm lực. Sau đó là cái kia tấm thất hoàng diệu quả cũng nhận được kích thích, nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng. Thất hoàng diệu quả bên trên tản ra nồng đậm sinh cơ, chỉ cần không may chết non, nó tuyệt đối đối với khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng vì Tống Thư Hàng kết xuất rất nhiều trái cây. Cuối cùng, liền vô hình đao cổ cũng không cam chịu yếu thế, nó không ngừng hướng Tống Thư Hàng đưa ra muốn thăng cấp ý niệm trong đầu, cần bổ sung năng lượng. Tống Thư Hàng phân thân chuyển rời đến hạch tâm thế giới, một phát dưỡng đao thuật cộng nửa đầu long ma dược tề, vì vô hình đao cổ tiến hóa cung cấp năng lượng cùng nuôi phần. Chuyện tốt liên tục, liên tiếp chuyện tốt, hiện lên núi lửa phun trào hình dáng tại Tống Thư Hàng trên thân bộc phát. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn là hắn hạch tâm thế giới bên trong phát sinh may mắn sự tình. Còn có một chút Tống Thư Hàng tạm thời không cách nào hiểu rõ may mắn, đều tại lặng lẽ phát triển mở. Tỷ như hắn ý thức ở chỗ sâu trong đối với Tam Thiên Đao Kinh lĩnh ngộ, giống như thông suốt bình thường, sâu hơn một tầng. Hắn đao ý khôi giáp khoảng cách tiếp theo lột xác lại gần một bước. Tỷ như hắn thứ năm kim đan hạch tâm huyết ma vương tộc hạch tâm bắt đầu cùng thân thể của hắn đồng cảm. Đây là lập tức muốn đi vào kim đan diễn đồ trạng thái khúc nhạc dạo. Lại tỷ như, đang tại nghỉ phép Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ, tiện tay tại ven đường chơi một thanh rút thưởng. Liền có được hai vợ chồng Nguyệt Quang đảo bơi 3 ngày giải thưởng lớn. Tỷ như nguyên bản đang tại phiền não vướng văn cao mỗ mỗ, đột nhiên suy nghĩ xuất thần, ngón tay của hắn tại trên bàn phím bay múa, căn bản dừng không được tới đây, loại này thoải mái đầm đìa trạng thái, cao mỗ mỗ đã có hơn nửa năm không có hưởng thụ qua. Lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, loại này may mắn đứng đắn hướng ra phía ngoài phóng xạ ra. Loại này bị trời cao chiếu cố, yêu thương lấy cảm giác. Làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Cỡ nào tuyệt vời. Tống Thư Hàng trong con mắt, có kim sắc phù văn rơi vào bạch tiền bối trên thân. Kim sắc phù văn ngưng tụ ra hoàng kim đồng hồ báo thức, đồng hồ bên trên kim đồng hồ bắt đầu nghịch chuyển. Tống Thư Hàng sương mù hình dáng thân thể, ba một chút, giống như bạo tạc tuôn ra đại lượng sương mù. Nếu như là thật thể trạng thái lời nói, lúc này hắn khẳng định đã giống như tắm rửa vòi phun, toàn thân phun máu. Hơn nữa nhìn cái này xuất huyết số lượng, làm không tốt thoáng cái liền sẽ đem hắn ép khô, máu chảy đầy đất mà chết. May mà ta có sương mù trạng thái. Còn không có đạt tới cực hạn, ta còn có thể kiên trì nữa một lát.
ta cũng cần giám định, chỉ có liên quan tới Bạch Tiền Bối, con ngựa trắng Thanh Sam thiếu niên, con ngựa trắng, sa mạc tin tức. Giám định phạm vi thu nhỏ đến cái này một cái điểm. Kia tin tức của nó, ta tất cả đều không muốn. Ta hiện tại đã được đến tin tức, có thể bổ sung đến giám định kết quả bên trong. Bạch Tiền Bối đang tại toàn lực phối hợp ta, ta hiện tại số mệnh nghịch thiên. Ta có thể đi, trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, dài dòng buồn chán giám định quá trình. Tống Thư Hàng sương mù trạng thái, đã chỉ còn lại có một cỗ khung xương bộ dáng. Sương mù trạng thái, có thể hóa thành một đoàn sương mù, cũng có thể rất thật bắt chước được Tống Thư Hàng thân thể tất cả kỹ càng cấu tạo. Nhưng trên bản chất còn là sương mù. Đồng hồ báo thức tan vỡ, kim sắc phù văn trở về Tống Thư Hàng con mắt. Đồng thời, giám định bí pháp tin tức, đồng dạng phù hiện ở Tống Thư Hàng trong đầu. Giám định bí pháp thành công, vậy mà thật thành công, Tống Thư Hàng ban đầu cảm giác thất bại tỷ lệ sẽ càng lớn. Quả nhiên, trong đó có Bạch Tiền Bối hy vọng thấy giám định kết quả nguyên nhân, vì vậy giám định bí pháp đặc biệt thuận lợi. Tên, Bạch, chủng tộc, nhân tộc, cảnh giới, không biết, tuổi, không biết, cha mẹ, không biết, bản mệnh vũ khí, lưu tinh kiếm, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, màu tóc, đen. Tóc dài độ, tới lưng tóc dài. Đây là bộ phận thứ nhất giám định tin tức, mặc dù có một chuỗi không biết. Bất quá Tống Thư Hàng còn là thấy được trọng điểm. Chủng tộc, nhân loại. Không phải sa mạc biến thành tinh linh. Mặt khác, cảnh giới không biết, Bạch Tiền Bối không phải bát phẩm huyền thánh sao. Trong lúc đang suy tư, những thứ khác giám định kết quả lần lượt hiển hiện. Bởi vì kia hảo hữu Bạch ngoài ý muốn qua đời, hắn thay thế hảo hữu sống hơn 70 năm. 70 năm về sau, hắn du lịch chư thiên vạn giới, bởi vì một cái ngẫu nhiên, đi tới hôm nay thế giới. Theo đầu thứ hai giám định tin tức đến xem, Bạch Tiền Bối trí nhớ là chân thật hữu hiệu. Hắn đã từng thay thế hảo hữu con ngựa trắng Thanh Sam thiếu niên sinh tồn 70 năm, chiếu cố đệ đệ của hắn, tiếp đó mới bắt đầu du lịch chư thiên vạn giới. Có lẽ, Bạch Tiền Bối trí nhớ là thật. Như vậy, Bạch Tiền Bối trí nhớ xảy ra vấn đề. Khả năng này rất lớn, bởi vì Bạch Tiền Bối trí nhớ rất có thể bị thiên đạo Bạch động tay chân. Dù sao, liền bắp đùi đều bị thiên đạo Bạch lặng lẽ cắt, tại trí nhớ phương diện động tay chân cũng rất có thể, dù sao cũng là thực. Động tay chân nha. Chờ, cái đề tài này trước để một bên. Không thể lại tiếp tục nhớ lại, sẽ chết. Có đọc tâm thuật loại này đối với hắn rất không hữu hảo bắc kỹ năng tại, thế đạo quá hiểm ác. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng. Mặt khác, liên quan tới đối với Bạch Tiền Bối giám định kết quả, thứ hai đoạn câu nói sau cùng, lại để cho Tống Thư Hàng rất để trong lòng. Đi tới hôm nay thế giới. Cái này thế giới đại biểu phạm vi nhiều đến bao nhiêu? Là chỉ địa cầu còn là chỉ chư thiên vạn giới một cái vị diện. Bạch Tiền Bối là người ngoài hành tinh, lại như người, là khác chư thiên vạn giới người. Càng lớn tận, nếu như đem cái này thế giới khái niệm lại mở rộng lời nói. Bạch Tiền Bối không thuộc về cái thế giới này. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư. Còn có một chút Bạch Tiền Bối bản mệnh pháp khí bên trong, lúc nào hơn nhiều tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Hắn bản mệnh pháp khí, không đồng nhất thực là lưu tinh kiếm sao. Hơn nữa tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, không phải cần tại ngũ phẩm cảnh giới phía trước, liền luyện chế ra tới đây sao. Bạch Tiền Bối lúc nào luyện chế ra, là ở phong bế trong thế giới lúc lấy được, kết quả như thế nào? Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Lúc này, Tống Thư Hàng trên thân bạo tạc đi ra ngoài sương mù, bắt đầu trở về, một lần nữa tạo thành nguyên vẹn Tống Thư Hàng. Tống, có sương mù hình thức tại giám định bí pháp có thể tùy tiện dùng. Thư Hàng, chỉ là nhục thân bên trên thương tổn có thể miễn dịch, trên tinh thần thương tổn rồi lại không cách nào tránh khỏi. Cái kia thân toàn thân tiên huyết bị nổ trống, thân thể như bị phanh thây xé xác cắt chỉ còn khung xương đau đớn. Mười mấy lần tác dụng tại Tống Thư Hàng trên tinh thần. Tống Thư Hàng đau nói không ra lời, toàn thân run lẩy bẩy, ngã nhào trên đất, cuộn mình thành một đoàn. Bạch Tiền Bối đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên thân, liên tục thi triển mấy cái chỉ rũ thuật pháp cùng với trấn an tinh thần pháp thuật. Giám định kết quả, xuất hiện một bộ phận, không có vấn đề, giám định kết quả cùng Bạch Tiền Bối ngươi làm cho miêu tả cơ bản nhất trí. Tống Thư Hàng run rẩy nói. Bất quá giám định kết quả còn chưa kết thúc. Dài đến 10 hơi thở giám định quá trình, khẳng định còn cũng tìm được càng nhiều nữa tin tức.
những tin tức này, còn đang ở lấy chậm rãi tốc độ, kéo dài xuất hiện ở Tống Thư Hàng trong đầu. Độc nhất vô nhị tồn tại, đối với cái thế giới này mà nói. Lựa chọn đề tài, trên người của ngươi có phục sinh pháp khí sao? Có lời nói mời lựa chọn một, không đúng sự thật mời lựa chọn hai. Tống Thư Hàng, chờ, cái này tuyển hạng khiến cho người có chút bất an. Giám định bí thuật hôm nay lại không ấn kịch bản ra bài. Tống đầu gỗ lưu lại giám định bí pháp tựa hồ có một bộ sàng lọc tuyển chọn công năng. Tỷ như trước kia sử dụng giám định bí pháp thời gian, liên quan tới một ít cùng tống đầu gỗ bản thân có quan hệ tin tức, thông qua giám định bí pháp thu hoạch thời gian, cũng sẽ bị che đậy. Mà lần này, giám định bí pháp tuyển hạng, là nhắc nhở Tống Thư Hàng kế tiếp tin tức muốn trả giá cao phi thường lớn. Có sẽ chết khả năng. Tống Thư Hàng tính một cái, bản thân phục sinh pháp khí CD còn chưa tới, nhưng mình có phục sinh đan. Vì vậy, có thể chọn một đi. Phì, coi như là thân thể của ta trước ngực phục sinh pháp khí cùng đan dược, cũng không phải là như vậy lãng phí. Não quất mới có thể chọn một. Thời điểm này, đương nhiên là lựa chọn hai á. Mặc dù đối với cùng bạch tiền bối có quan hệ giám định kết quả đặc biệt hiếu kỳ. Thế nhưng, cần giám định đồ vật đã giám định đi ra giám định kết quả đã chứng minh bạch tiền bối trí nhớ không có xảy ra vấn đề. Vì vậy, hắn hoàn toàn không cần phải bồi thường bên trên tính mạng của mình, đi đạt được thêm vào tin tức. Nhưng vào lúc này, lại một hồi đau đớn kịch liệt dâng lên. Là giám định bí pháp đại giới, Tống Thư Hàng vừa đau run rẩy, cuộn mình thành tôm càng xanh hình dáng. Đồng thời, trong đầu hắn lại hiển hiện mới tin tức. Xác định lựa chọn một đối với cái thế giới này mà nói, bạch là rất tồn tại đặc thù. Hắn độc nhất vô nhị, hắn tồn tại căn nguyên không giống người thường. Đút, cho ta nghe tiếng người, ta lựa chọn 2A. Dược hoàn. Chọn một lời nói, có thể sẽ chết. Tống Thư Hàng vừa đau vừa vội, thiếu chút nữa bị tức giận đánh ngất. Tổng hợp phân tích, có thể nếm thử tìm kiếm được bạch cố hương. Lấy đạt được càng nhiều tin tức. Không còn. Tống Thư Hàng, thì cứ như vậy, bạch tiền bối là rất tồn tại đặc thù, độc nhất vô nhị, điểm ấy chỉ cần không phải mù lòa, ai cũng có thể nhìn ra chư thiên vạn giới, người nào vận khí giống như bạch tiền bối dạng này nghịch thiên. Cứ như vậy đinh điểm tin tức, liền nghĩ để ta bạo thể mà chết. Muốn gạt ta một cái phục sinh pháp khí, nghĩ cũng đừng nghĩ, làm sao vậy, nét mặt của ngươi biến hóa vô cùng cường điệu hóa. Lại được cái gì mới tình báo? Bạch tiền bối nghi hoặc lên tiếng hỏi. Đã nhận được một ít cơ bản không có tác dụng đâu tin tức. Đau nhức đau nhức đau nhức, đúng rồi bạch tiền bối, ngươi còn nhớ kỹ cố hương của mình sao? Tống Thư Hàng một bên co quắp, một bên dùng run rẩy thanh âm dò hỏi. Cố hương của ta, bạch tiền bối sờ sờ cằm rơi vào trầm tư, có lẽ, khả năng, còn có thể tìm đến, có vấn đề gì không? Đúng vậy. Tổng hợp ta được đến giám định phản hồi kết quả, ta có một cái to gan suy đoán. Tống Thư Hàng run rẩy nói, bạch tiền bối, kỳ thật ngươi là một cái kẻ xuyên Việt. Cố hương của ngươi, rất có thể không tại chúng ta cái này thế giới cũng không tại cửu U. Bạch tiền bối, nói tóm lại, bạch tiền bối trong trí nhớ chuyện đã xảy ra không có vấn đề gì. Càng tiến một bước tin tức, chúng ta cần tìm được bạch tiền bối cố hương về sau. Mới có thể cởi bỏ càng nhiều nữa đáp án không biết. Tống Thư Hàng khó khăn theo trên mặt đất bò lên. Nỗi thống khổ của hắn nhẫn nại giá trị cộng 10. Hắn lúc này, như trước duy trì lấy xương mù hóa trạng thái, tạm thời không dám khôi phục nguyên hình. Dù sao giám định bí pháp thông báo, lại để cho trong lòng của hắn có chút bất an. Bạch tiền bối ngồi ở Tống Thư Hàng bên người, hắn một tay chống cằm, sa vào đến trong trầm tư. Cố hương sao? Tựa hồ là rất xa xôi phía trước nhớ lại. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, hắn trong lúc nhất thời vậy mà thật nhớ không nổi cố hương tọa độ, đến cùng ở địa phương nào. Quả nhiên, đẩy nữa chậm trễ bế quan đi. Bạch tiền bối nói khẽ, kế tiếp, dùng một tháng, đi tìm cố hương của ta. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, lại bế quan không muộn. Kế tiếp, bạch tiền bối, đến ngươi rồi. Tống Thư Hàng ngồi thẳng thân thể về sau, lên tiếng nói. Bạch tiền bối, không nghỉ ngơi một chút sao? Không được, thống khổ sự tình, tập trung ở cùng một chỗ, nghiến răng sống quá xuống liền tốt. Đau dài không bằng đau ngắn, Tống Thư Hàng kiên định nói. Cái kia, khiến cho ngươi thử xem đi. Bạch tiền bối duỗi ra cánh tay của mình, đưa về phía Tống Thư Hàng, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi giám định bí thuật.
Đã hiện thế Bạch Chí Nhớ là chân thực, chính xác. Cái kia, trí nhớ của hắn chẳng lẽ thật là thiên đạo Bạch xuyên tạc qua? Tống Thư Hàng lúc trước ý tưởng rất có thể, thiên đạo Bạch liền chân của hắn đều lặng lẽ cắt đứt, đối với hắn trí nhớ động tay chân thì càng có khả năng. Tống Thư Hàng đưa tay, khoác lên Bạch Tiền Bối cổ tay bên trên, lạnh buốt, giống như không có nhiệt độ cơ thể. Giám định bí pháp lần nữa thi triển ra. Một lát sau, giám định kết quả đáp lại đến Tống Thư Hàng trong đầu. Bạch, cửu u chúa tể, oanh Tống Thư Hàng nổ. Toàn bộ xương mù thân thể đều nổ tung, bốn phía phiêu tán ra, cảm giác căn bản không cách nào khép lại. Bạch Tiền Bối, làm sao lại nổ, quá đột nhiên đi. Bạch Tiền Bối, đại giới quá lớn, thân thể không chịu nổi. Bạch Tiền Bối, nhưng hắn không phải nói bản thân có thể khống chế cái này giám định bí pháp, một khi đại giới quá lớn, liền sẽ dừng lại sao? Bạch Tiền Bối, tiếp đó hai vị Bạch Tiền Bối bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn tự động đem Tống Thư Hàng tứ tán xương mù thân thể nắm trở về, một lần nữa khiến chúng nó chồng chất đến cùng một chỗ. Có thể khôi phục sao? Xích Tiêu Kiếm lên tiếng hỏi vỡ tốt triệt để, cảm giác hết thuốc chữa. Sinh mệnh khí tức còn đang ở, có lẽ có thể khôi phục. Bạch Tiền Bối nói, xương mù hình dáng Tống Thư Hàng thân thể, bắt đầu khôi phục, chủ động dung hợp đến cùng một chỗ. Cả buổi về sau, Tống Thư Hàng thân thể mới khôi phục nguyên trạng. Thiếu chút nữa cảm giác mình muốn chết rồi, Tống Thư Hàng lòng còn sợ hãi. Xích Tiêu Kiếm, làm sao đột nhiên nổ? Không biết, rõ ràng giám định bí pháp vẫn còn điểm tới hạn lúc trước, không biết vì sao đột nhiên liền nổ. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Nếu không phải xương mù hình thức hắn hiện tại đã lãng phí một lần phục sinh cơ hội. Giám định ra cái gì sao? Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Chỉ giám định ra Bạch Tiền Bối thân phận của ngươi, cửu u chúa tể. Tiếp đó ta liền nổ. Tống Thư Hàng thành thật trả lời, chỉ có thể nói, không hổ là cửu u chúa tể. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng thân thể đã khôi phục vì huyết nhục thân thể. Xương mù hình thức có thời gian hạn chế. Lần này nổ cũng quá nát. Một lần nữa hội tụ đối với linh lực tiêu hao rất lớn. Bạch Tiền Bối, các ngươi tiếp tục trò chuyện, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch Tiền Bối, đột nhiên cảm giác hơi mệt, ta trở về hạch tâm thế giới nghỉ ngơi một chút. Tống Thư Hàng nói, có việc gọi ta, dù sao cũng chính là một cái thông đạo khoảng cách. Nói xong, hắn phất phất tay, vừa sải bước ra tà liên thế giới trở lại bản thân hạch tâm thế giới. Ý niệm khẽ động, thân hình của hắn xuất hiện ở hoạt tuyền bên cạnh. Gieo thụ yêu mễ lộ lộ vị trí. Ngươi không sao chứ? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng cuộn mình trên mặt đất, cười khổ nói, đau muốn chết. Cái loại này thân thể đều giống như nổ rất thống khổ, dâng lên. Giám định Bạch Tiền Bối đại giới, quá sâu nặng. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, ta phải trước nghỉ ngơi một chút. Có việc lời nói gọi ta, Tống Thư Hàng nói ra. Ngay sau đó, đau đớn kịch liệt đưa hắn đẩy vào đến trạng thái hôn mê. Xích Tiêu Kiếm nhẹ mục nát rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Vốn đang coi là Tống Thư Hàng hôm nay từng đợt lãng, chỉ sợ dược hoàn, không nghĩ tới hắn còn sống chống đỡ trở về bản thân hạch tâm thế giới. Tống, hôm nay lại sống sót, Thư Hàng. Tống Thư Hàng lại làm giấc mộng. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, dưới tình huống bình thường hắn đã không cần giấc ngủ. Có đôi khi coi như là bởi vì tiêu hao quá lớn mà tiến vào ngủ minh tưởng trạng thái, bình thường cũng sẽ không nằm mơ. Trừ phi, là nhập mộng. Vì vậy, tại cảm giác mình lại nằm mơ về sau, Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động. Bản thân lại muốn nhập mộng sao? Vậy lần này, bản thân muốn nhập mộng đối tượng là ai? Là thiên đế còn không có chấm dứt nhập mộng trải qua? Là Tô Hiển vẫn chưa xong nhân sinh? Hay hoặc là cùng hôm nay tiếp xúc Bạch Tiền Bối? Bạch Tiền Bối có quan hệ nhập mộng. Vô luận là cái nào, đều rất tuyệt, nhất định sẽ lại để cho hắn lấy được ích lợi nhiều. Ngẫm lại cảm giác còn có chút kích thích. Tóm lại, chỉ cần không phải nhập mộng thông nương cái loại này, bị loại trên đỉnh núi mấy trăm năm trải qua, Tống Thư Hàng liền không sợ hãi. Mộng cảnh mở rộng. Đầu tiên xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt, là một cái điện thoại di động màn hình. Nhìn rất quen mắt điện thoại loại hình. Còn có điện thoại một ít chi tiết vẻ ngoài. Chờ, đây không phải là liền là điện thoại di động của ta sao? Lúc này, nhập mộng bên trong hắn đứng đắn cầm lấy điện thoại mới, tại vui lòng chơi trò chơi. Hắn tại chơi là một cái đối chiến loại hình trò chơi.
Cái trò chơi này là thông nương download, Tống Thư Hàng bản thân hầu như không có chơi đùa. Năm Thảo, không ổn. Lần này nhập mộng tựa hồ rút thăm được Hạ Hạ Ký, hắn lại nhập mộng thông nương nhân sinh. Dược hoàn. Kế tiếp hắn muốn trải qua cái gì? Thông nương bị bóp hành mầm trí nhớ sao? Mộng cảnh nội dung cốt truyện giống như máy ủi đất, san bằng giúp đỡ đẩy mạnh. Thông nương chơi rất sung, các loại cợt nhả thao tác, kỹ thuật thành thục toàn diện, tuyệt đối là cao thủ trình độ. Xem ra, lần này nhập mộng chính là muốn nhìn cái này gốc ngốc hành chơi trò chơi. Tống Thư Hàng trong lòng thở dài. Lãng phí một lần nhập mộng cơ hội. Không được. Không thể lại để cho cái này gốc ngốc hành tu luyện thiên phú tiếp tục lãng phí đi xuống. Chờ ta tỉnh ngủ, lập tức muốn đốc thúc thông nương tu luyện, đem thiên phú của nàng phát huy được. Tranh thủ để nàng trở thành cường đại yêu sùng. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên Tống Thư Hàng phát hiện có chút không đúng. Chơi điện thoại tay kia cánh tay, không giống như là thông nương bàn tay nhỏ bé, không phải nữ tính tay. Oanh, đúng lúc này, mộng cảnh hình ảnh kịch liệt run run. Tiếp đó, lật xe. Nhập mộng đối tượng trên xe. A, không tốt, phát sinh tai nạn xe cộ. Lần này thực không phải lỗi của ta, ta một mực tuân thủ lấy giao thông quy tắc. Là đối phương chính diện đánh chúng ta, ta tránh né không kịp. Đông Phương Lục Tiên Tử thanh âm vang lên. Không ổn, vậy mà tại Đông Phương Lục Tiên Tử trên xe. Vọng Thiên, Dược Hoàn. Như vậy, nhập mộng đối tượng hẳn không phải là thông nương. Gần nhất ngồi Đông Phương Lục Tiên Tử xe người, là Tạo Hóa Pháp Vương sao? Thế nhưng, Tạo Hóa Pháp Vương làm sao sẽ cầm lấy điện thoại di động của ta? Tống Thư Hàng trong lòng hiển hiện rất nhiều nghi hoặc. Không tốt, xe muốn đẻ ép, bẹp. Đông Phương Lục Tiên Tử vừa lo lắng nói. Bên cạnh, có một cỗ to lớn xe vận tải đẻ ép đến, đặt ở Đông Phương Lục Tiên Tử trên xe, trực tiếp đem xe đè dẹp. Tống Thư Hàng nhập mộng đối tượng cũng bị xe vận tải đè lại. Toàn thân bị nghiền nát cảm giác dâng lên, Tống Thư Hàng cảm động lây, thân thể một hồi kịch liệt đau nhức. Kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn, có khổ khó nói. Xem ra, không phải Tạo Hóa tiền bối. Nếu như là Tạo Hóa Pháp Vương lời nói, dựa vào cái kia mạnh mẽ nhục thân thể chất, tuyệt đối không có khả năng bị chính là một chiếc xe vận tải đè ép. Vì vậy, lần này nhập mộng đối tượng cái kia rút cuộc là người nào? Tống Thư Hàng trong lòng càng thêm tò mò. Mà lúc này, càng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Rõ ràng thân thể đều giống như bị đập vụn, nhưng nhập mộng đối tượng hai tay còn là cầm lấy điện thoại, nhanh chóng thao tác. Liền tử vong đều không thể ngăn cản hắn chơi trò chơi. Bản thân, vừa rồi tại sao bất động, thiếu chút nữa tự chết rồi à? Trong điện thoại di động, truyền ra chiến hữu thanh âm. Không có việc gì, vừa phát sinh tai nạn xe cộ, ta đã bị chết. Nhưng không cần lo lắng. Tử vong cũng ngăn không được ta thao tác, cái thanh này chúng ta thắng định rồi. Liền là thân thể muốn nát, nhưng không ảnh hưởng ta triển khai. Cái kia tiếp tục cố lên. Tiếp đó, nhập mộng đối tượng tiếp tục bắt đầu điên cuồng cợt nhả thao tác. Đây là lộn xộn cái gì trải qua? Nếu như là nhập mộng lời nói, cái này nội dung cốt truyện cũng quá sụp đổ. Lần này thật là nhập mộng sao? Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Khả năng. Lần này chính là một cái bình thường mộng cảnh. Có thể là bản thân thấy ác mộng. Trong lúc đang suy tư, lộn xộn mộng lại bắt đầu biến hóa. Đã xảy ra tai nạn xe cộ, chiếc xe kia đột nhiên biến hình, biến thành Tống Thư Hàng cơ giáp tiên thuyền. Đến nơi đây, Tống Thư Hàng rốt cuộc có thể xác định, lần này không phải nhập mộng. Liền là cái phổ thông ác mộng. Đỡ ta còn có thể lại cấp cứu một chút. Tống Thư Hàng run rẩy nói. Sau một khắc, hắn mãnh liệt mở mắt, thanh tỉnh lại. Tại hắn trong phạm vi tầm mắt, Xích Tiêu kiếm tiền bối đang tại sử dụng kiếm chui quất hắn khuôn mặt. Dừng lại, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Ngài thế nhưng là trường sinh giả thần binh, rút đến mặt nóng rát đau nhức. Tống Thư Hàng nói, hắn đưa tay muốn ngăn lại Xích Tiêu kiếm tiền bối đập mặt động tác. Thế nhưng, tay của ta đây, Tống Thư Hàng ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, tiếp đó hắn nhìn đến một bộ phim kinh dị hình ảnh. Cần bị đánh lên ngựa nhét khác cái chủng loại kia. Thân thể của hắn hóa thành một vũng máu loãng, vẻn vẹn lưu lại cái đầu. Lúc này, thân thể của hắn đang tại chậm rãi hội tụ, một lần nữa tập hợp. Đây là phục sinh đan hiệu quả. Tống Thư Hàng, Năm Thảo, ta máu chảy đầy đất a. Xích Tiêu kiếm tiền bối.
đã xảy ra chuyện gì, ta liền ngủ một giấc mà thôi à. Tống Thư Hằng cười khổ nói. Quỷ mới biết, ngươi ngủ không đầy một lát, thân thể đột nhiên liền hòa tan. Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói, nếu không phải Sở đạo hữu kịp thời điều động đại lượng hoạt tuyển chi thủy duy trì được đầu của ngươi, hiện tại ngươi liền đầu cũng bị mất. Sở các chủ tại hoạt tuyển bên trong, yên lặng thổi bong bóng. Tống Thư Hằng, chẳng lẽ là dám định bạch tiền bối đại giới, cùng cho tới bây giờ. Còn là nói, hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cái kia bắc lại bạo phát, đưa hắn nổ. May mà hôm nay mua phục sinh đan, nếu không ta phục sinh kim tệ thời gian không tới, hôm nay nhất định phải chết. Tống Thư Hằng lòng còn sợ hãi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi mua phục sinh đan hôm nay mới treo sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại bản thân mấy ngày hôm trước, trên thân phục sinh kim tệ CD không có khôi phục, vừa không có khắc phục sinh đồ vật thời gian, không phải mỗi ngày đều ương ngạnh sống sót sao? Ta lúc nào mới có thể khôi phục? Tống Thư Hằng cười khổ lên tiếng hỏi. Đoán chừng, muốn khoảng một tiếng đồng hồ đi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đoán chừng nói. Tống Thư Hằng thở dài. Lúc này, tại hệ ngân hà một khối tiểu hành tinh bên trên. Cái gì cũng có thể bán, đại lão đang vì đệ tử của mình cái gì hàng hóa đều có thể tiến tiên tử cung cấp hàng hóa. Đột nhiên, cái gì cũng có thể bán, đại lão ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía xa xôi Thái Dương hệ vị trí. Sư tôn làm sao vậy? Cái gì hàng hóa đều có thể tiến tiên tử hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Hay nha, cái gì cũng có thể bán, đại lão lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, hắn nắm thật chặt trên người mình cái mền. Cái gì hàng hóa đều có thể tiến tiên tử? Hôm nay tâm tình tốt, chúng ta cho hộ khách bớt 8%. Cái gì cũng có thể bán, đại lão cười ha hả nói. Cái gì hàng hóa đều có thể tiến tiên tử dùng kinh dị ánh mắt, nhìn qua sư phụ của mình. Nàng không có nghe sai. Sư phụ vậy mà chủ động cấp cho hộ khách bớt 8%. Hôm nay sư phụ uống lộn thuốc sao? Lúc này, cái gì cũng có thể bán, đại lão nhếch miệng lên, một mặt sung sướng. Bởi vì hắn cảm ứng được, bản thân bán cho bá Tống đạo hữu cái kia tấm phục sinh đan bị sử dụng rớt. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy bá Tống đạo hữu nổ a. Hay a, nói thật, chính hắn cũng không nghĩ tới, cái này phục sinh đan nhanh như vậy sẽ bị sử dụng. Hắn bán phục sinh đan tuyệt đối là hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, bảo đảm chất lượng. Hắn cũng không bán hàng giả, dù sao quan hệ này đến hắn chiêu bài. Bất quá, hắn tại cái kia tấm phục sinh đan tăng thêm cái nho nhỏ cảm ứng pháp thuật. Một khi viên thuốc này công năng bị kích hoạt về sau, hắn liền sẽ cảm ứng được. Phía trước một cước, hắn vừa mới đem đan dược bán cho bá Tống, chân sau bá Tống đạo hữu liền dùng đan dược. Cái này chết tiệt chết tần suất, thật lợi hại, làm cho người bội phục. Xem ra, ta phải đem bá Tống đạo hữu theo sổ đen bên trên kéo ra. Cái gì cũng có thể bán, đại lão thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng bá Tống đạo hữu có điểm giống hắn điểm xấu, gặp phải hắn sẽ không chuyện tốt. Thế nhưng, bá Tống đạo hữu đối với phục sinh pháp khí nhu cầu số lượng nhiều a. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có gặp qua giống như bá Tống đạo hữu dạng này, tại chết vấn đề này bên trên, như vậy nơm nớp lo sợ chuyên nghiệp. Theo bá Tống đạo hữu sức mạnh tăng lên, cần có phục sinh pháp khí đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao, giá cả đương nhiên cũng là nước lên giường cao. Đây là một cái tiềm lực hộ khách. Lại quan sát một thời gian ngắn, vụng trộm cùng hắn tiếp xúc một chút. Cái gì cũng có thể bán, đại lão lẩm bẩm nói. Cái gì hàng hóa đều có, tiên tử nhìn mình sư phụ biểu lộ thiên biến vạn hóa, nội tâm đùa giỡn tựa hồ rất nhiều bộ dạng. Nàng yên lặng thu hồi hàng hóa của mình, mở ra cánh cửa không gian liền bỏ chạy. Sư phụ bệnh phát, vì để tránh cho bị lây bệnh, nàng còn là sớm chút rời đi. Trong hạch tâm thế giới, Tống Thư Hằng thân thể chậm rãi ngưng tụ trở về hình thức ban đầu. Ta cảm giác, thân thể của ta tựa hồ phát sinh biến hóa. Có phải hay không hơn nhiều cái gì? Tống Thư Hằng xoay đầu lại, nhìn về phía Xích Tiêu Kiếm tiền bối cùng Sở các chủ. Ừ, ngươi rốt cuộc cảm ứng được. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, lúc trước, lơ lửng tại đây khối cây nhỏ bên cạnh có một mai cổ vu thần huyết, ta đem nó phóng tới trong thân thể của ngươi. Cổ vu thần huyết có được lấy cường hóa thân thể, củng cố tính tốt hơn năng lực hiệu quả. Thân thể của ngươi tan vỡ thành máu loãng, dung nhập cổ vu thần huyết, có thể làm cho ngươi tốc độ khôi phục tăng lên. Cảm ơn Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Tống Thư Hằng nói, nhưng hắn trong nội tâm đã có điểm đau lòng.
cái kia tấm tinh hóa cổ vu thần huyết thế nhưng là dung hợp 55 đầu thiên nhân, dùng ngón chân cũng có thể đoán được chân quý của nó. Nếu như dùng để luyện khí lời nói, nhất định có thể luyện chế ra cường lực pháp khí. Dạng này mới có thể đem nó công hiệu hoàn toàn phát huy được. Mà trực tiếp phục dụng, hiệu quả nhất định là thấp nhất. Đáng tiếc, còn ngươi nữa người nọ sắt thép hóa thân. Sở các chủ nói, người hóa thành một vũng máu loãng về sau, người cái kia tôn chỉ còn lại có nửa người sắt thép hóa thân chạy tới ngươi bên cạnh. Tiếp đó nó một cước giẫm lên vào đến ngươi rồi máu loãng bên trong, đã bị hòa tan. Tống Thư Hàng, hòa tan, thân thể ta biến thành máu loãng là vật gì, liền sắt thép hóa thân đều có thể hòa tan. Ta ngâm quần nói chuyện phiếm hóa thân a, ta vừa lấy được hóa thân, còn mới tươi sống nóng hổi, cũng còn không có tới kịp phát lên công dụng, liền không còn. Tống Thư Hàng lòng đau như cắt. Nguyên bản ấn kế hoạch của hắn, bản thể có thể tiến hành hàng ngày học tập, tu luyện. Phân thân chịu trách nhiệm trông tiệm, truyền thụ đệ tử, học tập viễn cổ ngôn ngữ. Tiếp đó sắt thép hóa thân có thể ngâm quần nói chuyện phiếm, chiếu cố hạch tâm thế giới bên trong tiên thực cùng linh thú. Chỉ là thế sự vô thường, người tính cuối cùng không bằng trời tính. Lớn như vậy một cái sắt thép hóa thân, thì cứ như vậy không còn. Tống Thư Hàng yếu ớt thở dài. Nếu không phải hắn đạo tâm kiên định, nói không chừng phải tức giận công tâm, giận ngất đi qua. Trong lúc đang suy tư, công đức xà mỹ nhân theo hắn một vũng máu trong thân thể chui ra, nàng cái đuôi vòng tại cùng một chỗ, ngồi tại Tống Thư Hàng bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt Tống Thư Hàng đầu. Tiên tử, là ở an ủi ta sao? Cảm ơn lời hứa cùng chờ đợi tiên tử. Tống Thư Hàng bị cảm động đến. Tiên tử có đôi khi cũng hiểu lắm ấm áp lòng người. Lúc này, tạo hóa tiên tử cũng hiện thân, lấy đồng dạng tư thế bên cạnh ngồi ở Tống Thư Hàng một bên kia, đồng dạng đưa tay vuốt Tống Thư Hàng đầu. Tống Thư Hàng, làm sao cảm giác như là hai cái sủng vật tại tranh thủ tình cảm. Trong lúc đang suy tư, tạo hóa tiên tử mở miệng. Nàng dùng ca sướng thanh âm nói, muốn cái chết kiểu gì đi, muốn chết như thế nào. Đối diện công đức xà mỹ nhân tiếp lời nói, cho ngươi 10 giây, muốn cái chết kiểu gì. Tống Thư Hàng, ngay sau đó, hai vị tiên tử đồng thời đứng dậy, một trái một phải vây quanh Tống Thư Hàng. Tiên tử cái đuôi dựng thẳng thẳng tắp, thật dài cái đuôi dựng thẳng thành một đường, dùng chóp đuôi chống mặt đất. Tạo hóa tiên tử chân trái nâng lên, kim kê độc lập. Hai vị tiên tử cùng chung bạch hạc lưỡng xí, dùng Tống Thư Hàng thanh âm phát ra tiếng, thoải mái. Thoải mái đến chết, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Lúc tiên tử gặp gỡ tạo hóa tiên tử về sau, hai vị tiên tử tầm đó lẫn nhau cạnh tranh lại tỉnh táo tương thích, ngẫu nhiên còn sẽ lẫn nhau hợp tác. Tống Thư Hàng nghẹo đầu, một mặt sinh không thể luyến. Hắn vậy mà sẽ bị công đức xà mỹ nhân cảm động, quả thực quá ngu xuẩn. Bởi vì có tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân tại bên cạnh bão tố đùa giỡn, dài dòng buồn chán thân thể đoàn tụ thời gian, bất chi bất giác liền vượt qua. Tống Thư Hàng nhục thân khôi phục như lúc ban đầu. Công đức xà mỹ nhân lấy ra cái kia bạch tiền bối đưa tặng cái mền, vì Tống Thư Hàng phủ thêm. Cảm giác thế nào, thân thể có khác thường sao? Xích Tiêu kiếm tiền bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, trước mắt xem ra không có vấn đề, cái gì cũng có thể bán đại lão phục sinh đan hiệu quả phi thường cường đại. Ngoại trừ có chút yếu ớt bên ngoài, không có cái gì di chứng. Thậm chí ngay cả lúc trước giám định hai vị bạch tiền bối đại giới thống khổ, đều biến mất không thấy. Mặt khác, có thể là Xích Tiêu kiếm tiền bối đem cổ vu thần huyết quét vào thân thể của hắn nguyên nhân, Tống Thư Hàng phát hiện nhục thể của mình tựa hồ còn trở nên mạnh mẽ một ít. Hắn tâm niệm vừa động, vận hành nho ra kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công. Đầu tiên, một cái to lớn thánh viên hiện thân. Đây là bạch tiền bối đưa thánh viên, đặc biệt cường tráng cùng to lớn. Ngay sau đó, lại có 23 đầu viễn cổ thánh viên lần lượt hiển hiện. Mỗi một cái thánh viên trong tay, còn bưng lấy một quyển nho ra kinh văn. Quả nhiên trở nên mạnh mẽ, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Lúc trước, hắn là 21 đầu viễn cổ thánh viên số lượng, hiện tại tăng thêm 3 đầu. Cổ vu thần huyết thật sự là đồ tốt, đối với thể chất củng cố, dựng xào thấy bóng. Bởi vì thánh viên số lượng biến thành 24 đầu, thánh viên không cách nào nữa lấy hình chữ nhân, gen, xếp đặt. Lần này, thánh viên nhóm xếp thành một cái hình tam giác. Lớn nhất thánh viên là đỉnh tam giác, khác 23 đầu thánh viên kết thành hình tam giác cân. Ngoại trừ thể chất củng cố bên ngoài,
Tống Thư Hàng không có phát hiện mình thân thể có mặt khác biến hóa. Hắn sắt thép hóa thân, hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Cứ như vậy hoàn toàn không thấy. Tống Thư Hàng nội thị qua toàn thân mình, đều không có tìm được sắt thép hóa thân bóng dáng. Chẳng lẽ, là ngươi? Tống Thư Hàng nhanh chóng đem ý thức đưa vào bản thân kình đan bên trong. Dù sao gia hỏa này có phía trước động tác. Có phải hay không gia hỏa này lại quên mất bị công đức xà mỹ nhân bàn tay nhỏ bé chi phối sợ hãi, lại đem máy móc hạch tâm lò phản ứng nuốt. Nhưng ý thức của hắn đưa vào kình đan, phát hiện kình đan cùng trước kia không có biến hóa. Bụng của nó cũng không có bành trướng, chỉ là lẳng lặng nằm ở đan điền của hắn bên trong. Không phải phì kình kim đan, ta đây sắt thép hóa thân đi đâu rồi, có muốn hay không cho mình tới đây một phát giám định thuật. Tống Thư Hàng tay phải dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá hắn rất nhanh khắc chế cho mình tới đây một phát giám định bí pháp xúc động. Phục sinh đan vừa sử dụng hết, ngộ nhỡ hiện tại thúc dục giám định bí pháp, thân thể lại nổ làm sao bây giờ? Xem ra, thân thể của ngươi không có vấn đề. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối lên tiếng nói. Sở các chủ, hơn nữa, tựa hồ còn trở nên mạnh mẽ một chút. Lại nói, ngươi bây giờ trở nên mạnh mẽ đã dựa vào chết tới đây đã đạt thành sao? Làm sao có thể a? Tống Thư Hàng phiền não nói. Hắn đứng dậy, theo hạch tâm thế giới lại cuốn một bộ quần áo đến, thay đổi. Lại đem bạo thể phía sau rơi xuống lắc tay pháp khí, điện thoại, giới chỉ các loại đồ vật lấy ra để đổi bên trên. Muốn đi mua quần áo, Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, nhìn xuống thời gian. Đã là 4 giờ chiều. Thời gian bên trên coi như đầy đủ, dạo phố lời nói, có lẽ còn tới kịp. Tống Thư Hàng nói thầm. Hiện tại hắn hạch tâm thế giới tọa độ tại Lan Tây đảo muốn mua sắm lời nói rất đơn giản. Muốn không, thừa dịp Bạch Tiền Bối không có trở về lúc trước, chúng ta đi ra ngoài trước đi dạo một vòng. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tiếp đó hắn nhìn một vòng. Sở các chủ chỉ còn cái đầu. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử, trở về đến trong cơ thể hắn, không có muốn bồi hắn cùng một chỗ dạo phố ý tứ. Xà mỹ nhân tại trở về lúc. Còn thuận tay đem Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nuốt. Duy nhất có thể bồi Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối cũng không còn. Chẳng lẽ ta muốn đi tìm Thông Nương? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Chuyện gì? Đang khi nói chuyện, Quy Tiền Bối mang theo Thông Nương chậm rãi hướng bên này bỏ tới đây. Quy Tiền Bối, ta ngửi thấy mùi máu tươi, cứ tới đây nhìn một cái. Quả nhiên, là Thư Hàng ngươi lại nổ. Tìm ta chuyện gì? Thông Nương lên tiếng hỏi. Ánh mắt của nàng tập trung điện thoại của Tống Thư Hàng. Đi đi dạo cái phố. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không muốn, dạo phố nào có chỗ ở trong nhà thú vị. Thông Nương trả lời. Tống Thư Hàng, cái này phế hành, thật sự có trở thành thiên đạo tư chất. Xích Tiêu Tử Tiền Bối, không phải mù đi. Ra mua tới cho ngươi cái điện thoại di động, ngươi cũng là lúc có được thuộc về điện thoại di động của mình. Mặt khác, cho Quy Tiền Bối các ngươi đều phối một cái. Thuận tiện liên hệ. Còn phải cho Khôi Lỗi tiên tử cùng Âm Trúc đều chuẩn bị một cái. Tống Thư Hàng nói. Thông Nương nghe vậy, lập tức theo Quy Tiền Bối vỏ bọc bên trên nhảy xuống. Sau đó nàng hiện ra hình người, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, dạo phố cực kỳ có thú vị, chúng ta lập tức liền đi dạo phố đi. Quy Tiền Bối, đang khi nói chuyện, hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới thông đạo mở ra. Bạch Tiền Bối theo tà liên thế giới bên trong bước ra. Tại hắn sau lưng, Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng phất tay, lần tới gặp A, lần tới chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, chờ mong lần tới gặp lại. Tống Thư Hàng, làm sao cảm giác hắn rời đi trong khoảng thời gian này, hai vị Bạch Tiền Bối tình cảm nhanh chóng nóng lên, đã thành hảo hữu cảm giác. Bạch Tiền Bối rơi xuống Tống Thư Hàng phía sau người, đưa tay đem một cái điện thoại di động hình dáng đồ vật ném cho Tống Thư Hàng. Đúng là cái kia ma lực máy nạp tiền. Ồ, Bạch Tiền Bối ngươi không nghiên cứu cái này. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch Tiền Bối lại khẽ vươn tay, ném đi cái ma lực máy nạp tiền cho Thông Nương. Tống Thư Hàng, đã nghiên cứu đã xong, ta cùng Thỏ Trắng đạo hữu vừa rồi đem ma lực máy nạp tiền nghiên cứu thuyền trưởng, còn nghiên cứu chế tạo ra một đống phỏng chế. Bất quá, trước mắt như thế nào cho ma lực máy nạp tiền là một vấn đề. Vô luận là linh lực, linh thạch, cửu u năng lượng còn là pháp lực vân. Phân năng lượng, đều không thể vì ma lực máy nạp tiền năng lực. Thỏ Trắng đạo hữu dựa vào hắn cửu u chúa tể quyền năng,
ngược lại là có thể cưỡng chế đem cửu u tà năng chuyển hóa làm ma lực máy nạp tiền năng lượng, tạm thời để dành. Bất quá, luôn cảm giác còn thiếu ít ít đồ. Bạch tiền bối nói. Nạp tiền tựa hồ cần hắc long linh thạch có thể là một loại đặc thù năng lượng. Tống Thư Hàng trả lời. Không chỉ là hắc long linh thạch nguyên nhân, ta cùng thỏ trắng đạo hữu thảo luận qua, ngoại trừ năng lượng ngoài, có lẽ còn thiếu một cái cùng loại tín hiệu internet các loại kết cấu đồ vật. Ma lực máy nạp tiền, muốn lợi dụng cái kia tín hiệu internet đạt được pháp thuật thi triển quyền hạn. Hẳn là một cái tương đối kết cấu phức tạp, Bạch tiền bối nói. Ta làm sao cảm giác thứ này càng lúc càng giống điện thoại. Ngoại trừ pin sạc pin bên ngoài, nó còn cần nạp thoại phí, còn cần có thẻ SIM liên nhập mạng lưới thông tin lạc mới có thể tiến hành sử dụng. Tống Thư Hàng nói. Chính là loại này cảm giác, Bạch tiền bối nói, cái này mấy cái ma lực máy nạp tiền trong, tạm thời từ thỏ trắng đạo hữu cưỡng ép chuyển hóa một chút năng lượng. Các ngươi có thể cầm lấy vui đùa một chút, có thể phóng thích 9 cái ngũ phẩm pháp thuật. Tống Thư Hàng, cái kia, có thể đem nó cùng điện thoại kết hợp lại sao? Có ý tưởng, lần tới ta thử xem. Bạch tiền bối vui mừng nói, mặt khác, ngoại trừ cái này ma lực máy nạp tiền bên ngoài, chúng ta còn đang ở nghiên cứu mấy thứ khác. Cái kia có thể phá giải một vị khác cửu u chúa tể chế tác tà năng virus dược tề. Còn có cái kia mở to mắt con người tinh cầu kim loại trái tim, chúng ta cũng nghiên cứu cùng phá giải nó cấu tạo. Qua chút thời gian có thể sáng tác ra phỏng chế tới đây. Liền chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa chúng ta cũng nghiên cứu một lần. Cuối cùng, ta cũng đem chế tác duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản phương pháp, dạy cho thỏ trắng đạo hữu. Hôm nay thật là làm cho người cảm thấy mỹ mãn. Hai vị bạch tiền bối, tại nhắc lại đồ vật cùng nghiên cứu hạng mục công việc bên trên, đã đạt thành chung nhận thức. Đây cũng là hai vị tình cảm kịch liệt nóng lên nguyên nhân. Nói lên cái này. Trong tay của ta còn có mấy cái thiên nhân máy phi hành đến lúc đó bạch tiền bối ngươi xem một chút có hứng thú hay không. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, tốt, lần tới nhìn xem. Đúng rồi, kế tiếp ngươi có cái gì an bài. Ta nghĩ mua mấy bộ quần áo, lại mua mấy cái điện thoại, cuối cùng lại lưu ít tiền, cho thông nương lập cái tài khoản, cung cấp nàng chi tiêu sử dụng. Tiếp đó đem thiên nhân đổi thành linh thạch cùng điểm tích lũy, không kém nhiều. Tống Thư Hàng trả lời. Cái kia đi, đi trước đem chuyện của ngươi giải quyết thỏa đáng. Tiếp đó, chờ đêm nay rạng sáng thời gian, ta mang bọn ngươi đi cái kia hỗn loạn hải vực di tích trong dạo chơi. Ma lực máy nạp tiền là từ chỗ đó tìm được, nói không chừng có thể tìm tới điểm manh mối. Bạch tiền bối nói. Hạch tâm thế giới cửa ra ngay tại Lan Tây đảo phòng ăn. Tống Thư Hàng phân thân lưu lại hạch tâm thế giới chiếu cố vô hình đao cổ, quản lý hạch tâm thế giới. Bản thể cùng bạch tiền bối. Thông nương cùng một chỗ bước ra hạch tâm thế giới. Vừa ra tới thời gian, Tống Thư Hàng phát hiện Sở Sở đứng đắn treo phòng ăn nóc nhà, tựa hồ tại sửa chữa nóc nhà. Sở Sở, người biết sửa chữa phòng ở. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Sở Sở cúi đầu xuống, nhoẻn miệng cười, sư phụ, ta chỉ là cho cái này nóc phòng thêm mấy cái cố định cùng củng cố tác dụng trận pháp. Dự báo thời tiết nói rõ ngày kia, Lan Tây đảo sẽ có bão, ta làm chút ít phòng bị. Vất vả ngươi rồi, Tống Thư Hàng nói, đúng rồi, có muốn hay không đi ra ngoài dạo phố? Ta còn có việc, cũng không đi. Đúng rồi sư phụ, người dạo phố lúc thay ta mua một ít tài liệu, danh sách ta đặt ở quầy thu ngân vị trí. Sở Sở nói, Lan Tây đảo nàng đi dạo nhiều lần, đã đi dạo có chút nhàm chán. Hơn nữa, hôm nay bạch tiền bối nhìn qua tâm tình rất tốt, lúc nào cũng đang cười. Mị lực quá lớn, trực giác của nàng nói cho nàng biết. Hôm nay muốn tránh đi bạch tiền bối một chút khoảng cách. Tống Thư Hàng, được rồi, vậy ngươi lưu lại giữ nhà. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối, thông nương ba người mở ra phòng ăn cỗ, hướng sát vách mua sắm phố đi. Xem ra, Sở Sở tại thiên trù một đạo bên trên quả thực có thiên phú, bạch tiền bối, biệt tuyết tiên cơ chỗ đó bây giờ còn thiếu đệ tử không? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Ngươi muốn đem Sở Sở đưa qua, bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu, nói, ta nghĩ lại để cho Sở Sở đến biệt tuyết tiên cơ chỗ đó du học một thời gian ngắn. Ừ, nhưng ta gần nhất không có cùng biệt tuyết nói chuyện phiếm, cũng không rõ ràng lắm nàng nơi đó là không phải thiếu lâm thời đệ tử. Bạch tiền bối suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên nhãn tình sáng lên nói, đúng rồi Thư Hàng, người có thể mời thỏ trắng đạo hữu đi cùng biệt tuyết tiên tử giao lưu một chút, biện pháp tin tức. Thuận tiện lấy,
lại để cho Biệt Tuyết tiên tử có cơ hội đem tài nấu nướng của mình bày ra cho thỏ trắng đạo hữu. Biệt Tuyết tiên cơ chủ nghệ, nhất định có thể làm thỏ trắng đạo hữu thỏa mãn. Ta làm sao cảm giác Bạch tiền bối ngài tại ném nồi? Tống Thư Hàng nói. Bất quá. Hay a à, lần tới có rảnh hắn có thể mời Bạch tiền bối ăn một bữa cơm, mời khách địa điểm liền là Biệt Tuyết tiên cơ cái kia. Nói không chừng hắn còn có thể miễn phí cọ dừng lại tiên chân yến gì gì đó. Ý kiến hay. Chúng ta có thể đừng trò chuyện Biệt Tuyết tiên cơ cái đề tài này sao? Bên cạnh, Thông Nương sợ hãi nói thật, nàng đối với vị kia cao gầy Biệt Tuyết tiên tử có bóng ma trong lòng, đó là khắc tinh của nàng. Mặt khác, chúng ta tốc độ có thể hay không nhanh lên, này phố mỹ thực, để ta rất không được tự nhiên. Thông Nương lại nói. Phố mỹ thực trong không khí, bay tới trận trận mùi thơm. Đủ loại kiểu dáng các quốc gia mỹ thực đều có thể tại Lan Tây đảo phố mỹ thực bên trên tìm được. Xa hoa, phổ thông thậm chí ngay cả ven đường bãi nhỏ mỹ thực đều có tỉ như, bánh rán hành, nổ hành ngon miệng nghìn tầng bánh, hành ngon miệng bánh quai trèo, hành bánh nhân thịt sủi cảo. Phóng nhãn nhìn lại, thường xuyên có thể thấy bãi nhỏ bãi chủ thuần thục móc ra mấy cây hành lá, dao phay như bay, ba 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 đem hành lá bầm thây vạn đoạn. Thông Nương lệ rơi đầy mặt. Tàn nhẫn độ cực cao. Tống Thư Hàng, thở dài về sau. Tống Thư Hàng đối với Thông Nương nói, Thông Nương, kế tiếp ngươi cũng không có thể lại cá ướp muối sống qua ngày. Ta cho rằng ngươi có lẽ muốn một lần nữa bắt đầu cố gắng tu luyện. Bạch tiền bối nhìn Thông Nương liếc, nói, ừ, xác thực. Dù sao cũng là một cây có khả năng chứng đạo làm thiên đạo yêu tinh, tiềm lực to lớn. Tu luyện lời nói, ta mỗi ngày đều có tại làm a. Thông Nương nói, thiên khấp bảo điển cùng cửu tu phượng hoàng đao, ta đều có tại luyện thật giỏi. Mỗi ngày đều sẽ tất cả rút ra một giờ. Cộng lại 2 giờ thời gian tu luyện, quá ít, 2 giờ thời gian tu luyện quá ngắn. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, người đương nhiên muốn càng nghiêm khắc yêu cầu mình, tuyệt đối không thể lãng phí thiên phú của mình. Dù sao, tu luyện của ngươi thiên phú ít nhất là gấp ta 4,5 lần. Ha ha, Thông Nương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, tu luyện của ta thiên phú là gấp ngươi 4,5 lần. Ngươi cũng đừng gạt ta. Lời này thế nhưng là Xích Tiêu kiếm tiền bối chính miệng nói. Tống Thư Hàng nói. Thông Nương sờ sờ cằm suy tư, nói như vậy lời nói, người hơn một tháng có thể thăng một cấp, ta đây chẳng phải là một tuần lễ có thể thăng một cấp. Một tháng sau, ta có thể phản siêu ngươi rồi. Hai tháng sau, ta có thể đem ngươi đè xuống đất cọ sát. Tống Thư Hàng, ta nghĩ, thăng cấp phép tính hẳn không phải là như vậy tính toán. Ta đây đại khái bao lâu có thể thăng một cấp? Thông Nương lên tiếng hỏi. Ngươi bây giờ cảnh giới thấp, chính xác tu luyện lời nói, 10 năm trái phải có thể tấn chức độ kiếp rồi. Bạch tiền bối nói. 10 năm, Thông Nương duỗi ra bản thân xanh nhạt bàn tay nhỏ bé, nhìn qua 10 ngón tay, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, một tháng. Đại lừa gạt, ngươi cho rằng ta chưa từng học qua toán học A. 10 năm tấn chức cấp 1 làm sao lại so với một tháng tấn chức cấp 1 mạnh mẽ ra 4,5 lần à? Cái này 4,5 lần như thế nào tính ra, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút ha. Tóm lại, tu luyện của ngươi thiên phú rất mạnh, không thể lãng phí. Gần nhất ta sẽ thay ngươi định chế, hàng đặt theo yêu cầu tu luyện kế hoạch, không thể để cho ngươi lại như vậy chán trường xuống dưới. Tống Thư Hàng nói. Thông Nương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, ta có một vấn đề. Nói, Tống Thư Hàng nói. Thông Nương, ta mỗi ngày ít nhất tu luyện 2 giờ. Người thì sao? Tống Thư Hàng bước chân dừng lại, cứng lại rồi. Cái này gốc ngốc hành, mỗi ngày ít nhất tu luyện 2 giờ. Ta đây đây, Tống Thư Hàng bắt đầu nhớ lại bản thân gần nhất thời gian tu luyện. Nói thật, hắn tu luyện rất chăm chỉ. Chỉ cần không làm gì, hắn liền sẽ nghĩ phương pháp nghĩ cách tu luyện. Vấn đề là, hắn gần nhất có thời gian rảnh cũng không nhiều. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn lại hướng Thông Nương, nhếch miệng lên, ta mỗi ngày. Chỉ cần một rảnh rỗi, liền sẽ lập tức tiến hành tu luyện. Chỉ cần có rảnh rỗi, ta liền tuyệt đối không lãng phí thời gian. Bởi vì giảng là lớn lời nói thật, Tống Thư Hàng có thể lẽ thẳng khí hùng. Thông Nương, chỉ cần một rảnh rỗi, liền sẽ lập tức tiến hành tu luyện. Đây quả thực là tu luyện cuồng được không? Có lẽ, ta thật muốn bắt đầu cố gắng tu tiên. Thông Nương thầm nghĩ trong lòng. Tống Thư Hàng hài lòng xoay đầu lại rất tốt, lừa dối ở. Tiếp đó, chờ nghỉ đông, hắn chuẩn bị nếm thử tiến hành thời hạn một tháng đại bế quan.
thân là ngũ phẩm linh hoàng, hắn liền một tháng bế quan đều không có thử qua, nói ra đều mất mặt. Mang theo bạch tiền bối mua sắm, tựa như tùy thân mang theo một tấm vạn năng chiết khấu thẻ ưu đãi. Cái thế giới này hoàn toàn là xem mặt thế giới. Mang theo tiền bối đi mua điện thoại thời gian, Tống Thư Hàng đều không cần có kè mặc cả, chỉ cần mang theo bạch tiền bối cùng thông nương hướng cái kia một chạm, chỉ ra bản thân muốn mấy cái điện thoại, muốn cái gì loại hình, chủ tiệm liền hào sảng cho cái tiếp cận nhập hàng giá cả. Tống Thư Hàng một hơi mua 16 cái điện thoại di động. Thông nương, quy tiền bối, sở các chủ, khôi lỗi tiên tử, tiểu âm chúc tất cả một cái. Còn có một đầu, là cho Tô Thị A thập lục chuẩn bị, điện thoại di động của nàng cũng bể rồi. Tiếp đó còn có 10 con, là mua đến cho bạch tiền bối thí nghiệm cần thiết. Bạch tiền bối muốn thử xem có thể hay không đem ma lực máy nạp tiền cùng điện thoại kết hợp đến cùng một chỗ. Mang theo một dương lớn điện thoại, Tống Thư Hàng cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tiếp đó còn có tiệm bán quần áo, sở sở cần nguyên liệu nấu ăn thị trường. Mua cái gì đều là giá thấp nhất, quả thực thoải mái đến không được. Đợi buổi tối, đem thiên nhân đổi thành linh thạch cùng điểm tích lũy lúc, tốt nhất cũng làm cho bạch tiền bối tại bên cạnh tọa chấn. Bạch tiền bối cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi ở bên cạnh uống trà là được. Đến lúc đó, cái kia lục phẩm thiên nhân nhất định có thể bán ra cái giá tốt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tứ phẩm thiên nhân cùng ngũ phẩm thiên nhân giá đã định chết rồi, nhưng lục phẩm thiên nhân giá chỉ chưa có xác định, cần trải qua kiểm hàng, mới có thể cho ra cái thích hợp giá cả tới đây. Thay thông nương tài khoản nạp tiền sự tình, phải đợi trở về Hoa Hạ vị trí, Tống Thư Hàng cần đem một bộ phận tiền mặt lưu vào ngân hàng. Mặc dù nói, kế tiếp muốn thay thông nương an bài tu luyện kế hoạch. Bất quá lúc trước đã đáp ứng nàng, cấp cho nàng tài khoản nạp tiền. Vì vậy, ước định sự tình hay là muốn làm được. Dù sao, thông nương kế tiếp cũng không có bao nhiêu thời gian chơi trò chơi. Lan Tây đảo bên trên sự tình xử lý xong về sau, Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối lên đường trở về Giang Nam khu, cùng tiểu khả tiên tử ước hẹn giao dịch địa điểm là ở Dược Sư Cao Ốc. Tống Thư Hàng phân thân cùng sở sở trông coi phòng ăn. Hồi trình lúc, bạch tiền bối cũng không có dùng không gian năng lực. Hắn lấy ra một chiếc kiểu mới tiên toa, đây là nghiên cứu bạch cái kia trong nước chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa về sau, phỏng chế đi ra tiên toa. Bạch tiền bối muốn thử xem cái này tiên toa tính năng. Tiên toa phóng lên trời. Tốc độ này, tuyệt đối là tại cùng tử thần hợp lực mà chạy. Ngồi ở đây phi toa bên trên thời gian, Tống Thư Hàng cảm giác mình ở vào sống và chết giao giới điểm, tùy thời đều có thể sẽ chết. Phi toa tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch tiền bối tiến nhập sung vui mừng trạng thái. Tống Thư Hàng, nhưng lại không biết từ lúc nào, lại đã ngủ. Là ngủ đi qua, tuyệt đối không phải là bởi vì chứng sợ tốc độ đánh ngất mê. Dù sao tiên toa có vỏ bọc, cảm giác an toàn 10 phần, Tống Thư Hàng cũng rất ưa thích loại này điều khiển tiên toa cấp tốc phi hành kích thích cảm giác. Trong giấc ngủ, Tống Thư Hàng lại làm giấc mộng. Bất quá có buổi sáng kinh nghiệm về sau, Tống Thư Hàng không có lập tức cho là mình là ở nhập mộng. Hắn vốn là bắt đầu cân nhắc mộng cảnh nội dung cốt truyện mở rộng. Trong mộng cảnh, có một đạo thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt. Là Nho Gia Thánh Nhân. Thánh Nhân lúc này chân đạp hư không, đạp tường vân. Hắn tay trái cầm một cuốn quyển sách, một bên tại trong hư không dạo bước, một bên tại đọc lấy quyển sách bên trên nội dung. Mà Tống Thư Hàng thị giác, một mực đi theo Thánh Nhân sau lưng. Đi tới, Thánh Nhân đột nhiên dừng lại. Ta phát hiện, ta nhìn là mang thai còn có chỗ thiếu hụt, một cái rất lớn sơ sẩy. Thánh Nhân đột nhiên nói. Tống Thư Hàng, nhìn là mang thai có sơ sẩy. Không cách nào đem con sinh hạ tới đây. Cái dám đấy, muốn thực đem con sinh hạ tới đây, cái kia cái bí pháp này liền quá tất tất tất. Nữ tử mang thai lúc, sẽ có song bào thai khả năng. Nhưng nhìn là mang thai, lại chỉ có thể làm cho cơ thể người nghiệm đơn thai mang thai, không cách nào thể nghiệm song bào thai gian khổ. Thánh Nhân chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, Thánh Nhân ngài muốn ăn thuốc, thật, không lừa ngươi. Hiện tại đi ăn thuốc, ngài còn có thể cấp cứu một chút. Vì vậy, ta vừa rồi tại nếm thử dùng hai con mắt đồng thời phóng ra tình thương của mẹ ngưng mắt nhìn tựa như dạng này. Thánh Nhân nói. Cặp mắt của hắn bên trong, đồng thời chợt hiện một tia quỷ dị ánh sáng. Đừng, Thánh Nhân, con mắt của ngài đừng nhìn chòng chọc hướng ta. Áp lực núi cực lớn.
coi như là đang ở trong mộng, cho dù là tại nhập mộng, Tống Thư Hàng cũng hoàn toàn không muốn bị thánh nhân hai mắt nhìn thẳng. Nếu như đây là nhập mộng lời nói, vậy rất có thể là tạo hóa tiên tử trải qua. Trên người hắn bây giờ cùng thánh nhân có liên quan, cũng chỉ có tạo hóa tiên tử. Một phát nhìn là mang thai đã rất đáng sợ, hiện tại thánh nhân hai con mắt đồng thời tản ra quỷ dị hào quang, Tống Thư Hàng cảm giác mình hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Thánh nhân đã triệt để hết thuốc chữa. Ta không muốn bị song bào thai ngưng mắt nhìn chúng mục tiêu a. Tống Thư Hàng theo bản năng giằng co, hai chân dùng sức đạp một cái. Tiếp đó, hắn liền tỉnh. Ồ, tỉnh, không phải nhập mộng, Tống Thư Hàng trong lòng lập tức có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhập mộng lời nói, cũng không phải là muốn tỉnh có thể tỉnh. Cũng may là phổ thông mộng. Bất quá, hôm nay làm sao lên nằm mơ, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Lấy hắn tu vi hiện tại, nằm mơ loại chuyện này cơ bản đã sẽ không phát sinh. Nhưng hôm nay đã lên hai phát quỷ dị mộng cảnh. Phát đầu tiên trong mộng cảnh, hắn bị xe triển vỡ, sau khi tỉnh lại. Hắn phục sinh đan liền xong đời. Vậy lần này mộng cảnh phía sau đây, Tống Thư Hàng nhanh chóng tiến nhập nội thị trạng thái. Tiếp đó hắn trước tiên đem thần thức đưa vào phỉ kình kim đan bên trong. Trong mộng cảnh, thánh nhân cái kia song bào thai ngưng mắt nhìn lại để cho hắn lập tức liền nhớ lại bản thân phỉ kình kim đan. Dù sao có vết xe đổ. Bất quá, phỉ kình kim đan như trước nằm sấp trong đan điền, không có khác thường. Tống Thư Hàng cố ý đảo qua bụng của nó, không có mang thai dấu hiệu. Thế nhưng Tống Thư Hàng vẫn là không yên lòng. Dù sao, sắt thép hóa thân cùng hạch tâm lò phản ứng lăng không còn, lớn nhất khả năng liền là tiến nhập đến kình đan bên trong đi. Vậy là, Tống Thư Hàng chuẩn bị cẩn thận lại quan sát một chút bản thân kình đan. Đến, lúc này, Bạch Tiền Bối một cước phanh lại. Phi toa mãnh liệt một cái tạm dừng, Tống Thư Hàng thân thể về phía trước đánh tới, thiếu chút nữa muốn theo phi toa bên trong ném bắn đi ra. Lên xe nhớ kỹ nịt dây nịt an toàn, Bạch Tiền Bối xoay đầu lại nói. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, ta ngược lại là muốn hệ A. Nhưng người cái này phi toa căn bản cũng không có dây an toàn loại đồ chơi này được không? Ngươi vừa rồi thấy ác mộng, Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng thở dài, a, coi như là một cái ác mộng. Ta mơ tới Nho Gia Thánh Nhân cùng ta cùng một chỗ trên không trung bay lên. Tiếp đó hắn đột nhiên nhắc tới nhìn là mang thai cùng song bào thai lý luật, còn muốn cho ta tới đây một phát song bào thai nhìn là mang thai. Ngày suy nghĩ, đêm nằm mơ, Bạch Tiền Bối nói, Thư Hàng. Ngươi là muốn hài tử. Tính tính toán toán tuổi, ngươi cũng đến cái tuổi này. Làm sao có thể sẽ có ý nghĩ như vậy a? Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Hơn nữa, ta mới 18 tuổi chẵn, căn bản không có muốn sinh đứa bé ý tưởng. Nghĩ như vậy lúc, đầu óc hắn đột nhiên không hiểu thấu nhớ tới Lý Âm Trúc. Tống Thư Hàng, màn đêm buông xuống Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối cũng xếp hàng ngồi, giữa hai người để đó một bình thiên trà. Hai người đang chờ tiểu khả tiên tử cùng nàng an bài đạo hữu đến tận cửa thu thiên nhân. Mặt khác, thừa dịp Bạch Tiền Bối có rảnh, Tống Thư Hàng đem bản thân lúc tu luyện điểm đáng ngờ từng cái đưa ra. Gần nhất hắn đối với đạo ý đã có càng sâu hiểu rõ, cảm giác đạo ý của mình lột xác sắp tới. Vì vậy hắn đứng đắn hướng Bạch Tiền Bối lĩnh giáo đạo ý bên trên vấn đề. Tuy rằng Bạch Tiền Bối tu luyện là kiếm ý nhưng đạo ý kiếm ý tại ở phương diện khác là chung. Ta cảm giác ta đạo ý sẽ lột xác thành cường lực sát thương hình đạo ý. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đạo ý hình thái thứ nhất là đạo ý khôi giáp. Cái kia hình thái thứ hai, nhất định là cường lực sát thương hình được. Cường lực sát thương hình đạo ý, một chút đặc sắc cũng không có. Còn không bằng đổi thành nghiền ép sát thương hình. Bạch Tiền Bối một bên hồi phục Tống Thư Hàng, bên kia tại sửa đổi trong tay vài con điện thoại. Nghiền ép thương tổn. Tống Thư Hàng não bổ xuống tiếp đó hắn trước tiên liền nghĩ đến Đông Phương Lục Tiên Tử chiến xa. Triển đè thương tổn hình đao ý, bánh xe đao ý. Ta còn là muốn chính xác điểm đao ý. Tống Thư Hàng thở dài nói. Lúc này, điện thoại của Tống Thư Hàng vang lên. Là Tiểu Khả Tiên Tử gọi điện thoại tới. Bá Đao Tiền Bối, ngài đang ở nhà sao? Công việc của chúng ta nhân viên lập tức muốn đến. Tiểu Khả Tiên Tử nói. Tống Thư Hàng, ở nhà. Các ngươi đã tới gõ cửa là được. Tốt, Bá Đao Tiền Bối. Ta đi thuật lại cho nhân viên công tác, Tiểu Khả Tiên Tử nói. Tống Thư Hàng, ồ, Tiểu Khả Tiên Tử chính ngươi không đến.
Bá Đao tiền bối, ta chỉ là chịu trách nhiệm nghe điện thoại phục vụ. Không chịu trách nhiệm đưa hàng cùng tới cửa thu hàng, cũng không chịu trách nhiệm dạy bảo Viễn Cổ ngôn ngữ. Tiểu Khả tiên tử chân thành nói. Tống Thư Hàng, đinh đinh dưới lầu truyền đến chuông cửa thanh âm. Tới, Tống Thư Hàng mở cửa sổ ra, thả người nhảy, theo lầu 4 vị trí nhảy lên tới. Dược sư cao ốc chung quanh trên vài từng tầng một phòng ngự trận pháp cùng huyễn thuật trận pháp, vì vậy Tống Thư Hàng hàng ngày nhảy lầu cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Sau khi rơi xuống đất, Tống Thư Hàng mở ra đại môn. Ngoài cửa, có một cỗ dài hơn xe container dừng lại. Theo trên xe có 6 cái cao lớn cường tráng tu sĩ nhảy xuống tới. Xin chào, bá Đao Tiền. A, à, bá Tống, chịu trách nhiệm giao lưu cái vị kia tu sĩ, kêu sợ hãi lên tiếng tới đây. Thiên nhân nhóm có mặt đuôi mù chứng, nhưng hắn cũng không có. Hắn thế nhưng là một mực nhớ kỹ bá Tống Huyền Thánh bộ dáng, hơn nữa quyết định gặp gỡ bá Tống Huyền Thánh liền nhất định muốn xa xa tránh đi. Không nghĩ tới người tính không bằng trời tính. Tới cửa thu cái hàng hóa, rồi lại một đầu đụng vào đến bá Tống Huyền Thánh hang ổ. Ta đã sớm có lẽ nghĩ đến, Giang Nam Đại học thành phụ cận thế nhưng là bá Tống Huyền Thánh hồng trần lịch luyện địa bàn. Tại nơi này trong địa bàn, có thể tóm lục phẩm thiên nhân, cũng chỉ có bá Tống Huyền Thánh. Không muốn nhìn ta, mời bá Tống tiền bối không muốn nhìn ta. Chịu trách nhiệm giao lưu tu sĩ hàng Giang đạo trưởng một tay che mặt, một tay che bụng dưới. Giống như dạng này có thể miễn dịch bá Tống Huyền Thánh nhìn là mang thai. Tống Thư Hàng, mỗi khi thời điểm này, hắn liền sẽ nghĩ niệm thần bí kiếm hoàng tiểu trong suốt công pháp. Yên tâm đi, đạo hữu, ta không có sử dụng mang thai. Tống Thư Hàng nói đến một nửa thời gian, đột nhiên ôm bụng, hét thảm lên. Bá Tống Huyền Thánh ôm bụng vừa gọi, hàng Giang đạo trưởng cùng đồng bạn của hắn tất cả đều ôm bụng, run lẩy bẩy. Bá Tống tiền bối. Đây là muốn phát công sao? Muốn mạng, Tống Thư Hàng gắt gao ôm bụng. Đồng thời, hắn nội thị nhìn về phía đan điền của mình vị trí. Trong đan điền, phì kình kim đan đang tại dùng sức lăn lộn. Bụng của nó lúc này căng cực lớn, so với trước kia đều càng lớn, giống như là mang thai song bào thai. Tống Thư Hàng, song bào thai, sinh không thể luyến. Bạch tiền bối từ không trung đáp xuống, rơi vào Tống Thư Hàng bên người, làm sao vậy? Hắn nghe được Tống Thư Hàng đột nhiên kêu thảm, còn tưởng rằng có địch nhân tìm tới tận cửa rồi. Không có việc gì, bạch tiền bối. Chỉ là kim đan của ta lại mang thai. Tống Thư Hàng thở dài nói. Hơn nữa, lần này cảm giác giống như mang thai song bào thai. Cổ vu thần huyết cộng hạch tâm lò phản ứng. Hay hoặc giả là hạch tâm lò phản ứng cộng sắt thép hóa thân. Bạch tiền bối, để ta chậm một lát, trước đem giao dịch hoàn thành. Tống Thư Hàng lại quay đầu tiếp xúc cố thu hàng hàng Giang đạo trưởng nói, đạo hữu, ta chỗ này ngũ phẩm thiên nhân số lượng hơi nhiều. Gia tăng lên 120 đầu, các ngươi có thể một hơi mang đi sao? Mang là có thể mang, nhưng tiền bối, chúng ta lần này đi ra linh thạch khả năng chưa đủ. Hàng Giang đạo trưởng cẩn thận từng ly từng tí nói. Bá Tống Huyền Thánh là một cái loại người hung ác, không chỉ đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình ác hơn vừa rồi có nghe hay không? Hắn tại đối với chính mình thi triển nhìn là mang thai còn mang thai. Bá Tống Huyền Thánh đang nghiên cứu như thế nào lại để cho nhìn là mang thai có được sinh con công năng sao? Thiên nhân các ngươi trước mang đi đi, linh thạch cùng điểm tích lũy một lát lại tiếp tế ta là được. Tống Thư Hàng nói. Không có vấn đề, đêm nay chúng ta liền dùng phi kiếm truyền tin, đem linh thạch gửi cho bá Tống tiền bối. Hằng Giang đạo trưởng cam đoan nói, cái kia bá Tống tiền bối, thiên nhân nhóm hiện tại ở đâu? Các ngươi chờ, Tống Thư Hàng đưa tay vung lên, bắt đầu đem bản thân trong hạch tâm thế giới tất cả thiên nhân phóng xuất ra. Tất cả thiên nhân, bị chỉnh tề phóng thích đến trong sân nhỏ. Bởi vì tiểu viện diện tích không lớn, thiên nhân nhóm chỉ có thể tầng tầng lớp lớp đọng lại cùng một chỗ. Thiên nhân nhóm lúc này cũng còn ở vào tê liệt trạng thái. Tại trong hạch tâm thế giới giam giữ lấy chúng nó lúc, Tống Thư Hàng cách một thời gian ngắn sẽ làm vô hình kiếm cổ cho chúng nó bổ sung một kiếm. Bổ sung xuống tê liệt kịch độc trạng thái. Tốt chỉnh tề, một vị chịu trách nhiệm thu hàng tiểu đạo trưởng lên tiếng nói. Các ngươi có biện pháp trói buộc chúng nó sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Chúng ta cái này chiếc xe vận tải là trải qua cải tiến, bên trong là di chuyển hình ngục giam, có được giam cầm linh lực hiệu quả. Tăng thêm bên trong có đại năng khắc trận pháp, vận tải ngũ phẩm thiên nhân vấn đề không lớn. Hằng Giang đạo trưởng nói.
Hơn nữa, bá tống tiền bối trong tay thiên nhân đều ở vào trạng thái hôn mê, càng có thể giảm bớt chúng ta chuyển vận gánh nặng. Thì ra là thế, ta đây không cho các ngươi thêm tầng bảo hiểm. Tống Thư Hàng đưa tay tế ra một chuôi chuôi vô hình kiếm cổ, lại cho tất cả thiên nhân đánh cho một mũi. Hàng Giang đạo trưởng đám người nhìn không tới vô hình kiếm cổ, bất quá bọn hắn có thể theo thiên nhân phần eo thấy không ngừng bão tố lên tiên huyết. Bá tống tiền bối đang dùng nhìn không thấy thủ đoạn, ghim thiên nhân thật. Mà bị đâm phía sau thiên nhân, liền sẽ miệng sùi bọt mép, lâm vào càng sâu tầng tê liệt trạng thái. Bá tống tiền bối tại Hàng Giang đạo trưởng trong lòng kinh khủng giá trị cộng 100. Kiểm kê xong ngũ phẩm thiên nhân số lượng về sau, Hàng Giang đạo trưởng đem Tống Thư Hàng điểm tích lũy cùng linh thạch số lượng hạch toán đi ra. Bá tống tiền bối, chúng ta trong tay hiện tại linh thạch số lượng chưa đủ, chỉ có thể trước thanh toán ngài 10 đầu còn sống ngũ phẩm thiên nhân cùng 2 đầu chết mất ngũ phẩm thiên nhân, cùng với 3 đầu còn sống tứ phẩm thiên nhân linh thạch cùng điểm tích lũy. Còn sót lại 120 đầu sống ngũ phẩm thiên nhân cần có linh thạch, chúng ta quay đầu lại cho ngài đưa tới. Hàng Giang đạo trưởng nói. Tống Thư Hàng, không có vấn đề. Bá tống tiền bối ngài có thể hiểu được thật sự là quá tốt. Hàng Giang đạo trưởng dứt lời, mở ra xe vận tải phía sau dương cỗ, lấy ra một cái dương lớn. Dương hòm là một cái chữ vật pháp khí, bên trong có đại lượng linh thạch, còn có ghi lại điểm tích lũy tinh thạch. Linh thạch giao cho Tống Thư Hàng về sau, dương hòm là muốn thu hồi đi. Đón lấy, mấy vị khác tu sĩ, đem ngũ phẩm thiên nhân hướng xe vận tải bên trên dọn đi. Tống Thư Hàng ánh mắt chuyển qua trong xe vận tải. Tại đó, đã giam giữ lấy 2 cái tứ phẩm thiên nhân. Đồng thời, tại thùng xe trong góc, còn ném tới một cỗ khuôn mặt xấu xí khôi lỗi. Tống Thư Hàng, khôi lỗi tiên tử, vọng thiên, khôi lỗi tiên tử mấy ngày nay một mực liên lạc không được, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Tống Thư Hàng ôm bụng, vài bước vượt qua đến xe vận tải bên trên, đi vào khôi lỗi tiên tử bên người. Bá tống tiền bối, ngài làm sao vậy? Hàng Giang đạo trưởng thấy Tống Thư Hàng sắc mặt không đúng, lên tiếng hỏi. Này là khôi lỗi, tại sao sẽ tại xe của các ngươi bên trên? Tống Thư Hàng cau mày lên tiếng hỏi. Đồng thời, hắn đưa tay khoác lên khôi lỗi tiên tử trên thân, kiểm tra đo lường thân thể của nàng. Nàng hạch tâm, không thấy. Đây là bá tống tiền bối khôi lỗi sao? Hàng Giang đạo trưởng trả lời, chúng ta là trước khi đến bá tống tiền bối các ngài trên đường, phát hiện cái vị này khôi lỗi. Nàng liền rơi xuống tại chúng ta xe vận tải bên cạnh. Ta cảm giác nàng phẩm chất rất cao, vậy là liền đem nàng đem đến xe vận tải bên trên. Bạch tiền bối, có biện pháp nào không lại để cho khôi lỗi tiên tử một lần nữa khởi động? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Khôi lỗi tiên tử là cùng Lý Âm Trúc cùng đi ra, phóng đãng vài ngày. Mà bây giờ, khôi lỗi tiên tử bị người đào đi hạch tâm, mà Lý Âm Trúc đã mất đi tung tích. Dùng linh thạch đi, vô luận là cái gì loại hình khôi lỗi, đều có thể sử dụng linh thạch tới đây khu động. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng mở ra cái kia một cái dương linh thạch. 3 cái còn sống tứ phẩm thiên nhân, cộng lại 1.500 khối tứ phẩm linh thạch. 10 cái còn sống ngũ phẩm thiên nhân cộng 2 cái chết ngũ phẩm thiên nhân, cộng lại 9.200 khối lục phẩm linh thạch. Lần này hoạt động linh thạch, đều là từ khắp nơi tu luyện thế gia, đại môn phái cung cấp. Bọn hắn không có đem linh thạch quy ra thành cao phẩm cấp linh thạch. Vì vậy, hoạt động ban thưởng linh thạch số lượng nhìn qua đặc biệt lớn. Tống Thư Hàng nắm lên một thanh lục phẩm linh thạch, nhìn qua khôi lỗi tiên tử. Làm sao lắp, Tống Thư Hàng phiền não nói. Khôi lỗi tiên tử trên thân tìm không thấy thả linh thạch địa phương. Đúng rồi, lúc ban đầu lúc, bản thân đem linh thạch không cẩn thận cùng khôi lỗi tiên tử phóng tới cùng một chỗ thời gian, linh thạch đã bị khôi lỗi tiên tử đằng sau hậu trường ăn vụng không ít. Có lẽ chỉ cần lại để cho linh thạch cùng nàng tới gần là được. Vậy là, Tống Thư Hàng đem chứa linh thạch dương hòm tiến đến khôi lỗi tiên tử trước mặt. Hắn đã đoán đúng, linh thạch khẽ dựa gần khôi lỗi tiên tử về sau, liền liên tục không ngừng bị hấp thu. Khôi lỗi tiên tử ra liền có được hấp thu linh thạch công năng. Vẻn vẹn là 10 cái thời gian hô hấp, một dương linh thạch đã bị khôi lỗi tiên tử hấp thu trống không. Tống, lần nữa nghèo rất mồng tơi, lòng đau như cắt, Thư Hàng. Vừa tới tay linh thạch, đừng nói không có che ấm áp, căn bản sờ cũng không có mò tới, liền không còn. Nghèo. Hấp thu cả một dương linh thạch về sau, khôi lỗi tiên tử hai mắt phát ra màu cam hào quang, một lần nữa bị kích hoạt.
Khôi lỗi tiên tử, người đã tỉnh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, người hạch tâm bị người nào lấy đi? Âm Trúc đây, nàng ở đâu? Tống Thư Hàng nhanh chóng lên tiếng hỏi. Năng lượng không phải rất đủ đủ, mời cung cấp ta càng nhiều nữa linh thạch. Khôi lỗi tiên tử chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, nghèo, không có linh thạch. Hạch tâm, bị một cái quái dị người, đào đi. Hắn nói hạch tâm ban đầu, chính là của hắn đổ vật. Âm Trúc rất an toàn. Ta đem nàng dùng phi kiếm phóng ra đi ra. Hiện tại có lẽ muốn trở về. Khôi lỗi tiên tử thanh âm tựa hồ có chút tạm ngừng. Phóng ra đi ra, cái kia tại sao trở về? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đang khi nói chuyện, một chút hàn mang từ đằng xa lập lòe mà đến, ghim hướng Tống Thư Hàng thật. Đinh! Đinh thanh âm đặc biệt thanh thúy. Mũi kiếm trực tiếp ghim tại Tống Thư Hàng phần eo, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Tống Thư Hàng, nếu không phải ta nhục thân cường đại, lại tu luyện thế gian hai đại đứng đầu thối thể pháp, hôm nay eo của ta lại muốn chết, bảy màu thận lớn đều không cứu vớt được ta. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hướng về phía sau nhìn lại. Tiếp đó, hắn liền thấy treo ở trên phi kiếm, đứng đắn một mặt mộng bức ba tuổi trạng thái tiểu Âm Trúc phi kiếm theo áo khoác của nàng bên trong xuyên qua, nàng tựa như linh vật bị treo ở trên thân kiếm. A Tống, tiểu Âm Trúc nhìn thấy Thư Hàng về sau, tiếng nói như trẻ đang bú kêu lên. Nàng bình an vô sự. Phụ hoàng thận, ta nhận. Tống Thư Hàng đưa tay, đem tiểu Âm Trúc ôm lấy. Mặc ở trên người nàng phi kiếm, hóa thành một căn móng tay hình dáng tấm kim loại, vèo một chút, trở về tới khôi lỗi tiên tử trên ngón tay. Biểu hiện ra đến xem, khôi lỗi tiên tử không có trang bị bất kỳ vũ khí, nhưng trên thực tế, nàng toàn thân đều có thể phân liệt ra công kích pháp khí, chủng loại đa dạng. Nàng sẽ không chỉ là ôm đầu ngồi xổm phòng. Nàng còn sẽ os, giống tư thế quỳ của người Nhật, quỳ hai chân, hai tay chống đất, đầu chạm sàn nhà, thể hiện sự thất vọng, chán nản kiểu quỳ xuống đất phòng ngự. Địch nhân quá mạnh mẽ, ta ngăn không được, ta chỉ có thể trước đem Âm Trúc đưa về, ta đem phi kiếm tọa độ, định tại Giang Nam khu cái này tòa kiến trúc phòng. Nếu như Thư Hàng ngươi vừa lúc ở nhà lời nói, phi kiếm sẽ ưu tiên lấy khí tức của ngươi làm đáp xuống điểm. Lúc này, khôi lỗi tiên tử lại đứt quãng nói. Địch nhân so với tiên tử ngươi còn cường đại, là cửu phẩm kiếp tiên. Tống Thư Hàng cau mày lên tiếng hỏi đan điền vị trí càng ngày càng đau đớn, nhưng thân là bá Tống Huyền Thánh đang tại mấy vị đạo hữu mặt, điểm ấy thống khổ hắn đương nhiên muốn nhịn xuống. May mà, với hắn mà nói, loại thống khổ này hoàn toàn ở nhẫn nại trong phạm vi. Bên cạnh Hằng Giang đạo trưởng cùng mấy vị chịu trách nhiệm tới cửa Thu Hàng đạo hữu, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Không hổ là nghìn năm đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, mới mở miệng liền là cửu phẩm kiếp tiên cấp địch nhân. Đối với bọn họ loại này tiểu tu sĩ mà nói, đừng nói là kiếp tiên, liền thất phẩm tôn giả như thường ngày đều rất khó nhìn thấy. Nếu có thể nhìn thấy còn sống Huyền Thánh, tuyệt đối là nhân sinh cực lớn chuyện may mắn đúng rồi, bá Tống Huyền Thánh ngoại trừ. Đúng vậy, tuyệt đối tại kiếp tiên cảnh giới trở lên. Ta đối mặt hắn thời gian, không hề lực chống cự. Khôi lỗi thiên tử chậm rãi trả lời, hơn nữa, hắn đối với khôi lỗi quá mức lý giải. Ta đối mặt hắn thời gian, khắp nơi bị quản chế. Cuối cùng, liền mới hạch tâm đều bị móc đi. Người cái kia hạch tâm, đến cùng là lai lịch gì? Cái tên kia, muốn chỉ là viên kia hạch tâm. Móc ra ta hạch tâm về sau, hắn liền đem ta ném qua một bên. Khôi lỗi thiên tử có chút bị tổn thương, nói như thế nào nàng hiện tại cũng là bát phẩm cấp khôi lỗi được không? Toàn thân tài liệu nhắc lại đi ra, liền khối móng tay đều là giá trên trời. Đối phương rồi lại giống như ném đồ bỏ đi đem nàng ném đi. Mặt khác, đối phương đối với Lý Âm Trúc không có ác ý, nàng đưa đi Lý Âm Trúc lúc, đối phương căn bản không có xuất thủ ngăn trở. Từ đầu đến cuối, đối phương muốn chỉ là móc đi nàng hạch tâm. Tống Thư Hàng, đó là nửa nhện khôi lỗi vương hiệu hạch tâm, sử dụng kỹ thuật là Ngụy Vĩnh Hằng chi lô kỹ thuật. Lúc ấy cái kia khôi lỗi làm tổn thương 89% trở lên, bất quá năng lượng hạch tâm bảo trì hoàn hảo. Về phần cái kia khôi lỗi người chế tác, là Mạc Môn cái vị kia trường sinh giả, Nhật, khôi lỗi tiên tử hoàn toàn không cách nào chống cự tồn tại, đối với khôi lỗi rõ như lòng bàn tay, hơn nữa còn đã từng nói qua khôi lỗi hạch tâm vốn chính là hắn đồ đạc. Móc đi khôi lỗi tiên tử hạch tâm, không phải Mạc Môn cái vị kia thần bí trường sinh giả đi. Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương nhét.
Nếu thật là Mạc gia vị kia, cái này khôi lỗi hạch tâm tạm thời là muốn không trở lại. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Bất quá, cái kia khối khôi lỗi hạch tâm là Mạc Môn vị kia trường sinh giả thành đạo lúc trước tác phẩm. Đối với hắn bản thân mà nói, kỹ thuật khẳng định đã quá hạn, đẳng cấp có lẽ cũng rất thấp mới đúng. Vì sao hắn còn muốn đem cái kia khối khôi lỗi hạch tâm móc trở về? Cái kia khối khôi lỗi hạch tâm bên trong, còn ẩn núp khác bí mật hay sao? Khôi lỗi tiên tử chậm rãi đi vào Tống Thư Hàng bên người, duỗi ra bàn tay nhỏ bé vỗ vào trên bả vai hắn, cái kia cho ta sẽ tìm khối hạch tâm. Linh thạch năng lượng dùng vô cùng nhanh, ta cảm giác mình tùy thời sẽ treo máy. Tống Thư Hàng đem tiểu âm trúc phóng tới trên bờ vai, trả lời, loại trình độ này hạch tâm nào có tốt như vậy tìm. Tiên tử ngươi trước duy trì lấy thấp nhất hạn độ hoạt động, ta trước dùng linh thạch cho ngươi mở. Ngươi đem tất cả không tất yếu công năng cho quan bế mất. Chờ chúng ta tìm được thích hợp mới hạch tâm, cho ngươi thêm thay đổi. Ta không có cái này công năng khôi lỗi tiên tử kéo dài thanh âm nói. Tống Thư Hàng, cái này muốn treo máy. Tiên tử, ta cho ngươi lắp thế nhưng là một dương lớn linh thạch. Tuy rằng đều là lục phẩm cùng tứ phẩm, nhưng số lượng cực lớn. Đổi thành cửu phẩm linh thạch đều có tầm 10 khối. Ngươi một cái bát phẩm khôi lỗi, tiêu hao có lớn như vậy. Ngươi cho ta lắp linh thạch phẩm chất quá thấp, linh lực chắt lọc không ổn định, phát ra công suất chưa đủ, thường xuyên sẽ tạm ngừng treo máy. Khôi lỗi tiên tử lời nói tốc độ lại khôi phục chính xác, nói khẽ. Tống Thư Hàng, muốn không, chúng ta tổ đội đi đem hạch tâm cướp về đi. Khôi lỗi tiên tử ngồi vào trong sân ghế đá, nàng hai tay giao nhau xếp tại cái cằm, nói, ta là tại buổi trưa gặp gỡ tên kia, có lẽ hắn bây giờ còn tại phụ cận. Chúng ta có cơ hội tìm được hắn. Nói cách khác, Mạc Môn cái vị kia trường sinh đại lão, nói không chừng còn đang ở phụ cận. Tống Thư Hàng, ta cảm giác chúng ta tổ đội là đi lên là đưa, đừng lãng. Ta chỗ này 120 đầu ngũ phẩm thiên nhân bán đi về sau, lại là một số lớn linh thạch. Đến lúc đó, trước cho ngươi hấp thu, mở dùng một thời gian ngắn đi. Nói đến đây thời gian, Tống Thư Hàng tâm đều tại quặn đau. Thật vất vả cảm giác mình muốn tiểu phú một thanh, kết quả linh thạch còn chưa tới tay, cũng đã muốn dự chi đi ra ngoài. Lúc này, Bạch Tiền Bối lên tiếng nói, muốn không ta cho ngươi cải tạo một chút, cho ngươi thêm cái công năng, để cho ngươi có thể bảo trì thấp nhất hạn độ hoạt động. Tỷ như liền lưu lại đi bộ, nói chuyện công năng. Dạng này tiêu hao có thể xuống đến thấp nhất, một khối tứ phẩm linh thạch đều có thể trèo chống ngươi hoạt động thật lâu. Khôi lỗi tiên tử thở dài một hơi nói, cũng chỉ làm vậy, Bạch đạo hữu đã làm phiền ngươi. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Bạch Tiền Bối nói, kỳ thật, ta đối với ngươi cấu tạo cũng rất có hứng thú đấy. Tống Thư Hàng, làm sao bây giờ, ta muốn ngăn cản một chút Bạch Tiền Bối sao? Hay hoặc là, ta đi đem Bạch Tiền Bối cho đi tìm tới đây. Bạch Tiền Bối cộng Bạch Tiền Bối về sau, hỗ trợ lẫn nhau, dỡ xuống cùng cải tạo đồ vật cũng sẽ không có nổ tung nguy cơ. Bá Tống Tiền Bối, mấy người chúng ta hãy đi về trước. Thiếu khuyết cái kia bộ phận linh thạch, chúng ta buổi tối sẽ dùng phi kiếm cho ngài đưa tới. Hằng Giang đạo trưởng cùng đồng bạn, đem tất cả ngũ phẩm thiên nhân đều đem đến xe vận tải bên trên về sau, đối với Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng, phiền toái mấy vị đạo hữu, mặt khác cảm ơn các đạo hữu đem nhà ta khôi lỗi tiên tử trả lại. Nếu không phải mấy vị đạo hữu vừa hay nhìn thấy nàng, ta nghĩ tìm được nàng liền không dễ dàng. Bá Tống Tiền Bối quá khách khí, chúng ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hằng Giang đạo trưởng mặt mỉm cười, như vậy Bá Tống Tiền Bối, chúng ta liền đi trước một bước. Đạo hữu xin dừng bước, để tỏ lòng biết ơn, ta có một vật muốn tặng cho đạo hữu. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười. Hằng Giang đạo trưởng cùng mấy vị đồng bạn không tự chủ được, đồng thời lui về phía sau nửa bước. Bá Tống Huyền Thánh nói muốn đưa một vật cho chúng ta, làm sao bây giờ? Online đợi, siêu gấp. Tống Thư Hàng vẫy tay, theo hạch tâm thế giới hoạt tuyền trong con suối, lấy ra tươi mới hoạt tuyền, cho Hằng Giang đạo trưởng cùng hắn mấy vị đồng bạn tất cả đưa một ly. Đây là hoạt tuyền chi thủy, có thể duyên thọ 50 năm, cùng có thể tạo được cường thân kiện thể hiệu quả. Tống Thư Hàng giải thích nói. Nếu không phải mấy vị này đạo hữu trùng hợp mang về khôi lỗi tiên tử, Tống Thư Hàng cũng không biết muốn từ đâu đem tìm về. Đương nhiên muốn cảm tạ một chút mấy vị này đạo hữu. Nhưng bởi vì quá nghèo, Tống Thư Hàng trong tay cũng không có đồ gì tốt đưa cho người đương lễ vật. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hoạt tuyền chi thủy, thích hợp nhất đưa người.
Hằng Giang đạo trưởng cùng mấy vị đồng bạn tiếp nhận Hoạt Tuyền chi thủy, liền có kỳ hương xông vào mũi, làm cho người ta hận không thể ngay lập tức đem nó uống hết. Thế nhưng, Hằng Giang đạo trưởng cùng mấy vị đạo hữu chẳng biết tại sao, trong đầu rồi lại nhớ tới trong truyền thuyết tử mẫu hà nước sông vừa uống vào tựu sẽ khiến người mang thai cái chủng loại kia. Thứ này, uống hết sẽ không mang thai đi. Các đạo hữu có thể thử xem hương vị, bất quá một ly là một phần, nhất định toàn bộ uống xong, mới có thể cho đến duyên thọ 50 năm hiệu quả. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Bá Tống Huyền Thánh ý tứ này, là để cho chúng ta nhất định tại chỗ uống xong. Hằng Giang đạo trưởng ngắm nhìn Tống Thư Hàng, cắn răng một cái, đem nước suối một cái quét sạch. Uống khả năng mang thai, không uống liền là không cho Bá Tống Huyền Thánh mặt mũi. Không cho Bá Tống Huyền Thánh mặt mũi, người muốn trước ngực mấy bào thai. Mấy vị đồng bạn gặp Hằng Giang đạo trưởng uống suối này nước, bọn hắn cũng cắn răng một cái, đem nước suối một cái quét sạch. Uống xong Hoạt Tuyền thủy thủ, trong dự đoán đau bụng cảm giác cũng không có truyền đến. Ngược lại là toàn thân khoan khoái dễ chịu, rõ ràng cảm giác được bản thân biến càng trẻ tuổi, thọ hung kéo dài một bộ phận. Cảm ơn Bá Tống tiền bối ban thuốc, Hằng Giang đạo trưởng đối với Tống Thư Hàng ôm quyền hành lễ. Kéo dài tuổi thọ bảo vật, coi như là chỉ là duyên thọ 50, đều là vật có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa, cái này Hoạt Tuyền hương vị thật tốt, một cái làm thật là có điểm lãng phí, nên muốn tinh tế thưởng thức mới đúng. Cáo biệt Bá Tống Huyền Thánh về sau, Hằng Giang đạo trưởng cùng đồng bạn mở ra xe vận tải, rời đi dược sư cao ốc. Trở về trên đường, Hằng Giang đạo trưởng cảm thán một tiếng, hôm nay chúng ta may mắn tránh thoát một kiếp. Không có bị mang thai, quả thật chúng ta chi đại hạnh. Hơn nữa còn chiếm được duyên thọ 50 năm nước suối, sớm biết như vậy ta liền đem cái kia nước suối lưu lại, nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Chúng ta còn trẻ, không dùng được suối này nước. Nhưng khẳng định có thọ nguyên sắp hết tu sĩ, nhu cầu cấp bách suối này nước. Đáng tiếc, Hằng Giang đạo trưởng ngắm nhìn dược sư cao ốc vị trí, bất quá lần sau, ta chắc chắn sẽ không lại tới nơi này. Đưa xong hàng hóa trở về, Linh Thạch dùng phi kiếm cho Bá Tống Huyền Thánh gửi đến. Dược sư cao ốc, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện chờ, ta cái kia lục phẩm thiên nhân còn không có kiểm hàng. Bất quá bây giờ, việc này trước thả vừa để xuống. Tống Thư Hàng đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra. Trước đem kình đan bên trong xong bào thai cho bỏ đi ra. Công đức xà mỹ nhân bị Tống Thư Hàng triệu hoán đi ra. Đồng thời, tạo hóa tiên tử đồng dạng tò mò hiển hiện, bay tại Tống Thư Hàng sau lưng. Công đức xà mỹ nhân đối với tuốt cá voi loại sự tình này tương đối ưa thích bởi vì chuyện này tâm tình, tạo hóa tiên tử là làm không được. Đan điền cùng kim đan là tu sĩ là quan trọng nhất địa phương. Không có khả năng lại để cho người khác tiếp xúc. Công đức xà mỹ nhân đối với Tống Thư Hàng mà nói, là mình công đức một bộ phận, là mình. Mà tạo hóa tiên tử, coi như là có thể dung nhập Tống Thư Hàng trong cơ thể, nhưng nàng chung quy là từ bên ngoài đến vật. Dược sư trong đại lâu. Khôi lỗi tiên tử êm ái ngồi ở trên ghế salon, vẫn không nhúc nhích, tận lực tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Bạch tiền bối ngồi ở đối diện nàng trên ghế salon. Trong tay bưng lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mái tóc dài của hắn rơi vào ghế sofa về sau, âm trúc đứng đắn đâm tại ghế sofa sau lưng, lén lén lút lút làm bạch tiền bối tóc dài ghim bím tóc. Tống Thư Hàng vịn ghế sofa, cắn chặt răng, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, một hơi đem mới kim đan cho nặn đi ra. Công đức xà mỹ nhân bàn tay nhỏ bé hóa thành tinh khiết công đức ánh sáng, tiến nhập Tống Thư Hàng đan điền, một phát bắt được phỉ kình kim đan. Nàng đã không phải lần đầu tiên làm phỉ kình kim đan đỡ đẻ, rất quen. Một lần sinh, hai lần thuận sinh, ba lần càng có thể dễ dàng sinh ra tới đây. Song bào thai ngoại trừ. Phỉ kình kim đan dốc sức liều mạng trong đan điền du tẩu, nhưng đan điền cũng chỉ có lớn như vậy khoảng cách, lại thêm phỉ kình kim đan lúc này bụng so với trước còn lớn hơn, bơi bất động. Công đức xà mỹ nhân bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhõm bắt được cái đuôi của nó, đem nó nhấc lên. Tiếp đó, công đức xà mỹ nhân một cái khác bàn tay nhỏ bé bắt lấy kình thân, dùng sức đi lên chen lấn đi. Một chen lấn. Không có nặn đi ra. Có lẽ là song bào thai dường như khó sinh nguyên nhân. Công đức xà mỹ nhân đổi tư thế lại chen lấn một lần. Phỉ kình kim đan ra sức giãy giụa lấy, nhưng kim đan còn không có đi ra. Tống Thư Hàng sau lưng tạo hóa tiên tử rút cuộc tìm được cơ hội,
nàng mở miệng sướng nói, lão gia phu nhân nàng khó sinh. Công đức xà mỹ nhân chợt ngẩng đầu lên, tiếp lời sướng nói, phu nhân nàng khó sinh giữ lớn, còn là giữ nhỏ. Tống Thư Hàng, Khôi Lỗi tiên tử, Bạch Tiền Bối, Lý Âm Trúc, giữ lớn đây còn là giữ nhỏ đây, đây là một cái nan đề, Tạo Hóa tiên tử tiếp tục sướng nói. Công đức xà mỹ nhân, giữ nhỏ nha, con mang thai mới một ngày, bảo đảm đi ra cũng là chỉ còn đường chết. Vì vậy, đương nhiên là giữ lớn á. Lại là không biết từ đâu bóp tới phim nội dung cốt truyện lời kịch, thanh âm nghe quen tai, tựa hồ là cái nào đó nữ minh tinh phối âm. Đừng đùa, Tống Thư Hàng thật là muốn chết. Sửa đến mai liền đi Tạo Hóa pháp phương cái kia, đưa hắn nhà tiên tử trả lại. Công đức xà mỹ nhân cộng Tạo Hóa tiên tử, căn bản không cho người lưu đường sống. Hôm nay đến trưa, hắn đã sinh không thể luyến vài lần. Không sinh ra tới đây, công đức xà mỹ nhân mở chừng hai mắt, lên tiếng nói. Hiếm thấy, nàng bản thể phát ra ra thanh âm. Tống Thư Hàng, còn không có chỗ mã tốt, còn phải lại chỗ mã một thời gian ngắn. Công đức xà mỹ nhân nói, song bào thai. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Nói cách khác, hắn phỉ kình kim đan trong còn muốn mang hai khỏa tiểu kim đan một thời gian ngắn. Lúc này, Bạch Tiền Bối tiến lên đây, vỗ vỗ Tống Thư Hàng, an ủi hắn nói, song bào thai luôn so với tam bào thai muốn tốt rồi, tam bào thai lời nói sẽ càng vất vả. Tại Bạch Tiền Bối đứng lên lúc, đứng đắn lặng lẽ vì hắn ghim bím tóc, Lý Âm Trúc đã bị kéo lên. Nàng bị treo ở Bạch Tiền Bối tóc bên trên, bị treo đi. Nhưng ngay cả như vậy, nàng còn không buông tha, còn đang ở cố gắng bện lấy bím tóc. Ba thai bào chắc có lẽ không, thánh nhân cũng chỉ có hai con mắt, cũng biến không ra tam bào thai, ngưng mắt nhìn tới đây. Tống Thư Hằng nói, hắn luôn cảm giác mình phỉ kình kim đan sẽ mang thai song bào thai cùng nho ra thánh nhân song bào thai ngưng mắt nhìn có quan hệ rất lớn. Vì vậy, tam bào thai kim đan, chắc có lẽ không xuất hiện. Tạo Hóa tiên tử lệch ra quay đầu lại, lâm vào trầm tư trạng thái. Thánh nhân, đến cùng có mấy cái con mắt? Ngày 22 tháng 10, thứ ba, rạng sáng 1 giờ 20 phút. Tống Thư Hàng phục sinh CD, chuẩn bị kết thúc. Mắt thấy ánh dạng đông sắp xảy ra, Tống Thư Hàng trên thân xuất hiện nguy cơ lớn. Lúc này, tại phòng của hắn bên trong. Trong cơ thể hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công đang tại không ngừng vận hành, một chu thiên lại một chu thiên, điên cuồng vận hành. Tống Thư Hàng thậm chí không cách nào đem chúng nó dừng lại. Theo tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công điên cuồng vận hành, Tống Thư Hàng trong cơ thể linh lực không ngừng tăng cường. Công lực đại tăng. Công lực đại tăng là chuyện tốt. Thế nhưng, công pháp hoàn toàn phanh lại không được, cũng không hay. Đây là tẩu hỏa nhập ma điềm báo. Tu sĩ khác tẩu hỏa nhập ma lời nói, còn có sống sót tỷ lệ. Tống Thư Hàng tẩu hỏa nhập ma lời nói, rất có thể sẽ nổ. Dược hoàn, Tống Thư Hàng run rẩy lấy ra điện thoại di động. Hắn cho Bạch Tiền Bối gọi điện thoại. Điện thoại vừa còn không có đã kết nối, liền nghe đến Bạch Tiền Bối thanh âm, tại ngươi bên cạnh. Vừa trên lầu nghiên cứu thiên nhân máy phi hành Bạch Tiền Bối, cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức biến hóa, liền trực tiếp vượt qua không gian mà đến. Bạch Tiền Bối nhắc lại lấy chơi thiên nhân máy phi hành, là Tống Thư Hàng chiến lợi phẩm, phía sau lại chuyển tặng cho Bạch Tiền Bối nghiên cứu. Hoặc là nói nhắc lại lấy chơi. Bạch Tiền Bối, ta đây còn có cứu sao? Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Bạch Tiền Bối đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên thân, nhẹ nhàng cảm ứng Tống Thư Hàng trạng thái. Nói tóm lại, cũng không phải chuyện xấu. Hiện tại, người phỉ kình kim đan trong bụng, lại có hai khỏa kim đan tại sinh ra. Tổng cộng 7 miếng kim đan số lượng, để cho ngươi trong cơ thể linh lực rốt cuộc muốn tiếp cận một loại cân bằng trạng thái. Mà bây giờ trong cơ thể ngươi linh lực bạo động, đúng là bởi vì lực lượng trong cơ thể, đang chủ động thử tìm kiếm được cái này cân bằng điểm. Bạch Tiền Bối giải thích nói. Tống Thư Hàng quan tâm không phải cái này, Bạch Tiền Bối, ta đây sẽ nổ sao? Sẽ, tiếp tục như vậy nữa, ngươi kim đan còn không có sinh ra tới đây, ngươi cũng đã nổ. Hơn nữa, nhiều hơn nữa hai quả tiểu kim đan, ngươi cũng vô pháp đạt đến chân chính cân bằng. Bạch Tiền Bối nói. Hắn đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng phần bụng, trực tiếp cưỡng ép đem Tống Thư Hàng bản thể kình đan cho phong ấn, cưỡng ép cắt đứt Tống Thư Hàng công pháp vận hành. Tu sĩ ngoại trừ bản mệnh đan điền bên ngoài, còn có 7 cái tiểu đan điền, long vĩ, long trảo, long khu, long trường, long cảnh, long thủ cùng với hóa long giác.
Người bây giờ ngoại trừ bản mệnh kình đan bên ngoài, đã có 6 miếng tiểu kim đan. Muốn đạt tới chân chính cân bằng, cuối cùng một mai tiểu kim đan nhất định không thể miễn. Bạch Tiền bối đầu, đừng quá có áp lực, trước đem kình đan bên trong 2 quả tiểu kim đan sinh ra tới đây. Tiếp đó tranh thủ khiến nó lại mang thai một lần chữa, bổ khuyết thêm cuối cùng một mai kim đan ghế trống. Tống Thư Hàng, nơi cửa phòng bị mở ra, hành động chậm lại khôi lỗi tiên tử đẩy cửa vào. Nàng đồng dạng cảm ứng được Tống Thư Hàng hỗn loạn khí tức, liền nhanh chóng chạy đến. Thế nhưng hiện tại nàng đã mất đi hạch tâm, động tác không lưu loát. Nàng đi vào phòng lúc, tiếp lời nói, kỳ thật, Thư Hàng đạo hữu. Tam bào thai người cũng có thể cân nhắc một chút, một bước đúng hạn. Tống Thư Hàng, người 6 miếng tiểu kim đan, theo thứ tự là lai lịch gì? Bạch Tiền bối lên tiếng hỏi, nói không chừng ta chỗ này có cái gì tài liệu, có thể cho ngươi bổ sung cuối cùng một mai tiểu kim đan. Quả thứ nhất tiểu kim đan là ta bản thân ngưng tụ ra tới đây tiểu kim đan, quả thứ hai là 7 màu yêu đan. Quả thứ ba là công đức xà mỹ nhân uống xong tử mẫu hà nước suối phía sau cả tới đây công đức toàn hình cầu. Quả thứ tư là vực ngoại thiên ma bên trong huyết ma năm tộc hạch tâm. Hiện tại kình đan mang thai quả thứ năm cùng quả thứ sáu còn chưa ra đời. Nhưng nếu như ta không có đoán sai, đoán chừng liền là hạch tâm lò phản ứng hoặc là cổ vu thần huyết hay hoặc giả là ta sắt thép hóa thân. Hai trong ba cái, Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền bối nhẹ gật đầu, hắn vỗ tay phát ra tiếng, đem phân thân ngưng tụ ra tới đây. Bản thể, có gì phân phó? Lần này Bạch Tiền bối phân thân, một mặt nghiêm túc bộ dáng, nhìn qua giống như là quân nhân bình thường, thanh âm kiên định hữu lực. Đây tuyệt đối là cái đáng tin phân thân. Đi thăm dò một điều tra chúng ta bảo khố, nhìn xem trong đó có hay không có phù hợp Thư Hàng tiểu hữu kim đan đồ vật. Bạch Tiền bối nói. Thu được, bản thể. Bất quá ta cảm giác khả năng tương đối nhỏ. Ngũ phẩm cấp bậc cấp thấp đồ vật, chúng ta bình thường không có siêu tầm. Bạch Tiền bối phân thân nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, hắn còn là cẩn thận tỉ mỉ tiến về trước bản thân bảo khố, bắt đầu lục soát kiểm. Cũng đúng. Ta trong bảo khố chỉ sợ không có cùng loại đẳng cấp đồ vật. Chúng ta bên trên trong nhóm hỏi một chút đạo hữu. Bạch Tiền bối nói. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tiến nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. Dù sao cũng là tu chân giả, ban ngày hoặc đêm tối đối với bọn họ không có khái niệm. Trong nhóm online nhân viên số lượng không ít. Tại Bạch Tiền bối tiến nhập quần nói chuyện phiếm giới diện lúc, đồng quái tiên sư phát tấm hình. Đó là một tấm bắp chân dài hình ảnh, trắng noãn thon dài, chân hình xinh đẹp, chặt chẽ có co giãn, bắp đùi, bắp chân cùng mắt cá chân hiện lên hoàn mỹ tỷ lệ. Cuồng đao tam lãng, đồng quái đạo hữu, người lúc nào khẩu vị thay đổi? Người trước kia không phải ưa thích ngực lớn tiên tử sao? Đồng quái tiên sư, người nhớ lộn, ưa thích ngực lớn khẳng định không phải ta, bởi vì ta bản thân ngực cũng rất lớn. Cuồng đao tam lãng, cơ ngực, đồng quái tiên sư. Ngón tay cái biểu lộ vô luận là ngực còn là cơ ngực, ta đều lớn. Cuồng đao tam lãng, bức vẽ ta chuyển sát phách. Sát phách cơ tử ngọa tiền bối tỏ vẻ cái này chân rất đẹp, hắn rất ưa thích. Hắn nói có cơ hội hay không nhận thức một chút vị tiên tử này. Đồng quái tiên sư, ừ, có cơ hội. Cái này chân là chúng ta trong nhóm đạo hữu. Lệ chi tiên tử, Diệt Phượng công tử lên tiếng hỏi. Lệ chi tiên tử, ta không có đập qua dạng này bức vẽ. Hơn nữa chân của ta cũng không dài dạng này. Cảm giác càng giống là Vũ Nhu Tử. Hôm nay đạo hiệu bản thân lấy Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử, cũng không phải là ta đấy, có thể là Đông Phương Lục tỷ tỷ. Đồng quái cái kia không có khả năng siêu tầm hình của ta, ta tựa hồ không phải hắn ưa thích cùng loại. Đông Phương Lục tiên tử nói, cho tới nay, hắn đều ưa thích lệch hướng chính trực hệ đối tượng. Tuy rằng hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng ta đã sớm cảm giác được. Có phải hay không là nhà ta khuê nữ Ngư Kiều Kiều? Muốn sinh một chi bóng đá nam giao phách nghi ngờ nói. Bắc Hà tán nhân, ha ha, lấy ta đối với đồng quái nhận thức. Cái này chân, khẳng định là chính bản thân hắn. Tam lãng, lại để cho cảm giác cái này chân thật xinh đẹp các đạo hữu, tắm một cái ngủ đi. Đồng quái tiên sư, sách, bị đoán được. Cuồng đao tam lãng, một tấm cực lớn mắt trái hình ảnh, bá tống ngưng mắt nhìn. Mang thai đi, đồng quái, bá tống. Cái này đầu mắt trái chính là Nho Gia Thánh Nhân con mắt. Nho Gia Thánh Nhân khi còn sống tu vi thông thiên, trấn áp đương thời. Vì vậy, dù là vẻn vẹn là một tấm hình,
tu sĩ nhìn chằm chằm vào nó nhìn lên, đều cảm giác được một loại tim đập nhanh cảm giác, giống như Nho Gia thánh nhân thật tại nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa, cái này tấm hình bên trong, mơ hồ phảng phất có quỷ dị hào quang đang lóe lên. Tống Thư Hàng thấy Tam Lãng tiền bối đem cái này tấm hình phát ra tới thời gian, liền hiểu dược hoàn. Bản thân lúc ấy cho Tam Lãng tiền bối phát một tấm tả nhãn cao thanh đồ, kết quả là được trộm bức vẽ. Vọng Thiên, thật sự là Thư Hàng tiểu hữu con mắt. Cái này bức vẽ Tam Lãng ngươi nơi nào đến? Lạc Trần Chân Quân tâm nhét nói. Cuồng Đao Tam Lãng, Thư Hàng tiểu hữu bản thân cấp phát ta đấy, ha 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 ha. Cái này bức vẽ hiệu quả siêu tán, mỗi lần sáng ngời đi ra, có thể cho mục tiêu tạo thành 200% sát thương. Trước kia ta đều là nói chuyện riêng cấp phát người khác. Đúng rồi, ta gần nhất đang suy nghĩ lấy cái này tấm ảnh chế tác một cái huyễn thuật khuôn mẫu huyễn thuật. Bá Tống Huyền Thánh ngưng mắt nhìn, chờ ta nghiên cứu ra tới đây về sau, phát đến trong nhóm chia sẻ. Tam Lãng không chỉ tại trên đao pháp có thiên phú, hơn nữa hắn tại sáng tác pháp thuật phương diện cũng vô cùng có thiên phú. Cửu Châu nhất hào quần trong, tất cả đạo hữu nhất định học sạc pin thuật liền là Tam Lãng nghiên cứu ra tới đây. Đáng tiếc, hắn một mực ở lãng phí bản thân pháp thuật phương diện thiên phú. Hơn nữa thường xuyên nghiên cứu một ít rất thiên môn pháp thuật. Trong nhóm không ít đạo hữu đều động tâm nếu như cái này huyễn thuật được nghiên cứu ra tới, có lẽ thật sẽ rất thực dụng. Ngu xuẩn Tam Lãng, đồng quái tiên sư cười lạnh một tiếng, xem ta bá tống xong bào thai ngưng mắt nhìn. Cho ta mang thai xong bào thai đi, Tam Lãng. Đồng quái tiên sư đem Tam Lãng biểu lộ bức vẽ trộm tới, dùng phần mềm một chút. Nguyên bản chỉ có một cái mắt trái đồ án, tại đồng quái tiên sư nhanh chóng xuống, biến thành đôi mắt. Mắt trái phục chế đến mắt phải, Tống Thư Hàng hai con mắt đều biến thành Nho Gia thánh nhân chi nhãn. Bá Tống, Tống Thư Hàng cảm giác mình có phải hay không được ta không để mắt đến. Cửu Châu nhất hào quần bên trong các tiền bối, tựa hồ căn bản không có chú ý tới hắn xuất hiện. Mặt khác, song bào thai ngưng mắt nhìn tựa như nguyền rủa, theo thực dụng lây bệnh đến Cửu Châu nhất hào quần. Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương nhét. Hôm nay trong lòng của hắn mẫn cảm nhất từ liền là song bào thai. Nếu như nói, còn có so với song bào thai càng mẫn cảm từ, vậy cũng chỉ có tam bào thai. Cuồng Đao Tam Lãng, cái này cũng được. Hôm nay đạo hiệu bản thân lấy Vũ Nhu Tử, cho ta photoshop cái con mắt thứ ba đi ra, nhị lang thần loại hình. Giao cho ta đi, ba làm tiền bối. Vũ Nhu Tử nhanh chóng trả lời. Vẻn vẹn là 3 giây nhiều phút sau, Vũ Nhu Tử liền phát bức vẽ. Ba con thánh nhân chi nhãn kết thành nhị lang thần mẫu mã, chiếm cứ Cửu Châu nhất hào quần nói chuyện phiếm màn hình. Càng trọng yếu chính là, cái này tấm ảnh còn là động bức vẽ. Mỗi đầu thánh nhân chi nhãn bên trong, đều có một đám quỷ dị hào quang tại lưu truyền. Tam bào thai ngưng mắt nhìn, tiếp nhận bá tông ánh mắt, tiếp đó mang thai tam bào thai đi. Đống cặn bã đồng quái. Cuồng Đao Tam Lãng dùng giọng nói hặc hặc cười nói. Tống Thư Hàng, quả nhiên, hôm nay với hắn mà nói, nếu có so với song bào thai càng tâm nhét từ, đó chính là tam bào thai. Hắn yên lặng đem bản thân quần danh thiếp cho sửa lại. Bá, tâm tính thiện lương nhét, Tống. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, bá. Tâm tính thiện lương nhét, Tống, xoa nhẹ biểu lộ từ đầu tới đuôi. Cũng chỉ có Hoàng Sơn tiền bối chú ý đến Tống Thư Hàng online tin tức. Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, người muốn không muốn phản kích Tam Lãng tiền bối cùng đồng quái tiền bối. Ta có thể cho ngươi photoshop một tấm trăm mắt đi ra. Tống Thư Hàng, không cần, cảm ơn. Không khách khí, Tống tiền bối. Lè lưỡi biểu lộ Vũ Nhu Tử lặng lẽ lo cao, nàng mau mau đến xem A Cha đến cùng lúc nào mới chấm dứt bế quan đi ra. Đợi đến lúc Cửu Châu nhất hào quần bên trong chủ đề rốt cuộc báo một giai đoạn về sau, Bạch tiền bối không chậm không ngắt quãng phát tin tức. Bạch Thánh, thế gia vọng tộc trong tay, có tức không phải kim đan, rồi lại cùng kim đan là cùng một tầng nữa đồ vật sao? Yêu đan, Bắc Hà tán nhân cái thứ nhất trả lời. Tiểu kim đan cùng yêu đan đã có, công đức kim toàn, vực ngoại thiên ma hạch tâm, khoa học bên cạnh hạch tâm lò phản ứng, cổ vu thần huyết đều đã có. Còn có hay không cái gì đồ vật có thể bổ sung? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Ngoại trừ yêu đan, kim đan cùng cổ vu thần huyết bên ngoài, ta thật sự nghĩ không ra những vật khác. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Bắc Hà tán nhân, mấy thứ này, trong đó có mấy cái đều là Tống Thư Hàng tiểu hữu tiểu kim đan đi.
chờ, số lượng này, Thư Hàng tiểu hữu tiểu kim đan lại thêm. Tống Thư Hàng, Bắc Hà tán nhân, cho vào sổ đen danh sách, về sau chúng ta đừng có lại nói chuyện phiếm. Tống Thư Hàng, đừng Bắc Hà tiền bối, ta hiện tại dược hoàn. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, lại muốn nổ sao. Bạch tiền bối nói, nhanh, vì vậy ta nghĩ thử xem, có thể hay không cho Thư Hàng bổ đầy người tiểu kim đan vị trí. Duy trì trong cơ thể hắn lực lượng cân bằng. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra những vật khác, thiên nhân vừa không có hạch tâm loại vật này. Nếu như ta có nghĩ đến cái gì đồ vật, trước tiên đi lên báo tố Thư Hàng tiểu hữu. Đồng quái thiên sư, đúng rồi, bạch tiền bối. Lần trước theo ngươi cái kia mượn cái kia một đoạn nhỏ long mạch, ta còn không trả. Ta có chống đem nó gửi trả lại cho ngươi. Tiếp đó, Thư Hàng tiểu hữu, có muốn hay không ta thay ngươi tính một quẻ? Dùng chân cái chủng loại kia, Tống Thư Hàng nhanh chóng lên tiếng hỏi. Dùng chân xem bói chỉ là trò đùa, đùa giỡn. Ta rất nghiêm túc coi cho ngươi một quẻ, miễn phí, như thế nào? Đồng quái tiên sư nói. Tống Thư Hàng, tốt. Đồng quái tiền bối quẻ tuy rằng đen, nhưng có chút quẻ chỉ cần phản lấy nhìn là được. Đồng quái tiền bối miễn phí cho hắn xem bói, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến, ta cho các ngươi trực tiếp xem bói. Đồng quái mở ra quần video. Tống Thư Hàng ấn vào tiến nhập quan sát. Trong video, đồng quái tiên sư ăn mặc áo tắm, như là vừa tắm rửa xong đi ra. Lúc này tiên sư, là một vị tóc vàng mắt xanh, siêu hung, đại tỷ tỷ bộ dáng. Hôm nay học được cái mới chiêu, cho các người bày ra mắt. Đồng quái tiên sư dứt lời, lấy ra một cái cực lớn bát quái vòng, đặt ở trên giường. Tiếp đó lên tiếng nói, Thư Hàng tiểu hữu, cấp phát tay của ngươi lẫn nhau đến. Tống Thư Hàng đưa tay cho tay trái của mình vỗ tấm hình, phát đến trong nhóm. Đồng quái tiên sư móc ra khác một cái điện thoại di động, đưa tay tại trên điện thoại di động một chút, hắn sửa đổi phía sau điện thoại trực tiếp đem tay của Tống Thư Hàng trưởng hình chiếu đi ra, rơi vào cái kia quẻ trên bàn. Vân tay rõ ràng có thể thấy được, chiếu vào bát quái ổ đĩa bên trong. Đồng quái tiên sư đưa tay tại bát quái trên bàn chuyển động, quẻ chi chít hợp tay của Tống Thư Hàng lẫn nhau, không ngừng biến hóa. Cuối cùng, quẻ trên bàn cho thấy hỏa diễm, màu trắng bạc phượng hoàng, còn có kim sắc tiểu kiếm. Hỏa diễm, màu trắng bạc phượng hoàng, kim sắc tiểu kiếm. Thì ra là thế, cái này một quẻ có ý tứ. Thư Hàng, người nói trước đi nói người lần này muốn tính là cái gì? Đồng quái tiên sư lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng lập tức nói, ngoại trừ tấn chức lục phẩm bên ngoài, ta gần nhất, có cơ hội hay không triệt để giải quyết ta tự bạo tai họa ngầm. Quả nhiên là dạng này, cùng quẻ tượng hoàn toàn phù hợp. Đi thôi, Thư Hàng tiểu hữu, quẻ tượng biểu hiện ngươi hôm nay đại lợi phương Tây. Đi Tây đi, không ngừng tiến lên, ngươi có thể tìm tới ngươi muốn đồ vật. Đồng quái tiên sư hất lên bản thân tóc vàng, mỉm cười nói. Đại lợi phương Tây, nói cách khác, ta hôm nay tuyệt đối không muốn đi Tây đi, sẽ chết. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, nói khẽ. Bạch tiền bối, cũng có lẽ là muốn chúng ta hướng phương hướng ngược nhau đi, đại lợi phương Tây, chúng ta liền hướng đông đi. Hắc quẻ phản lấy nhìn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, có đôi khi một quẻ phản lấy nhìn ý tứ có thật nhiều cái, cũng không tốt xác định rút cuộc là cái nào. Quần trong video, đồng quái tiên sư thu hồi bản thân quẻ vòng. Tiếp đó tiên sư đối với cảnh vứt ra này hôn gió, lão Bắc Hà, ta bây giờ tư thái ngươi nhìn quen mắt sao? Không có sai, chính là ngươi đã qua đời tâm ma sửa chữa bản. Trước kia cái này cô gái tóc vàng hình tượng có thể trở thành tâm ma của ngươi, nhất định đại biểu cho ngươi nội tâm ưa thích loại này mẫu mã. Ta lại kết hợp hiện trạng, đem nàng diễn biến càng phù hợp hiện đại thẩm mỹ. Ngươi động tâm rồi sao? Cuồng đao tam lãng, là ảo giác sao? Trước kia tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong lúc, đồng quái tiên sư cùng Bắc Hà tán nhân là điên cuồng lẫn nhau đánh. Nhưng gần nhất, lẫn nhau đánh hương vị có chút thay đổi. Nhưng đối với Bắc Hà tán nhân mà nói, tâm ma trải qua một mực là hắn lịch sử đen một trong. Vậy là, hắn không chút khách khí phẫn nộ đánh đồng quái. Đồng quái tiên sư tắt quần video công năng, toàn lực nổ súng, cùng Bắc Hà lẫn nhau đánh. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại mở ra quần video tuyển hạng bên trên. Hắn lúc này thật là muốn mở quần video, cho tam lãng tiền bối cùng đồng quái tiền bối trực tiếp xuống bản thân thánh nhân chi nhãn phóng ra nhìn là mang thai hình ảnh.
nhưng hắn lại nghĩ tới tâm tính Thiện Lương mệt mỏi thật là muốn về hưu Hoàng Sơn tiền bối. Cuối cùng, Tống Thư Hàng yên lặng buông lỏng ngón tay. Tạm thời còn là không muốn lại kích thích Hoàng Sơn tiền bối. Hoàng Sơn tiền bối là thế gia vọng tộc, muốn thật tốt quý trọng, không muốn lại để cho tâm hắn buồn phiền. Rạng sáng 4 giờ, vừa nhìn vô hạn trên mặt biển. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng, Lý Âm Trúc cùng với hành hình dáng hình thái thông nương, ngồi ở một chiếc thuyền nhỏ bên trên, tại biển rộng mênh mông bên trong bay nhanh tiến lên. Mấy người muốn đi trước vị trí, là Bạch tiền bối phân thân đã từng đi thăm dò qua chính là cái kia di tích động phủ khi đó. Bạch tiền bối phân thân thăm dò động phủ thất bại, chỉ đem trở về một cái ma lực máy nạp tiền trở về. Bạch tiền bối hiện tại mang theo Tống Thư Hàng cùng một chỗ, một lần nữa thăm dò chỗ này động phủ cùng di tích. Bạch tiền bối đối với ma lực máy nạp tiền nguyên lý cảm thấy rất hứng thú. Mặt khác, đồng quái tiên sư quẻ tượng biểu hiện, Tống Thư Hàng đại lợi phương Tây. Mà bạch tiền bối muốn đi trước chỗ này động phủ, là Đông Hải ở chỗ sâu trong vị trí. Đối với Giang Nam khu vị trí mà nói, đúng lúc là một đường hướng đông. Cùng lần trước, thuyền nhỏ đã tới hỗn loạn hải vực vị trí. Lần này theo phía đông phương hướng đột phá đến hỗn loạn hải vực bên trong, các ngươi ngồi xong. Bạch tiền bối nói. Dứt lời, hắn lại lấy ra một cái kim sắc pháp bảo dây thừng, đem Tống Thư Hàng, Lý Âm Trúc, Thông Nương đều trói lại, cùng chính hắn trói đến một khối. Đón lấy, bạch tiền bối đưa tay tại trong hư không đẩy. Giống như đẩy ra một cánh vô hình chi môn. Thuyền nhỏ phía dưới, lập tức có vòng xoáy sinh ra, đem Tống Thư Hàng một đoàn người thôn phệ. Lần này, có cái kia kim sắc pháp bảo dây thường tại, Tống Thư Hàng mấy người cùng bạch tiền bối buộc một mực, không có lại bị cuốn đi. Vòng xoáy sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng đám người xuất hiện ở một cây cực lớn đáy biển thực vật bên cạnh. Lần này vận khí không tệ, trực tiếp liền rớt xuống một cây loạn niên cây bên cạnh. Bạch tiền bối bình tĩnh nói. Đây chính là cây loạn niên dị quả. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía cái này gốc kỳ quái thực vật, cực lớn thực vật bên trên, mới dài quá lác đác mấy tấm trái cây. Loạn niên dị quả, ăn hết có thể làm cho mọi người tuổi ngẫu nhiên tiến hành biến hóa bảo vật, theo mới ra đời phôi thai hình dáng mãi cho đến sắp chết trạng thái, hoàn toàn ngẫu nhiên. Bất quá, nó cũng không ảnh hưởng cụ thể thọ nguyên, thay đổi chỉ là nhục thân vỏ ngoài. Nhân phẩm không tốt lời nói, không nên tùy tiện nếm thử. Một cái không cẩn thận, sẽ đem trạng thái cố định tại lão đại gia, bà cố nội trạng thái, liền tâm nhét. Mặc dù đối với tu sĩ mà nói, bề ngoài cũng chỉ là một cái vỏ bọc, hầu như sẽ không đối với sức mạnh tạo thành ảnh hưởng. Lần trước phân thân cũng tìm được một cây, mang về hai quả loạn niên dị quả hương vị rất không tồi. Bạch tiền bối truyền âm trả lời. Tiếp đó, hắn bỏ xuống Tống Thư Hàng. Thông Nương cùng với Lý Âm Trúc, nhẹ nhàng nhảy lẻn đến loạn niên trên cây, đưa tay đem lác đác số tấm loạn niên dị quả toàn bộ thu thập lấy xuống. Thiên tài địa bảo, bình thường đều có dị thú, linh thú, yêu thú các loại thủ hộ. Loạn niên dị quả cũng không ngoại lệ. Lúc bạch tiền bối tại ngắt lấy loạn niên quả lúc, liền có một con rắn hình dáng quái ngư mãnh liệt theo trong bụi cây chui ra, há mồm liền hướng bạch tiền bối cắn tới. Thế nhưng quái ngư há mồm lẻn đến một nửa lúc. Đột nhiên phanh gấp. Nó nhìn chằm chằm vào bạch tiền bối nhìn một lát về sau, lại cẩn thận từng ly từng tí lui trở về, lùi về đến trong bụi cây. Trước khi trở về, còn dùng đầu đem bản thân thoát ra thời gian mang loạn lá cây đều vuốt lên thuận tiện. Tống Thư Hàng, loại cảm giác này, giống như là một cái tiểu manh tân một cước đạp cửa mà vào, hét lớn một tiếng, toàn bộ tất cả không được nhúc nhích. Sau một khắc, lại phát hiện bên trong môn nội ngồi một đám đại lão. Tiểu manh vội vàng lui về rời đi, thuận tiện lấy còn muốn đem cánh cửa cho kéo theo, đóng lại. Bạch tiền bối cũng không có khó xử này quái ngư. Đem hắn mấy tấm thành thục loạn niên trái cây tháo xuống, liền từ loạn niên trên cây nhảy xuống. Tiếp đó, bạch tiền bối cho Tống Thư Hàng, Lý Âm Trúc, Thông Nương tất cả nhét hai quả dị quả bạch tiền bối quá quy tắc, người thấy có phần. Quả dị niên thể tích không lớn, cũng chỉ có táo xanh lớn nhỏ. Đón lấy. Bạch tiền bối móc ra một viên tị thủy châu đeo trên cổ, căng ra một cái không gian. Cái quả này mùi vị không tệ, các ngươi có thể nếm thử. Bạch tiền bối xoa xoa quả dị niên, một cái cắn xuống. Sau đó, bạch tiền bối tuổi đã xảy ra một chút biến hóa. Bề ngoài của hắn tựa hồ lại lớn lên hơi có chút điểm, tổng thể bên trên biến hóa không lớn.
Bạch tiền bối hôm nay nhân phẩm như trước kiên cường đáng tin. Thông nương vuốt trong tay hai quả dị quả, lên tiếng hỏi, ăn hết sẽ làm bên ngoài phát sinh biến hóa. Đúng đấy, ăn hết phía sau có thể làm cho bề ngoài tuổi phát sinh ngẫu nhiên thay đổi. Tống Thư Hàng. Lý Âm Trúc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vậy nó đối với ta sẽ không dùng, đưa ngươi rồi, A Tống. Nàng bản thân có thể tùy ý biến hóa tuổi của mình bộ dáng, theo một tuổi hình thái đến phổ thông thiếu nữ hình thái, chỉ cần khống chế trong cơ thể mình hàn ý, có thể làm được. Loạn niên trái cây đối với nàng không có lực hấp dẫn. Ta đây trước thay ngươi thu, Tống Thư Hàng tiếp nhận trái cây, để vào đến chuỗi đeo tay không gian bên trong đi. Ta nghĩ ăn khối thử xem, thông nương bưng lấy loạn niên trái cây nói. Ngươi đối với trạng thái tuổi của mình không hài lòng. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Thông nương nhân loại hình thái, đúng là thiếu nữ hình thái, là thích hợp nhất bộ dáng đi. Thông nương nhếch miệng lên, ta muốn cho tuổi biến càng thành thục một chút, bởi như vậy, sẽ làm ta lộ ra càng có khí thế. Nói xong, nàng bưng lấy quả dị niên, một cái cắn xuống. Ngươi không hoán đổi đến nhân loại hình thái lại ăn sao? Tống Thư Hàng nói. Cuốn vào hỗn loạn hải vực đáy biển về sau, thông nương lại biến thành hành loại hình hình thái. Trở thành sinh trưởng ở mộ đạo thạch bên trên một cây hành lá bộ dáng. Tống Thư Hàng thấy một cây hành duỗi ra bàn tay nhỏ bé, bưng lấy một viên táo xanh lớn nhỏ quả dị niên ra sức gặm động bộ dáng, cũng cảm giác thật quỷ dị. Nhân loại hình thái lời nói, các loại thiên tài địa bảo bắt đầu ăn chỉ có mấy miệng. Mà hành loại hình trạng thái bởi vì thể tích tương đối nhỏ, có thể hưởng thụ thời gian dài hơn. Thông nương trả lời. Thật có đạo lý. Đang khi nói chuyện. Một viên loạn niên dị quả rất nhanh đã bị thông nương gặm đã xong. Ta có biến hóa sao? Thông nương vui vẻ mà hỏi. Tống Thư Hàng, ta cũng không phải nhà thực vật học, ngươi bây giờ liền là một cây hành, ta cũng không có thể đoán được ngươi cụ thể có bao nhiêu biến hóa lớn. Ngươi đổi về nhân loại hình thái ta xem một chút. Đang khi nói chuyện, trước mắt thông nương đột nhiên héo rũ. Trong thời gian ngắn, liền héo rũ không còn hình dáng, phiến lá chuyển vàng. Rất hiển nhiên. Thông nương thuộc về nhân phẩm chưa đủ kiên định loại hình. Tống Thư Hàng, không cần thay đổi, ta xem ra biến hóa của ngươi tới. Ngươi cả gốc hành đều khô héo, nếu như biến thành nhân loại hình thái, chỉ sợ đã là lão thái thái hình thái. Quá hơi quá, ta đây lại ăn một mai thử xem. Thông nương ôm lấy một viên khác loạn niên dị quả. Chớ lãng phí, một cái khác tấm dị quả ngươi trước tồn lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao cũng là thiên tài địa bảo. Như vậy lãng phí rất đáng tiếc. Tống Thư Hàng nói. Thông nương nghi ngờ nói, ta đây làm sao biến trở về tới đây? Ta đến giúp ngươi. Tống Thư Hàng đưa tay, bóp ở nàng hành thân. Ba chít chít một tiếng, tận gốc cắt đứt. A, ta hành mầm. Thông nương lớn tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng đem cái kia gốc hành già thu hồi, lại đem ngộ đạo thạch cùng loạn niên dị quả cùng một chỗ phóng tới áo ngoài của mình trong túi áo. Hành thân già rồi, cái kia cắt một lần nữa dài ra liền tốt. Một viên khác loạn niên trái cây chính ngươi thu, đừng có lại lãng phí. Cái kia ngộ nhỡ dài ra còn là hành già đây. Hành phụ có chút bất an nói. Tống Thư Hàng, không phải còn có một cái khác tấm loạn niên trái cây nha. Đến lúc đó lại ăn một viên thử xem. Thế nhưng, ngươi muốn nhớ kỹ ngươi đã chỉ còn như vậy một viên loạn niên dị quả. Thông nương, Thư Hàng ngươi không ăn khối thử xem. Bạch tiền bối lại nhéo viên thứ hai loạn niên trái cây một cái cắn xuống. Tống Thư Hàng, ta còn là tính, ngộ nhỡ giống như thông nương như vậy biến thành lão gia gia trạng thái, ta cũng không thể cắt đứt một lần nữa sinh trưởng. Còn là đem dị quả trước lưu lại, để ngừa chưa chuẩn bị cần thiết. Ừ, cũng đúng, ngươi vừa nói như vậy lời nói, ta cảm giác cái này loạn niên trái cây, ngươi có thể lưu lại thất phẩm tôn giả cảnh giới trùng kích bát phẩm huyền thánh cảnh giới lúc dùng. Bạch tiền bối gật đầu nói. Tống Thư Hàng, chư thiên vạn giới, mọi người đều biết đại danh của ngươi, nhớ kỹ hình dạng của ngươi. Nếu như đến lúc đó, ngươi lại một lần nhân tiền hiển thánh, bắt đầu chư thiên vạn giới trực tiếp giảng pháp, thế gia vọng tộc vừa mở ra huyền thánh giảng pháp trực tiếp, thấy hình dạng của ngươi, liền bị dọa sợ. Đến lúc đó, ngươi huyền thánh giảng pháp thu không đến đầy đủ công đức, bát phẩm tâm ma kiếp liền sẽ rất phiền toái. Bạch tiền bối giải thích nói. Vì vậy, người ở bắt đầu huyền thánh giảng pháp lúc trước tiên có thể ăn một viên loạn niên trái cây cải biến xuống bản thân hình thái, nếu như biến thành dâu bạc lão gia ra lời nói thì tốt hơn. Đến lúc đó người mở ra huyền thánh giảng pháp, chỉ cần không nói ra thân phận của mình,
không ai sẽ biết ngươi là bá Tống Huyền Thánh có thể lại thuận lợi tiếp thu Huyền Thánh giảng pháp phía sau công đức. Huyền Thánh giảng pháp lúc, sẽ đem tu luyện giả chân thực bộ dáng phản hồi đến chư thiên vạn giới. Cửu Châu Nhất Hào quần trong có vài vị đạo hữu đều tại đang mong đợi một ngày kia, đồng quái tiên sư bên trên bát phẩm, nhân tiền Huyền Thánh giảng pháp. Cũng chỉ có Huyền Thánh giảng pháp khi đó, thế gia vọng tộc mới có cơ hội nhận thức đến chân chính đồng quái. Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối giảng thật có đạo lý. Căn bản vô lực phản bác. Hắn bây giờ bộ dáng, tại tu sĩ giới đã là uy danh truyền xa. Nếu như một ngày kia, hắn chân chính bằng bản lĩnh của mình bên trên trực tiếp Huyền Thánh giảng pháp lời nói, tu luyện giới đại bộ phận người vừa nhìn thấy mặt của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không chút lựa chọn cho hắn giảng pháp đánh chê bai. Dù là hắn giảng ba hoa trích chòe, thiên địa dị tượng bộc phát, cũng rất khó vãn hồi lòng người. Không còn Huyền Thánh giảng pháp công đức triệt tiêu bát phẩm tâm ma liền sẽ rất phiền toái. Còn nữa, Huyền Thánh giảng pháp hắn lên một lượt hai lần. Nếu như đến lúc đó lại lên một lần, kết nối với ba lượt Huyền Thánh giảng pháp, không đổi cái bộ dáng, chính hắn đều ngại đi lên. Cái này mấy viên loạn niên trái cây nhất định muốn thật tốt siêu tầm, tương lai tất có trọng dụng. Đồng quái tiền bối cái kia một quẻ, trái lại nhìn, thực chuẩn. Hiện tại hắn cùng Bạch tiền bối trái lại thực hiện, một đường hướng đông, quả nhiên là một đường đại thuận, đại cát đại lợi. Loạn niên trái cây, khởi đầu tốt đẹp. Sáng sớm 7 giờ. Bạch tiền bối ở phía trước dẫn đường, Tống Thư Hàng theo sát phía sau, thông nương tại hắn túi, Lý Âm Trúc ngồi ở trên bả vai hắn. Một đoàn người tại hỗn loạn hải vực trong hoạt động 3 giờ, rốt cuộc đến Bạch tiền bối phân thân lúc ấy xâm nhập chính là cái kia di tích động phủ. Đường xá cùng không tính là quá lâu, sở dĩ dùng 3 giờ, là vì Bạch tiền bối may mắn thuộc tính hôm nay nổ tung. Cơ hồ là đi một khoảng cách lộ trình, liền sẽ tìm được một ít thiên tài địa bảo. Xuyên thọ, củng cố thể chất, củng cố tinh thần lực, củng cố tự lành năng lực, chiết xuất trong cơ thể linh lực chất lượng. Nhiều vô số kể. Một đường đi, một đường ăn. Cái này 3 giờ lộ trình đi xuống, Tống Thư Hàng nhục thân cường độ đã tăng lên một đoạn nhỏ, thánh viên tổng số lượng tăng lên một cái, đạt đến 25 đầu. Cái này đủ để chống đỡ lên chính xác tu luyện thánh viên long lực thần công thú giới tu sĩ, mấy năm khổ tu. Thuộc về thông nương cái kia một phần. Tống Thư Hàng đều bảo tồn đến chuỗi đeo tay trong không gian, đợi nàng hành mầm một lần nữa giải ra về sau, có thể cho nàng phục dụng. Mà ngồi tại Tống Thư Hàng trên bờ vai Lý Âm Trúc, lúc này trong tay còn bưng lấy nhiều cái dị quả, đứng đắn ra sức gặm ăn. Nàng ăn tốc độ thậm chí đều không đuổi kịp Bạch tiền bối tìm được thiên tài địa bảo tốc độ. A Tống, ta nhanh ăn không vô nữa. Lý Âm Trúc sờ lên bản thân bụng nhỏ, thật no, ta cảm giác đã hạnh phúc, lại thật khổ cực. Ăn thiên tài địa bảo ăn vào chống đỡ, ăn vào muốn ói, đối với tu luyện giả mà nói, cái này thật sự là hạnh phúc đến cực phiền não. Không cần một hơi ăn xong, ăn không vào ta thay ngươi bảo quản lấy. Tống Thư Hàng cười nói. Ừ, cái này mấy cái trước cho A Tống ngươi bảo quản lấy. Lý Âm Trúc đem còn sót lại thiên tài địa bảo cùng dị quả giao cho Tống Thư Hàng. Nàng bây giờ là tứ phẩm cảnh giới, ăn thiên tài địa bảo số lượng đã đạt tới cực hạn. Cần có thời gian để tiêu hóa. Tống Thư Hàng nhìn qua trước người Bạch tiền bối, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Bạch tiền bối số mệnh bạo tạc kiểu phát tác về sau, kế tiếp họa làm sao bây giờ? Cầu phú quý trong nguy hiểm, phú quý đã nổ tung, cái kia nguy hiểm đây. Ta có muốn hay không hiện tại quay đầu đi về nhà?